Xin chào bạn khán giả của kênh truyện hẻm ngôn tình. Ngày hôm nay Huyền Lưu Di sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Tờ các bạn. Cô thật sự được gọi là một cô bé lọ lem, đem lòng yêu một công tử nhà giàu, nên quyết tâm thi đậu vào học viện quý tộc lừng danh. Chính tại nơi đây cô sẽ đi tìm anh, nhưng cô lại nhận ra một điều, tất cả học viên ở đây đều là con của các gia đình quý tộc giàu có, còn cô chỉ là một thường dân. Cô bị bắt nạt rất đáng thương cô đã thành trách số phận của mình vì sao lại có thể thê thảm như vậy. Không một ai có thể đứng ra để cứu vớt bảo vệ cô cả. Không lẽ đây là một môi trường nuôi dưỡng ra những ác quỷ sao? Ít ra cô cũng phải được ban cho một người dũng cảm, đủ để bảo vệ cô cơ chứ. Và rồi cuối cùng cô cũng gặp được anh, một người mà cô đã mong mỏi chờ đợi nhất. Người hoàng tử mà mấy năm trước đã đưa ra lời hứa hẹn cùng với cô. Nhưng vì sao? Hắn ta lại là ác quỷ luôn như vậy cơ chứ? có phải hay không đã có sự nhầm lẫn gì xảy ra ở đây và trong lúc cô đang vô cùng tuyệt vọng với số phận trơ trêu của mình thì một sự thật đã khiến cho cô bừng tỉnh hóa ra hai người bọn họ là anh em sinh đôi mặc dù có diện mạo bề ngoài giống nhau nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược nhưng liệu rằng khi vị bạch mão hoàng tử mà cô mong đợi thật sự xuất hiện thì anh ta có đủ sức mạnh để cứu vớt cuộc đời và mang đến cho cô niềm hạnh phúc mà cô đã mong đợi hay không Ngày sau đây mời quý vị và các bạn hãy cùng mình Lucy cùng theo dõi diễn biến của câu chuyện này nhé. Ngày nào cũng nơm nấp lo sợ, Hoa Lạc Lê tự hỏi, bao giờ chuỗi ngày này thì mới chấm dứt đây, cô thật sự lo khóc không nổi nữa rồi. Học viện, âm nhạc quý tộc hiện ra trước mắt, tưởng như một tòa lâu đài tràn đầy màu sắc huyền diệu. Thời ra học viện, bắt nguồn từ mấy tòa nhà, theo lối cô thích được sửa chữa thảo thành cô phân rộng đến vài trăm mẫu. Nếu tạo thành một vòng thì cũng mất vài tiếng đồng hồ. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống, những hào thành đầy nước chạy quanh lâu đài, tiếng suối róc rách từ rừng xa vang vọng lại, những mái vòng cao vút, những bức tường gạch lấp lánh tự như ánh sáng pha lê. Dưới chân tường là những thảm hoa đang thời kỳ nở rộ, Ông bướm vần quanh, vòng cảnh nên thơ, khiến cho nơi đây sống hệt như là một xứ sở thiền tiên trong câu chuyện cổ tích vậy hầu hết học sinh của trường đều được đưa đón bằng xe riêng. Duy chỉ có cô học trò thường nhân, Hoa Lạc Lê là đi xe đưa đón của trường. Không chỉ vậy, học phí cũng là do cô tự làm thêm để chi trả. Lúc này bầu trời trong xanh, giống như một viên đá quý màu xanh ngọc thạch. Ánh nắng rực rỡ, như những sợi tơ vàng óng ánh rớt xuống rừng cây. Bên cạnh học viện là thác nước trắng xóa, những đám bọt nước thanh kiết đổ xuống như là sương tuyết, lúc ẩm ý lúc thì như những con sóng thần màu xanh biếc, lúc lại nhẹ nhàng như những áng mây trôi. Choang, một tiếng vang lớn, tiếng động phá tan bầu không khí yên tĩnh, vài con thiên nga trong hồ giật mình thẳng thốt bay lên, ngôi trường bừng tỉnh khỏi giấc mộng thần tiên. Sau đó, đồ hậu đậu hoa lạc lê bị đuổi ra khỏi trường, thật đúng là đen đuổi, cô lại làm vỡ một món đồ vật quý. Cả hàng cạnh công trường, lòng người xếp hàng trông kín đều nhìn cô không mấy thiện cảm thậm chí còn có một chút lạnh nhạt. trong trường ngoài trường dường như là hai thế giới khác biệt. trong trường là thế giới cổ tích, là chốn thần tiên, còn ngoài trường là chốn nhân gian phàm tục. đường phố vẫn ồn ào náo nhiệt tấp nập người đi lại. cô gái nhỏ cúi đầu lặng bước. cạnh tường vây của học viện trồng rất nhiều hoa tử vi, cơn gió tối đến tạm nành một màn kiều vũ màu sắc. hoa tử vi bay ngập trời. những cánh hoa hồng đỏ tím trắng rụng đầy trên người của hoa lạc lê khiến cô cảm thấy mình đang dần dần biến thành một quả bong bóng bảy màu tuyệt đẹp. Hoa lạc lê hết lần này đến lần khác, lúc thì không cẩn thận khi lại vô tình phá hỏng đồ đạc của hoàng tử hàng tử ngang. Ngày hôm kia là chiếc máy MP4 đời mới nhất, ngày hôm qua là chiếc máy mô hình máy bay, còn ngày hôm nay lại không cẩn thận với đôi giày thể thao mà hàn tử ngang thích nhất. Như vậy mà còn toàn mạng, xem ra thì cũng đã là quá may mắn rồi cho nên cô bị đuổi cũng đáng. Giờ đây cả học viện này, chỉ còn có cô bạn cùng bàn trường lộ lộ là dám nói chuyện với cô. Thật sự là cô gặp đùi rắc rối rồi. May giao là thượng đế, còn đầy mắt bé hoài thương nên mới để lộ lộ bên cô, cho cô một chút ấm áp bởi vì tất cả những ai còn muốn ở lại học viện này chắc chắn sẽ không dám nói chuyện với cô. Nếu thực thế thì cô sẽ chết vì cô độc mất. Hoa Lạc Lê vinh dự, được tất cả học sinh trong học viện trao tặng cho một danh hiệu lão cơ hậu đậu. Hoa lạc lê đi đến đâu cũng thấy đám học sinh chia bàn tán. Mau lại xem này, Gờ hậu đậu hoa lạc lê lại bị đuổi cô ra khỏi trường rơi kia. Thật sao? Ở cạnh cô ta nhất định là sẽ rất là đen đuổi. Mau mau lấy trổi, Mau quét cô ta ra khỏi công trường đi. Đúng đó, mau đuổi cô ta đi, mau đuổi cô ta đi. Các loại người nghèo kiết như cô ta, ở đây chỉ làm tổ bần học viện của chúng ta thôi. Một nhóm nữ sinh dơ cao láo cờ, nhất loạt đồng ý đuổi hoa lạc lê ra khỏi học viện và lạc lên nhanh chóng nhảy lên, công đợi bọn hộ mang trời đến đã vội vàng tìm đường tháo chạy. Này, nếu như không trả tiền thì đừng hòng chạy. Tiếng la hét phía sau vang lên, vù một tiếng, bàn chân như đã được bôi trơn loáng một cái đã biến mất. Chẳng còn cách nào khác, cô có thói quen bỏ chạy sau mỗi lần làm vỡ đồ vật, thật là toát mồ hôi hột mà. Không nên gặp lại hàn tử ngang nữa, cái đồ quỷ đáng chết ấy, vì sao mỗi lần gặp đều là xui xẻo như vậy. Những món đồ quý giá bị làm hỏng, dần dần hiện lên trước mắt đồ của cô. Mỗi lần gặp cô, Hàn Tử Ngang đều buông đồ vật đang cầm trên tay, làm cho nơi rơi xuống đất, rồi sau đó nhích khóe miệng anh đào, thàn nhân ái. Hoa à, lạc lê, mp bốn của bạn thiếu gia rơi rồi, mau nhặt lên đi. Có lần, Hàn Tử Ngang từ xa, nhìn thấy cô đi ra từ công trường, cậu ta liền hé cửa kính xe, thả mô hình máy bay xuống đất, đôi mắt nhào lại, đôi mắt đen như là bầu trời đêm, đôi mắt dậy sóng của một con vật. Chầm chầm nhìn vào cô rồi lạnh lùng nói. đại Hoa Lạc Lê, mô hình máy bay của bạn theo sai rơi rồi, mau nhặt lên. Giọng nói gợi cảm sai chiều tán tỉnh, nụ cười đẹp như hoa sen đang bừng nở, nhưng dưới mỗi lớp cánh hoa đều chứa một quần lửa. Kết quả Hoa Lạc Lê lại một lần nữa bị đuổi khỏi trường. Hoa Lạc Lê gặp Hàn Tử ngang lần đầu trong vũ hội hoa trang của học viện. Hoa Lạc Lê nhận làm nhân viên phục vụ để kiếm tiền đóng học phí. Đèn đuổi pha phải Hàn Tử ngang khi cả hai ngã ra mặt đất, người cậu ta bị tưới đầy rượu, còn cô thì không cẩn thận úp nguyên cả cái bánh kem vào mặt của cậu ta, và là hình tượng hoàng tử đẹp trai của cậu ta không thể nào cứu vãn được nữa. Thú thật, khi nhìn thấy hàn tử ăn, hoa lạc lê còn tương nhầm đó là hàn tử hiên, cho nên mới ngẩn ngơ đến mất hồn như vậy. Khoảng cách càng gần, cô lại càng lúng cuống, thế nên mới không cẩn thận làm đổ chiếc bánh kem kia. Cô thật sự cho rằng đó là hàn tử hiên của mấy năm trước. 10 năm trước, Hoa Lạc Lê 8 tuổi, sống trong căn nhà gỗ nông thôn cùng với bà ngoại, gặp Hàn Tử Hiên về nhà nghỉ bệnh. Hàn Tử Hiên 9 tuổi, đã nói, Lạc Lê à, để sau này em lớn lên, anh sẽ gửi bách mã đến để mà đón em. Hoa Lạc Lê khi đó ngây thơ hỏi lại, em sẽ có giải thủy tinh chứ? Đẹp trai và ân cần, Hàn Tử Hiên như một thiên sứ mỉm cười gật đầu, ánh mắt sáng lên tên quái. Sau này khi em lớn lên, nhớ đến Học viện Âm Nhạc tìm anh anh sống ở đó em nhất định phải tới tìm anh nếu không anh sẽ giấu đôi giày thủy tinh của em ở một nơi mà em không thể nào tìm thấy được vậy thì chắc chắn rồi như là thực sự chứng minh đồ quỷ hàn tử ngang không thể nào là hàn tử hiên nhưng tại sao cậu ta lại giống hàn tử hiên lúc chín tuổi đến vậy chứ trên thế giới có hai người giống nhau như hai giọt nước vậy sao kể từ sau tai nạn tại vũ hội hóa trang hoa lạc lê rơi vào những trò báo tù ác quỷ từ hàn tử ngang nói thật Hàn Tử Ngang rất là đẹp trai, cao một mét tám bảy, lông mày thanh tú, mắt sáng như sao, mũi cao như núi, môi đỏ như hoa, quả thật là một trang nam nhi tuấn tú. Hàn Tử Ngang quả đáng là mỹ nam của học viện, chỉ có điều về tính cách thì thật sự rất tệ. Hơn nữa cậu ta luôn tìm cô để mà trút giận, biến cô trở thành một cái bao cát cho cậu ta vui vẻ. Cho nên Hoa Lạc Lê không một chút khách ký mà liệt Hàn Tử Ngang vào hạng người xấu xa nhất trong lịch sử từ xưa tới nay. Ngày nào cô cũng nâm nấp lo sợ. Hoa Lạc Lê tự hỏi, đến bao giờ thì những chuỗi ngày đen tối này mới chấm dứt đây? Cô thật sự lo cấp không nổi mà. Sinh ra, trong một gia đình bình dân, cũng không phải là lỗi của cô. Không có tiền cũng không phải là lỗi của cô. Lỗi của cô là dám đến ở học viện dành cho học sinh quý tộc này. Hoa Lạc Lê thật sự làm muốn khóc. Cô nắm chặt bàn tay, thử thách đầu tiên đã xuất hiện. Cô đã bỏ cuộc sao? Hừ, cho dù trời kia có sập xuống, thì cô cũng sẽ dùng tay để mà chống nó lên. Ai bảo trời sinh cô là một tiểu cường bất khuất, đánh con chết, đạp cũng không bẹp cơ chứ. Đêm đã khuya, cả ngày hôm nay hoa lạc lê chưa có gì vào bụng, bị đuổi ra khỏi trường, lại quên không mang theo tiền, thật giống như một con mèo nhỏ bị lạc mẹ, đói rách đáng thương. Nhà nhà đều thắp đèn lồng, nơi nơi đều là vui vẻ. Cô cứ đi đi mãi, vô thức đến quảng trường, bốn bề vắng lặng, chưa có phần trăng lơ lửng ở trên không dưới ánh trăng một cái bóng đổ dài trên đất người ấy đứng trên bục lễ đài của quảng trường xung quanh khói thuốc bao cổ cái bóng như là nhòe đi trong sương cói nhạt nhòa người ấy đứng có một mình yên lặng đến cô độc dường như cả thế giới này chỉ có một mình người ấy hoa lạc lê ngồi trên xích đô nhìn anh ta gió lạnh thổi qua khiến cô rùng mình không hiểu vì sao cô đột nhiên cảm thấy mình thấu hiểu cảm giác cô đơn đến cùng cực của anh ta vào lúc này theo cô cảm giác cô đơn này giống như ánh trăng bất lực khi không sợi ấm cho dòng nước băng giá ngược lại hơi lạnh từ từ thấm vào ánh trăng rồi sau đó lan tỏa ra cả bầu trời gia quan tư sao mách bảo cô cô và anh ta là giống nhau cùng là những kẻ bị cuộc đời này chối bỏ không ai chào đón cả hoa lạc lê tám tuổi thì cha mẹ đã ly hôn cô về sống với bà ngoại trong căn nhà gỗ cô từng mơ thấy phù thị cưỡi chổi bay ngang qua nhà nói với cô rằng Thượng đế sẽ cho một tiên sứ xuống bảo vệ con. Lúc đó cô đã rất ngây thơ hà lại. Có xe bị ngô có giải thủy tinh hay không? Sẽ có. Khi nào con gặp anh ta? Con không được từ bỏ. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, cũng nhất định phải kiên trì theo đuổi ước mơ này. Vậy thì khi nào con mới gặp anh ấy chứ? Khi con 18 tuổi, gia quan thứ sáu sẽ mách bảo cho con. Thời gian trôi đi, cô giống như một con sâu ẩn mình trong cái kén đợi ngày lột xác. Nằm hoa lạc lên 17 tuổi thì bà ngoại qua đời. Trước khi mất, bà nắm chặt tay cô rồi nói. Tiểu Lê à, bà ngoại phải đi rồi, nhưng con đừng buồn. Sẽ có một hoàng tử, cưỡi bạch mã đến đón con. Có xe bí ngô, có giày thủy tinh hay không ạ? Hoa lạc lê lại hỏi. Bà ngoại mỉm cười rồi nói tiếp. Xe bí ngô, sẽ có. Giày thủy tinh cũng sẽ có. Mỗi cô gái, ngày từ khi sinh ra, số phận cũng đã an bài. Đều sẽ có một hoàng tử riêng của mình. Nhưng mà con hãy nhớ, cho dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra Thì con cũng phải kiên trì không được từ bỏ Chỉ còn con kiên trì Thì cuối cùng tuyệt vọng cũng sẽ biến thành hy vọng Tiểu niên ngồi trên bậc thêm Dưới ánh trăng Bóng lưng của anh sáng bóng Như loài hoa đăng kỳ nhuận sắc Như người bước ra từ tranh thủy mặc Bị ánh trăng làm cho hư ảo Hoa lạc lê đã 18 tuổi nhưng tại sao cô vẫn chưa gặp chàng hoàng tử của riêng mình chứ? Xích đu đu lên xuống, mấy chiếc lá nhẹ nhàng rơi, chạm cao vào người cổ cô. Tiểu niên ngồi trên bậc thềm, dưới ánh trăng, bóng lưng của anh sáng bóng lên như loài hoa đang thời kỳ nhuận sắc, giống như người vừa bước ra từ một bức tranh bị ánh trăng làm cho hư ảo vậy. Nhìn những cảnh này, hoa lạc lê đột nhiên cảm thấy, anh ta như một thiên sứ bị lạc, không may mất đi đôi cánh nên bị mắc lại ở chốn nhân gian. Cô bước đi trên đám lá phong đỏ rực, đến sau lưng quả anh ta, rồi lấy hết can đảm mà khẽ cất tiếng hỏi. Anh là thiên sứ Hay là kẻ vô gia cư? Hay là một người lạc đường như tôi Anh ta nghe tiếng thì kẽ giật mình Vài giây sau rất nhanh đã đứng dậy Quay người nhìn thẳng vào mắt của cô Anh ta mỉm cười với cô Nụ cười tươi sáng và thân thiện Nụ cười trong như mây mắt như gió Thật sự là khiến cho người khác yên tâm Đôi mắt của anh ta lấp lánh như ngọc trai Đôi môi cười như là hoa anh đào nở Suốt mùa xuân Nhìn kỹ hơn lại thấy nó giống như bông hoa tuyết lấp lánh lấp lánh giọng nói rõng rạp vang lên bên tai cô. Tôi không phải tiền sứ, cũng không phải là người lạc đường. Cô kinh ngạc trợn trừng mắt, á khẩu không nói gì được. Đây chẳng phải là ác quỷ hàn tử ngang hay sao? Kết quả, Hoa Lạc Lê không nói câu nào vội vàng tháo chạy, vừa chạy vừa ngoái đầu lại đằng sau. Hy vọng cái tên hàn tử ngang đó sẽ không đuổi theo, không gọi mọi người đuổi cổ ra khỏi thành phố này. Người thanh niên đứng yên nhìn cô chạy xa dần, đôi lông mày dường như kẻ trao lạnh. Lẽ nào bản thân anh thật sự đáng ghét đáng sợ sao? Tại sao lần nào gặp anh, cô cũng hốt hoảng sợ hãi như vậy cơ chứ? Anh cảm thấy cô gái này có một điều gì quen thuộc, không nhớ là đã từng gặp ở đâu. Kỳ thức thời tờ ấu của anh luôn có một bóng hình ẩn hiện. Anh tập trung cố gắng suy nghĩ mà cố nhớ lại. Anh vừa mới du học ở Mỹ về, theo sự sắp xếp của cha mẹ. Ngày mai sẽ cùng với người anh em song sinh Hàn Tử Ngang đến Học viện âm nhạc kỳ danh khoa âm nhạc trên ngành vĩ cầm. Anh không thích âm nhạc, cũng không thích vĩ cầm. Anh thích nhất y học, nhưng bởi vì lý do sức khỏe mà đành phải từ bỏ ước mơ đó. Hàn Tử Hiền quyết định ngày mai sẽ đi nhuộm tóc vàng cho phóng cách hơn. Sáng sớm mặt trời chậm chậm nhô lên, phóng ra hàng ngàn mũi tên vàng óng, chạm vào cây lá, biến thành những dấu chấm than rơi xuống mặt đất. Hoa lạc lê lấy hết can đảm đi đến học viện. Suốt ngày cô ngồi im trong các lớp, đi đến lại cũng là không dám Cô chỉ sợ lại không cẩn thận mà rắc tội với tiêu gia hàn tử ngang thì cậu ta sẽ đuổi cô ra khỏi trường thêm một lần nữa. Học viện âm nhạc mới có một anh chàng từ Mỹ chuyển đến. Cậu ta toàn tú thông minh xuất chúng nên lập tức được đám nữ sinh trong trường ái mộ tôn làm thần tượng. Tất cả nữ sinh trong trường đều xuất xa bàn tán. Chỉ có hoa lạc lê là không hề biết gì. Cô bạn cùng bàn trường lộ lộ khẽ huyết vào tay của cô rồi cắt tiếng. Này tiểu lê, có biết gì chưa? ngày hôm nay trường chúng ta sẽ có một bạn mới chuyển đến đó cậu nói cái gì chứ trường chúng ta có một hot boy mới chuyển đến cậu ta là hàn tử hiên cậu cậu vừa nói cái gì mà nói lại một lần nữa đi nghe đến cái tên hàn tử hiên thì đầu óc của cô lập tức trống rỗng hàn tử hiên chỉ ba chữ đó thôi cũng đủ làm hồi ức sống lại như là thước phim quay chậm trước mặt của cô hóa ra anh thực sự ở trong học viện âm nhạc anh không phải là nói dối cô cho dù đã 10 năm trôi qua. Ngay từ ngày đầu tiên đến trường, cậu ta đã nhận được tất cả nữ sinh tôn sưng là thần tượng, lợi hại thật đó. Hàn Tử Hiên, cái tên này cũng thật là hay nha. Trường lộ lộ khuôn mặt ửng hồng đôi mắt mờ màng, bàn tay chống cầm say sau nói. Lộ lộ à, cậu nói lại một lần nữa đi, chậm chậm một chút, anh ta tên là gì vậy? Hoa Lạc Lê muốn khẳng định thêm một lần nữa. Cậu ta tên là Hàn Tử Hiên, như thế nào? Đã nghe rõ chưa hả? Chỉ cần nhìn thấy cậu ta thì bảo đảm cậu sẽ sốc nha, bởi vì cậu ta giống hết Hàn Tử Ngang, nhưng mà tính tình thì khác nhau một trời một vực. Cậu bạn mới rất là hòa nhã. Nếu đặt phép so sánh thì Hàn Tử Hiên là Bạch Mã hoàng tử, còn Hàn Tử Ngang chính là Hắc Mã hoàng tử. Nhưng mà quan trọng hơn, hai người bọn họ đều học ở trong trường này. Nói cho cậu biết, bọn họ chính là anh em song sinh đó. Một màng sương mù sang kiến trước mắt của Hoa Lạc Lê. Hàn Tử Hiên mười năm trước từng nói với cô, sau này cô lớn lên phải đến học viện âm nhạc tìm anh. Điều đó có phải bây giờ đã được chứng minh hay không? Nước mắt của cô lan dài trên má. Hoa lạc lê vội vàng đưa tay lau đi. Cô chỉ hận là không thể lập tức bay đến để tìm Hàn Tử Hiên. Để hỏi cho rõ ràng, anh còn nhớ những lời đã nói trước đây với cô hay không? Phải đợi đến chiều muộn, sau khi nghe nói ác quỷ Hàn Tử Ngang đã qua về, Hoa lạc lê mới dám xuất đầu lộ diện. Ánh hoàng hôn, tắm đẫm trên hàng cây phong bên đường thì có vài chiếc lá phong đào rực rụng xuống, rồi lại bị gió cuốn đi, bay lòng vòng trước khi nằm trên đất, cảnh sắc vô cùng mỹ lệ. Hoàng hôn thật đẹp, lá phong cũng thật đẹp. Đúng lúc đó, Hoa Lạc Lê nhìn thấy hẳn Tử Hiên. Anh đứng giữa vạt nắng chiều rực rỡ, chiếu tranh trách, cả thân hình cao lớn của anh, tắm trong thứ ánh sáng mê hoặc, cũng đã trở nên tràn đầy mê hoặc. Mê hoặc, đúng, chỉ có hai từ ấy mới có thể diễn tả được hết vẻ đẹp của anh. Nó thực sự như đường dành riêng cho anh vậy Ánh sáng dịch chuyển theo bước đi của mặt trời Và ánh sáng kéo dài trên mặt đất Lướt dần tới cây vĩ cầm đặc đặc ở trên cỏ Cây đàn mới nhìn qua thi bình thường Nhưng dưới ánh hoàng hôn màu đỏ sẫm Như những họa tiết khắc ở trên đó nổi bật hẳn lên Cho thấy đó là một cây vĩ cầm đặc biệt Dưới gốc phong cổ thụ Hàn từ hiên ăn nhằn thư thái Nhắm mắt ở trên thảm lá phong rực đỏ Cơn gió nhẹ nhàng là từng trang sách mần trớn đôi tay thanh tú. Đúng vào lúc ánh mặt trời rọi vào bàn tay, những ngón tay dường như trở nên trong suốt. Một chiếc lá phong đậu trên mái tóc, hứng luồng ánh sáng cuối ngày, lấp lánh, lấp lánh. Con mặt của anh cũng phủ đầy ánh sáng vàng rực. Đôi môi mềm mại ké rung động, nửa buồn, nửa như là cười. Hoa lạc lê cứ đứng đó, ngây người nhìn anh mà trong lòng trống rỗng. Đây đúng là hàn tử hiên. So với hồi nhỏ, anh cũng không khác là bao vẫn là cái vẻ thanh lịch và ký chất thông minh hơn người. Trong quá khứ, anh luôn tìm cách để mà chọc cho cô vui. Lạc này à, lần lên em sẽ trở thành một công chúa trong câu chuyện cổ tích. Cô lập tức cười hết cỡ vô tâm thừa nhận. Đúng nha, em chính là công chúa Bạch Tuyết. Bà ngoại nói sau này sẽ có một chàng hoàng tử, cưỡi bạch mã đến đón em đó. Hàn Tờ Hiên nghe xong thì mỉm cười ra vẻ thần bí, gõ nhẹ lên trước mũi cổ cô. Nhưng cưỡi bạch mã chưa chắc đã là hoàng tử vì sao chứ bởi vì đường tăng cũng cậy bạch mãi nha hàn tử hiền vũ phẳng dập tắt giấc mộng của cô Đám mây đen bao phủ trên khuôn mặt của hoa lạc lê nhưng cũng có thể không phải là đường tăng ngày hôm qua em đã nằm mơ thấy có một người mang đôi cánh trắng là màu trắng như là màu của bạch mãi nha hàn tử hiên lại cho cô thêm hy vọng người có cánh thì chắc chắn là tiên sứ rồi khuôn mặt dễ thương của hoa lạc lê lại bừng lên một ngọn lửa hy vọng mà không sao thiên sứ thay cho hoàng tử lại càng hoàn mỹ hơn nha. Ánh mắt của Hàn Tử Hiên lại lóe lên một ánh nhìn kinh quái. Anh khẽ lắc đầu rồi chậm rãi nói. Còn chưa quên nói với em. Người mang đôi cánh trắng cũng có thể là ác quỷ. Này Hàn Tử Hiên, em ghét anh mà. Cuối cùng, Hòa Lạc Lê cũng hiểu ra là mình bị anh lừa. Nhưng đối diện với sự sự dằn của Hàn Tử Hiên, cô chỉ có thể chôn mũi để mà tỏ sự phản đối của mình. Lạc Lê à, em thật sự là quá dễ lừa cho nên sau này nhất định phải tìm một hiệp sĩ để có thể dựa vào. Nói đi, em thật sự thích lòng công chúa Bạch Tuyết sao? Nhưng... Hàn Từ Hiên 9 tuổi, làm bộ người lớn hỏi như vậy, rồi đặt vào tay cô một quả táo đỏ, lắc đầu một cách thần bí không nói hết câu. Nhưng cái gì cơ? Hoa Lạc Lê tò mò hỏi lại. Công chúa Bạch Tuyết còn chưa gặp được Bạch Mão Hoàng Tử, thì đã bị trúng độc từ quả táo của mộ gì ghẻ. Hãy nhớ rằng sau này không được ăn táo đỏ nữa. Hàn Tử Hiên không một chút khách khí, giành lấy quả táo trong tay của cô. Anh điểm nhiên đưa lên miệng cắn một miếng. Đây là táo của em mà. Hoa lạc lê hét lên. Em xem, anh tốt với em bao nhiêu. Táo độc cũng đã giành lấy rồi, không cho em ăn. Như vậy người trúng độc chết sẽ là anh nha. Hàn Tử Hiên vừa ăn táo, vừa hướng về phía hoa lạc lê cất lời giải thích. Cô đáng thương nhìn chăm chăm vào tay của Hàn Tử Hiên. Thấy quả táo đỏ chỉ còn lại cái lõi, cô nói ở trong nước mắt. Em còn nhớ trong chuyện cổ tích Không hề có nhân vật bạch mã công chúa dành cho con trai Màu màu trả lại quả táo đây cho em Trong hồi ức cô còn nhớ rõ Hàn Tử Hiền rất thích bắt nạt mà trêu chọc cô Cho dù bị anh tranh mất quả táo Nhưng cô luôn nhận từ anh rất nhiều thứ Ví dụ như vòng pha lê Kẹo hồ lô Bánh kem bông Rất nhiều rất nhiều thứ anh đều dành cho cô Nhiều đến nỗi cô cảm thấy rằng Ba tháng làm bạn cùng với Hàn Tử Hiên là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong thời thơ ấu của mình dù rằng cưới bạch mã không nhất định là hoàng tử có thể là đường tăng hay mang đôi cánh trắng không nhất định là tiên sứ có thể là ma quỷ hoàng lê vẫn cảm thấy hàn tử hiên thật sự là tiên sứ cánh trắng anh mang theo nụ cười tươi sáng của tiên sứ mà cũng có khi anh là hoàng tử một hoàng tử cưới bạch mã rất là oai phong trời tối dần hoàng lạc lê rất muốn ở lại nhưng không được bởi vì từ xa cô đã nhìn thấy xe của tên quỷ hàn tử ngang cô nhất định phải chạy đi mà trốn cho kỹ. Cô bỏ chạy, để lại ở phía sau một cái bóng mờ mờ. Hàn tự Hiên quay người nhặt lấy cây vĩ cầm, vô tình nhìn thấy bóng dáng nhập nhòa của cô. Trời đã vào thu, không ngờ thời gian trôi đi thật là nhanh. Anh nhớ lại hồi mới quay về Trung Quốc, nhìn xem phong cảnh, đầu đầu cũng là màu xanh mắt của cây cối. Vậy mà giờ đây khắp trời đất, màu xanh đã chuyển sang vàng, là phong đẹp nhất kỳ chuyển sang đỏ. Đó cũng là lúc phai lia canh rụng xuống, nhưng lại cố lượn vòng theo gió, vô diễn hết vẻ đẹp lần cuối cùng của mình. Hàn Tử Hiên lất nhẹ tay trên cây vĩ cầm, chạm nhẹ vào những hình điêu khắc trên mặt bàn, nhìn những hình vẽ thần bí của thời cổ đại như dây mây quấn quýt. So với ánh hoàng hôn, anh thích ánh nắng vào buổi trưa hơn, tuy rằng trái trăng, nhưng lại khiến anh vô cùng, vô cùng phấn khích. Đúng lúc này điện thoại đồ chuông, không cần nhìn ti anh cũng biết là ai gọi đến. Ngoài liên lạc với gia đình Thì chiếc điện thoại này không còn nhiệm vụ gì khác cả Hàn từ hiên nhấc máy Alo, bố à Con vẫn khỏe Bố đừng nói như vậy Đây chính là quyết định của con Không, con không muốn đi nữa Nếu bố muốn nói chuyện Con quay lại Mỹ thì bố không cần phải nói nữa đâu Hàn Thời Hiên cấp điện thoại lại, nhận ra mặt trời đã lặn, hoàng hôn cũng đã tắt, giống như một bộ phim hay thường kết thúc quá nhanh, để lại sau bao tiếng thở dài tiếc nuối. Hàn Tử Hiền khẽ cười. Rất nhiều chuyện trên đời này cũng vậy. Giữa thực tế và mong ước luôn luôn là khoảng cách. Ngay cả anh rất thích y học, nhưng cuối cùng vẫn phải từ bỏ, mặc dù trong lòng có nhiều tiếc nuối. Nhưng anh có thực sự thích vĩ cầm không? Cho dù từ khi ba tuổi, anh đã giữ nó cư cư. Cho dù được một giáo sư âm nhạc kèm về vĩ cầm riêng, dù anh có thể chơi những bản kinh điển, thì đã sao chứ? Hay chỉ bởi vì gia tộc của anh là gia tộc vĩ cầm, từ đời này đến đời khác, người này đến người kia chỉ biết thật sự nỗ lực cả đời để mà tấu lên những cúc nhạc tuyệt phẩm đây. Vì sao lại cứ phải miệt mài như vậy? Trong đầu của Hàn Từ Hiên nghĩ đến một loài chim, loài chim hót trong bụi mận cay. Tay của anh đặt trên trang sách, dò đưa những chiếc lá phong đậu trên mái tóc nhuộm vàng của anh. Nếu như có con thuyền cần có hướng ở trên biển lớn, thì có sách y học dày cộm này có phải là hướng đi của anh hay không? Trời hôm nay cũng đã tối rồi. Anh không ghi nhật ký. Nếu thật sự không ghi nhật ký, vậy thì ngày mai anh sẽ không còn nhớ được gì nữa. Hàn Tử Hiên lại một lần nữa nở ra nụ cười buồn. Lúc ngẩng đầu, anh vô tình phát hiện cô gái ở phía trước, chiếc váy xanh dài càng đi càng xa, nhưng vẫn không ngừng ngoái đầu mà nhìn về phía anh. Màu xanh nhạt giống như màn sương mù, giống như chân trời sắp mặt biển, lại giống như là ngôi sao xanh nhấp nháy. Có phải anh đã bị ấn tượng bởi màu xanh thiên thần hay không? Một chiếc xe dừng lại. Hàn từ ngang bước xuống, nhìn Hàn Tử Hiên không nói gì mà quay người bước đi. Hàn Tử Hiên mệt mỏi mà ngước nhìn lên. Anh. Họ tuy rằng là anh em song sinh, nhưng từ nhỏ đã không ở cùng với nhau, cho nên cũng không mấy thân thiết. Nguyên nhân chỉ vì gia tộc anh đã có lời nguyền với những đôi song sinh, chỉ giữ lại một, cho nên ngay từ khi sinh ra, anh đã bị đưa đi nuôi dưỡng ở một nơi khác. Hàn tướng ngang kẽ chôn mũi, coi như đáp lại rồi quay xe. Đằng sau chiếc xe Ron Royce màu xanh mới là chiếc xe của Hàn Tử Hiên. Hàn Tử Hiên, sinh viên năm 2 khoa âm nhạc của học viện. Trong khi ấy, hòa lạc lên nửa vô tình nửa như hữu ý, dừng lại trước tòa lâu đài có phòng học của anh. Cô khẽ ngừng đầu, ánh mặt trời chiếu vào mắt cô, có cảm giác như đang xuyên thấu qua trái tim của cô vậy. Mọi tâm tư thầm kín đều bị vây ra trước ánh sáng. Ngoài cửa sổ mưa đang rơi, trời đã vào tô nên mưa chỉ lất phất, gần như là không nghe thấy tiếng. Đây cũng không phải là lúc thẫn thờ ngắm mưa ngoài cửa sổ. Dòng tay trợn mắt ngưng bút, giấy trắng mực đen rõ ràng viết đầy đủ họ tên của một người. Hoa lạc lê giống như một con cua, đang tự đắc giữ chặt con mồi bằng đuôi càng khỏe mạnh của nó. Mà con mồi kia chính là cô bạn cùng bàn Trương Lộ Lộ. Hàn Tử Hiên, cao 1m87, nặng 75kg, nhà máu AB lộ lộ hò reo. Hoa lạc lê cảm thấy tay mình lùng bùng, màng nghĩ không ngừng rung lên. Được, không sao cả, tiếp tục đi. Quan hệ gia đình, có một người anh em song sinh, sở thích là âm nhạc, y học, chuyên môn chính là vĩ cầm, y lý, tính cách ôn hòa, kỳ chất cao quý như là hoàng tử vừa mới sinh ra. Quan trọng là khi cười, nhìn không khác gì là một thiên sứ. Tốt, không sao, cứ tiếp tục đi. Hoàng lạc lê già đò, là mỉm cười nịnh nọt nhưng trong bụng lại thầm nghén răng nguyên rùa. Nhà đầu này cũng là quá mức ác liệt đi. Cô cũng đã nghèo rồi, nghèo thêm một chút nữa cũng không hại gì cả. Mình muốn biết những tin tức độc hơn theo vài năng giá đó nha. Làm bài tập giúp cậu miễn phí thì như thế nào? Lộ lộ không học bằng cô, thật đúng là may mắn. Dụng công cũng tốt, cuối cùng cũng đã nghĩ ra được cách hoán đổi tương xứng. Muốn tồn tại trong xã hội thì đương nhiên phải khôn ngoan rồi. Một tháng trọi gói, ngoài ra còn có giặt quần áo nữa trường lộ lộ con ngoan không hề lộ sợ hài lòng, đưa tay xa xa cái cầm mũi mỉm, mũi cứng tỏ vẻ đồng ý. Được rồi, nhanh nói, nhanh nói đi. Cái nhà đầu này thật sự là quá nôn nóng đi, chỉ vì muốn tìm hiểu Hàn Tử Hiên mà cam tâm làm cổ dài cả tháng thật đúng là Nghe nói chỉ số IQ của Hàn Tử Hiên là 188, cho nên cậu ấy chỉ thích những cô gái thông minh thôi. IQ 188, đây là khái niệm gì? Chính là thần đồng đó. Không thể nào tin nổi, ông trời làm sao lại không có mắt chứ chẳng lẽ người đẹp thường hay ngốc hay sao tại sao cậu ta lại có thể trường lộ lộ vô cùng tức giận dùng cụm từ người đẹp thường ngốc đã ám chỉ cô là đáng ghét lắm rồi mà tên nha đầu hoa lạc lê này còn dám dùng nó để nói về hàn tử hiền thì thật không thể chấp nhận được chắc là do ông trời bỏ qua cậu ta cậu ta chính là ngoại lệ hoa lạc lê gian hoa cố gắng xoa dịu cơn giận của lộ lộ thượng đế lòng lành hàn tử hiền kiếp trước chắc chắn là trạng nguyên mà không hiểu tại sao cậu ấy đang học y lại chuyển qua học trường nhạc của chúng ta chứ cậu ta chắc chắn là được thượng đế cử xuống để mà thử thách đám tôi nữ chúng ta rồi thử thách ư cho dù là thử thách cũng được hoa lạc lê cười tươi như hoa hẳn tử hiền lúc nào cũng là lợi hại như vậy thật ư cậu ấy hẳn là có rất nhiều cô gái theo đuổi đi trường lộ lộ lầm hoa lạc lên một cái dường như rất là bất bình với câu nói của cô cậu không thấy sao tất cả học sinh của trường chúng ta đều cắt tóc ngắn chỉ là bởi vì Hàn từ Hiên. Cậu ấy thích những cô gái thông minh, cao 1m68, tóc ngắn, mặt trái xoan mắt một mí nha. Trường lộ lộ đưa mắt mà nhìn hoa lạc lê, ánh mắt quét từ trên xuống dưới một lượt, từ trái sang phải. Cậu đang nhìn cái gì mà nhìn chăm chăm thế? Hoa lạc lê bị trường lộ lộ xăm soi như một món hàng, thì dần cả xa cà không chịu nổi đành lên tiếng. Cậu không đạt tiêu chuẩn, tất cả các chỉ số, cậu chẳng cái nào đạt được cả. Cậu chỉ cao có 1m65, tóc thì dài đến eo, mặt thì quả táo, mắt thì hai mí. Mà bên cạnh Hàn Tử Hiên luôn có một cô gái. Những tiêu chuẩn kênh chính là lấy từ hình mẫu của cô gái đó. Quan hệ giữa hai người bọn họ rất là thân thiết. Cô ấy tên là Kim Sao Tuệ, chính là một cây đàn dân cầm của trường Y mới chuyển từ Mỹ về nha. Lộ lộ bèn ngón tay kêu lên răng rắc cật cổ ra chiều đắc ý. Hoa lặc lê quấy mặt đau khổ. Phải gian khổ thế nào mới được lọt vào trong học viện này, đến chết cô cũng không quên được. Thế mà cô bạn cùng bàn này lại còn ngần ngại mà chọc vào nỗi đau của cô, thật sự là quá mức nhẫn tâm đi. Đâu rồi lộ lộ, cậu có muốn sống hay không hả? À? Hoa lạc lê tức giận mặc sưng mặt lên. Nếu không phải anh lặn tâm mấy năm qua, thì cô cũng không phải bận tâm tới những tin đồn này rồi. Kim sao tệ kia là ai? Là nghệ sĩ dương cầm ư? Hoa lạc lê nhất định phải tìm ra. Buổi chiều không có tiết học, cô đứng đợi ở trước giảng đường của khoa âm nhạc Dường như ông trời cũng muốn thử thách lòng kiên nhẫn của cô. Đứng đợi lâu như vậy mà tuyệt không nhìn thấy bóng dáng của Hàn Tử Hiên đâu cả. Mặt trời ngà dần về hướng Tây, Vòng trời nơi ấy trở nên sáng rực rỡ. Chỗ hoa lạc lê đứng đợi, ngập tràn hương hoa, dường như cô không mấy bận tâm đến trời hoa mây cỏ. Đương nhiên, vì không thấy Hàn Tử Hiên đi xuống, hoa lạc lê đang lấy hết can đảm của mình để mà đi tìm. Âm thầm quan sát nơi này cả tháng nay nhưng đây là lần đầu tiên cô đặt chân tới khoa âm nhạc. Bốn phía không một bóng người, chỉ có hương hoa đưa lại. Hoa lạc lê cảm thấy vô cùng khoan khoái. Nếu hàng ngày, Hàn Tử Hiên đều được bao bọc trong gió và hương hoa như thế này, thì không phải là rất tốt sao? Đột nhiên từ xa vọng lại những tiếng cục cục, là tiếng giày cao gót nện trên nền đá hoa. Làm sao đột nhiên lại có người đi lên đây chứ? Cô có một chút hốt hoảng. Cô không phải là học viên của khoa âm nhạc mà tự ý đến đây phải mau tránh đi trước khi bị bắt quả tăng. Nhìn chốc ngó sau, Hoa Lạc Lê quyết định trôi qua cửa sổ vào trong phòng tập. Cô sẽ nấp sau rèm cửa chính màu be bằng luận này, bảo đảm sẽ không có ai phát hiện. Cộp cộp cộp, tiếng bước chân đi một chút rồi dừng lại. Dài cao gót dừng ngay chỗ của Hoa Lạc Lê nấp. Hoa Lạc Lê lo sợ sẽ không phải là cô bị phát hiện chứ. Hàn Tử Hiên, dài cao gót cất tiếng nói, thật ra là đang gọi Hàn Tử Hiên. Hoa lạc lê mặn rịn mồ hôi, nhìn chăm chăm vào chân chủ nhân của đôi giày cao gót. Đôi giày cao gót màu đỏ thật là cậy cảm. Trong khi lại cô thích là đôi giày sọc xanh trắng độc đáo. Lẽ nào chủ nhân của đôi giày đỏ này là Hàn Tử Yên sao? Hàn Tử Yên à, hãy hẹn hỏi với em nhé. Giày cao gót đỏ dễ thẳng hai chân, vừa tự tin vừa lo lắng nói. Thời gian tích tắc tích tắc trôi qua một cách vô tình. Nhưng lâu như thế vẫn chưa thấy Hàn Tử Yên trả lời. Cô gái bắt đầu mất kiên nhẫn không ngừng di chuyển trong khi chờ đợi câu trả lời của Hàn Tử Hiên. Vì sao anh không nói gì? Lẽ nào anh thích Kim xào Tuệ ư? Nói thật, anh đưa ra tiêu chuẩn bạn gái xem, em nhất định là thích hợp mà, mà em thấy mình còn xinh đẹp phù hợp hơn cô ta nữa. Thật đúng là éo le. Tại sao cô ấy lại chọn đứng ngay trước mặt cổ cô mà nói ra những lời này chứ? Lúc này cô cảm thấy thật là khổ sở. Cô không biết phải coi mình là thông minh hay là ngu ngốc nữa. Bây giờ chỉ còn cách đứng yên không dám động đậy giày cao gót đỏ từ từ bước lại gần phía Hàn Tử Hiên, dường như là muốn ép anh trả lời. Hàn Ân Châu, thật xin lỗi, tôi không hề có tiêu chuẩn bạn gái nào cả. Gió thổi qua trước mặt của Hoa Lạc Lê, mang theo câu trả lời của Hàn Tử Hiên. Giọng của anh thật là hay, nhẹ nhàng êm ái như nước mùa xuân. Giọng anh mà hát thì hẳn là rất hay đây. Vậy anh sẽ hẹn hò cùng với em chứ? Giày cao gót vẫn không bỏ cuộc mà truy hỏi đến cùng. Giống như sắc đỏ của đôi giày này. Càng gặp ánh hoàng hôn thì càng thêm phần rực rỡ. Nó khiến cho cô nghĩ tới bản chiến trường đỏ máu. Một lúc lâu sau, Hàn Từ Hiên vẫn đứng yên như cũ. Có phải anh đang suy nghĩ lại? Có phải vì Hàn Ân Châu rất đẹp hay không? Còn đẹp hơn cả Kim Sảo Tệ. Anh là đang cảm thấy có sự ư Xin lỗi. Hàn Từ Hiên khẽ nói. Hai từ đó được nói ra với ngữ điệu rất nhẹ nhàng. Nhưng đối với cô, nó chẳng khác nào là tiếc sẽ đánh ngang tay. Tim của cô cứ thế nhói lên Như thể cô mới chính là người bị từ chối vậy Mấy năm qua không biết anh còn có nhớ tới cô hay không Được Em sẽ đến tìm Kim sao tệ Em thua kém gì cô ta Tại sao anh lại không chọn em Cô đừng làm như vậy Hàn ân châu Hàn ân châu từ từ đi khỏi Đến cuối hành lang cô ta bỗng hét to Kim sao tệ cậu mau ra đây Hàn tự nhiên đang ở đây Hàn ân châu thật đúng là kiên cường mà Bị từ chối đến thế nào mà cô ta vẫn còn dũng khí như vậy chứ? Nếu thế chẳng phải Hoa Lạc Lê trở thành kẻ thứ tư sao? Chưa thấy một mối quan hệ nào phức tạp như vậy. Cho dù rất muốn tiếp cận Hàn Tử Hiên, nhưng cô chắc chắn sẽ không muốn thực hiện ước muốn đó ngay tại đây và trong lúc này. Bốn người giáp mặt, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy ớn lạnh rồi. Đột nhiên dòng suy nghĩ của cô bị cắt đứt, chỉ vì tấm rèm cơm màu be đột nhiên bị kéo ra và một người bước vào trong đó. Bị bất ngờ, cô không khỏi giận này cả mình người kia cũng chững lại bốn mắt nhìn nhau cô vừa kêu lên một tiếng môi của cô đã bị một ngón tay thanh tú chặn lại ra dấu yên lặng đôi môi run run như dây đàn bị chạm nhạy cảm vô cùng hàn tử hiền có phải là ảo thuật xa hay không vì sao ngón tay của anh giống như là một cây đũa thần vậy ngón tay ấy chỉ vào cái gì thì cái đó sẽ lập tức mất đi tự chủ chỉ còn biết tuần theo sự sắp xếp của anh anh nói im lặng hoa lạc lê lập tức biết ý gật đầu hoàng hôn chiếu tranh trích... khiến khuôn mặt tuấn tú của anh bừng sáng trơn đầy mê hoặc làn gió làm lung lay mái tóc dài của hoa lạc lê chạm nhẹ vào bàn tay thanh tú của anh hàn tử hiền đang đứng ngay trước mặt cổ cô với một khoảng cách rất gần khuôn mặt đẹp như xưa vẫn đôi môi anh đào và dòng muối cao thẳng hương hoa thăng thẳng từ giấy lẩu đưa lên một con bướm màu nâu nhạt bay tới chỗ của cả hai người hàn tử hiền hơi sốc cô gái này chẳng phải là người mà anh đã gặp vào đêm qua hay sao? Làm sao cô lại ở đây cơ chứ? Anh có một cảm giác vô cùng thân thuộc với cô. Môi của cô mới mềm làm sao? Tự như cánh hoa ngậm sương sớm vừa mỏng vừa thơm. Có cảm tưởng như là đang ở trong mộng vậy. Mọi thứ đều hư hư thực thực như họa như mơ. Một lúc sau, hoa lạc lê chợt hiểu ra tại sao lại có bướm bay qua chỗ của bọn họ. Đó là bởi vì nó cũng bị vẻ đẹp của anh mê hoặc mất rồi nữ sinh toàn trường như ấm nước đang sôi cứ trào lên phía trước chen lấn dữ dội không cần biết là ai dẫm lên chân của ai ai kéo ai buổi chiều không có giờ học hoa lạc lê còn chưa kịp thở phào vì được nghỉ ngơi thì đã bị cô bạn trường lộ lộ kéo từ khoa âm nhạc để mà nghe rằng lộ lộ à cậu kéo tới tới đây để mà làm cái gì chứ hội trường khoa âm nhạc lúc này đang rất là đông người tiếng cười nói ồn á tạo nên bầu không khí náo nhiệt như muốn nổ tung Khoan đã, hội trường này chẳng phải là nơi để mà thưởng thức âm nhạc hay sao? Mau tìm chỗ ngồi đi. Tớ làm thế này chính là vì cậu đó, đồ ngốc ạ. À? Lộ lộ thờ hồn hình, lách thân mình mũm mĩm qua đám đông. Từng bước từng bước chậm rãi nhích về phía trước. Không ít mệt nhọc, nhưng vẫn hàng say tự như một chú gấu bắc cực. Mau qua đây, tìm kiếm một vị trí tốt để mà còn quan sát hot boy. Dường như cảm thấy nói còn chưa đủ. Lộ lộ còn ra sức nháy mắt ra hiệu cùng với hoa lạc lê. Điệu bộ cứ như một đôi gấu nhâm nháy đi ăn trộm mặt vậy. Lộ lộ à, nhưng mà tôi có việc bận ngay bây giờ. Hoa Lạc Lê có muốn chạm mặt ác quỷ Hàn Tử Ngang ở đây. Cho dù cậu ta có giống hệt Hàn Tử Hiên thì cũng không thay đổi được chuyện. Cậu ta chính là hung thần của cô. Hôm qua cô vừa bị đuổi ra khỏi trường. Thật sự là ngày hôm nay cũng không muốn gây họa thêm một lần nữa. Thật đúng là đen đuổi. Còn chưa kịp lánh mặt đi thì đã phải chạm mặt. Cơ như là oan ra ngõ hẹp vậy chỉ còn biết trách số của cô sao quá đen đuổi. Còn nữa, bà ngoại từng nói với cô, tặng 999 bông hồng cho người mình thích, đợi đến khi hoa nở thì ước mơ sẽ trở thành hiện thực. Cho nên mấy hôm nay, hoa lạc lê đều cắt rất nhiều hoa hồng. Cô vẫn dưới chân núi sau học viện, vô số loại hoa hồng, đồ loại màu sắc, chiều nào cô cũng đến cắt cả. Nhớ mời tớ ăn pizza, vì tớ đã giúp cậu một việc lớn. Còn mở lại, cậu nhất định sẽ cảm thấy hối tiếc đó. Bởi vì hot boy không ai khác chính là Hàn từ Hiên. Bỏ qua đoạn đầu, chỉ ba chữ Hàn Tử Hiên cũng đã đủ khiến cho đồng tử của Hoa Lạc Lê chậm chậm mở to hết cỡ, rồi lại nhanh chóng thu nhỏ lại. Những gì đã bị đào dâu tròn chặt tận đáy trái tim, này bỗng chốc lại bị đào bật lên đau nhức, nhưng cuối cùng cũng không nghe thấy tiếng khóc. Đừng có mệt nghịch ra như thế, mau mau đi tìm chỗ đi, định đứng ở đây để mà ngủ mơ luôn hay sao hả? Lộ lộ lắc đầu Thật đúng là điệu bộ ngày dạy của Hoa Lạc Lê Lúc này không thể chấp nhận được Cứ tự như là chúng phải kịch độc vậy Được rồi, tớ tìm chỗ ngay đây Nhờ công lên lời của Hoa Lạc Lê Thì rất cùng hai người Cũng chiếm được hai chiếc quế Cuối cùng của hàng ghế quế Hàng ghế quế của chúng ta Và hàng ghế đầu khác biệt thật lớn Cậu nói ngày hôm nay hắc mã hoàng tử Hàn Tử Ngăn Của chúng ta cũng đến đây sao Cậu nói đi Cậu có biết Hàn Tử Hiên khi nào mới xuất hiện hay không à hoa lạc lê trợn mắt như muốn lầm chết trường lộ lộ bảo là đưa cô đi gặp mặt hot boy thế mà trước mặt cô lại dám nhắc tới tên xấu xa hàn tử ngang cái tên từ từ thối này chỉ nghe đến tên thôi cô đã muốn nổi điên lên rồi cậu nói xem một người là bạch bão hoàng tử một người là hát bão hoàng tử nếu lựa chọn thì nữ sinh của chàng ta sẽ thích ai hơn đây hoa lạc lê giơ tay chiếu đôi mắt té lửa vào lộ lộ cậu có chịu thôi không ha còn nhắc tới Hàn Tường An nữa, tớ bảo đảm sẽ giết chết cô đó. Hàn Tường Hiên vì sao còn chưa xuất hiện chứ? Tớ cực là sau này cậu sẽ thích Hàn Tường An. Ở đây tớ có rất nhiều thông tin về cậu ta. Cậu có muốn xem thử hay không hả? Hoa lạc lê quay sang lộ lộ ánh mắt long lên giận dữ. Còn nói thêm một câu, có tin nữa là tớ giết cậu không? Lộ lộ làm ra bộ rụt cổ sợ hãi. Tuy nhiên sau cô quá béo, nên thật khó phát hiện ra sự thay đổi của cô căng ra rồi rượt lại giống như là ô đang bật thật là khôi hài. Đám nữ nhìn sinh ngồi ở phía trước rất là quần nhiệt, không ngừng sơ cao vẫy vẫy những phòng thư tràn đầy màu sắc, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Và câu chuyện đám nữ sinh đó đang bàn, không thể nào khác được, chỉ toàn là những câu. Các cậu đoán xem, hôm nay Hàn Tử Hiên có đến hay không? Tôi đã đợi ba tuần rồi, nhất định lần này phải đến chứ. Đúng thế, đúng thế nha. Tôi đã viết sẵn một lá thư, lát nữa nhất định phải đưa tận tay anh ấy mới được. Hạ tử hiên, hoàng tử của em, anh mau đến đây đi Ê, Lạc Lê à Làm sao có thể bỏ đi vào lúc này được Như thế này thật là lãng phí cơ hội Tớ dành cho cậu đó Lộ lộ ngao ngắn mà nhìn Lạc Lê bần bã, lắc đầu như muốn tự nhận tất bại Hay là như thế này nhé Đợi lát nữa Hàn tử hiên xuất hiện Cậu nhanh chân sẽ đám đông mà chăn lên Ông mày nghĩ một cái rồi hãy rời đi Lộ lộ càng nói Thì lại càng đắc ý Đã thế còn vừa cười vừa nói rất là hờ hồi, hồi. Đoạn cuối quá mức kích động gần như là hét lên, khiến cho mấy cô nàng ngồi ở phía trước đều quay đầu lại nhìn. Ánh mắt họ rõ ràng biểu thự sự kinh miệt. Người đâu mà không biết xấu hổ. Những lời như thế mà cũng có thể nói ra được. Hoa lạc lê cũng cảm thấy thật là mất mặt. Cuối gầm xuống không dám nhìn lên. Lộ lộ à, khi về tôi nhất định sẽ tính sổ với cậu. Đột nhiên dường như phía trước nổi ra một cơn chấn động. Tất cả nữ sinh đều đổ xô đến lối đi chen lấn, sâu đẩy không ngừng. Lộ lộ kéo tay của Lạc Lê lôi về phía đó. Mau nhìn mau nhìn, Hàn Tử Hiên của cậu đến rồi kìa. Thật không biết phải làm sao với cô bạn này. Từ khi Lạc Lê nói cho mình rằng cô quen biết với Hàn Tử Hiên từ trước, lộ lộ luôn mồm nói anh Hàn Tử Hiên của cậu. Thật đúng là đáng sợ, nhất là trong những trường hợp như thế này. Căn phòng bỗng nhiên tràn ngập khói nâu sáng mờ ảo, rồi Hàn Tử Hiên cao lớn, mặc áo đuôi tôm đen, ôm theo hộp đàn vĩ cầm xuất hiện ngoài cửa từ từ đi qua mặt quả hoa lạc lê rồi tiến thẳng vào trong hội trường ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ so lên gương mặt tuân tú của anh gương mặt luôn ran nở nụ cười thân thiện nụ cười ấy tự như loài hoa tuyết tràn trề nhựa sóng dù là giới thời tiết khắc nghiệt vẫn kiên cường bung cánh anh vẫn đeo đôi kính cũ cất dấu đi đôi đồng tử đen láy sâu thẳm như là cố ý tránh bị người khác đọc được bí mật ẩn sau trong đôi mắt Đôi mắt rất thành thật mặc dù có một chút tên quái kia. Về trước có hai cô gái chan lên mà vẫy tay với Hàn Tử Hiên. Hàn Tử Hiên khẽ cười đáp lại. Nhưng nhìn kỹ thì nụ cười có dấu phép của sự mệt mỏi. Đây đã là tiết học cuối cùng trong chiều nay của khoa âm nhạc. Giáo sư Kim sẽ thuyết giảng đề bài, cho pin, độc thoại trong im lặng. Càng lúc hội trường lại càng đông người, không khí lại càng huyên háo. Đây là môn học tự chọn, không cần là học viên của khoa âm nhạc. Chỉ cần thích âm nhạc thì có thể ghi danh. Cho nên rất nhiều học viên của khoa khác cũng đã đăng ký học. Hàn Tử Hiền trở thành tâm điểm thu hút của đám nữ sinh. Cho dù bị lôi quần kéo áo, thật là không dễ chịu gì. Nhưng anh cũng chỉ đành phải quẩy gượng và bước tiếp. Hàn Tử Hiền thực sự muốn thoát khỏi đây, chỉ là anh không thể. Hàn Tử Hiên, ở bên này, mau lại đây. Hàn Tử Hiền đưa mắt nhìn theo tiếng nói. Thấy Kim xảo Tuệ đang ra tay vẫy mình, Sở thế của Kim Sảo Tệ khá là giống anh, đều là gia tộc âm nhạc, cho nên các bậc tiền bối hai nhà đều quen biết nhau. Anh mỉm cười gật đầu, nhân tiện tránh đi ánh mắt của Hàn Ân Châu. Ánh mắt sắc lẹm như dao đang lao về phía anh. Hàn Từ Hiên thân thầm trong bụng, làm sao lại có thể như thế được? Anh làm sao lại trở thành món hàng tranh chấp của bọn họ như thế này? Khi anh còn đang phân vân, không biết có nên đi qua bên đó ngồi hay không? Giáo sư Kim đã ra hiệu anh đi về phía đó. Ai, đã không thoát được lại còn bị phát hiện. Chẳng có cách nào khác. Anh đành phải cắn răng tiến lên. Anh tự hiên à? Anh có biết chúng em đã đợi anh tự rất lâu rồi không? Anh có biết giữ chỗ cho anh thật là không tân giản một chút nào không? Anh thử nhìn đi. Quanh đây có rất là nhiều người thế kia cơ mà. Hàn ân châu dừng lại một lát lấy hơi. Rồi tiếp tục nói liên thoáng ở bên tay anh. Hàn Tử hiên quay sang Hàn ân châu. Rồi sau đó tỏ ý cười xin lỗi. Anh thẳng thắn nói. Cứ gọi tôi, Hàn Tử Hiên là được rồi. Kim Sao Tuệ lại một lần đã đưa mắt nhìn Hàn Tử Hiên dò xét. Nguyên vì anh không thích người khác gọi anh là Tử Hiên. May mắn thay, cô không giống với Hàn An Châu mà phạm phải sai lầm tương tự. Hàn Tử Hiên dường như đang có một chút tức giận. Hàn An Châu vội vàng cải tránh. Biết rồi Tử Hiên, rồi lại liếng thoáng đen miệng của anh. Từ về sau có ai đó kéo cổ áo của anh. Hàn Tử Hiên quay lại, nhìn thấy tốt nữ sinh ào lên tranh nhau nhét vào trong tay anh những lá tư tình đùa mọi hình dáng và màu sắc dường như chúng đều được chủ nhân đầu tư thực hiện rất là công phu đúng vào lúc mặt trời đi ngang qua cửa sổ ánh nắng chiều rực rỡ chiếu thẳng vào anh vẽ thêm vầng hào quang xung quanh anh hào quang vàng rực ấy khiến đám người hâm mộ càng ngày càng cảm thấy lóa mắt để giữ phép lịch sự hàn tử hiền chẳng có cách nào đành phải miễn cưỡng mỉm cười đáp lại Hàn Tử Hiên khẽ nhau mắt. Lúc này có thể không mỉm cười miễn cưỡng như anh đang làm hay không. Giống như lúc nào đó, anh cũng sẽ không chơi vĩ cầm. Thế nhưng đáng tiếc, kể từ khi sinh ra, anh đã là đứa con của gia tộc, mọi thứ đều đã được an bài. Kim Giao Tuệ bí mật, lướt nhìn những lá thư trong tay của anh. Hàn Ân Châu không hề khách khí, giành lấy những lá thư trong tay của Hàn Tử Hiên rồi miệng không ngừng lầm bẩm. Cách tạo tình này thật là cổ rích, anh không cần phải bận tâm nói rồi hàn ăn châu thằng tay nhét đám từ từ kia vào túi áo khoác của mình hành động đó làm dây lên cơn vẫn nổi từ đám nữ sinh kia hàn tử yên quay xuống khẽ lắc đầu không nói gì cả xem ra hôm nay thật sự không phải đến đây để học may mắn thay tiếng chuông bắt đầu giờ học cũng đã vang lên giáo sư kim ra hiệu yêu cầu giữ trật tự cuối cùng thì đôi tay của hàn tử hiền cũng được im lặng xem chừng sức quyến rũ của hoàng tử hàn tử hiền ở trong chúng ta thật sự là quá lớn đi. Để nhất mỹ nương qua chồng chúng ta, nhờ có cậu mà nữ sinh đến nghe tôi rằng, tình qua cũng chiếm hơn nửa dân số cả nước đó. Mới lời qua trương của giáo sư Kim, lập tức quấy động cả bầu không khí. Hội trường vừa yên lặng lại bóng chốc dậy sóng. Hoàng tử Hiền lúc trước vừa bị một fanboy rối, còn chưa kịp trấn tĩnh lại. Đã biết ngay vị giáo sư vui tính này treo trọc. Anh cảm thấy rất là khó chịu. Cái gì mà hoàng tử cái gì mà đệ nhất Mỹ Nam? Những danh hiệu kiểu này mà giáo sư cũng nghĩ ra được ư? Hàn Tử Hiên đặt tay lên trán, mỉm cười một cách bất lực, tự nói với bản thân rằng, anh không phải là hoàng tử và không bao giờ là hoàng tử. Anh không tin vào những câu chuyện cổ tích, nhưng có một cô bé từ nhỏ đã nói, cô bé thích làm công chúa, cô bé còn nói đợi đến khi cô bé lớn lên sẽ có một vị hoàng tử cưỡi bạch mã tới đón cô bé. Đúng, nhưng đó đã là câu chuyện của rất nhiều năm trước đây Hoa lạc Lê lặng lẽ cúi đầu buồn bã thở dài Bởi vì Hàn từ Hiên ngồi ở hàng kế đầu Cô ngồi ở hàng kế cuối Khoảng cách giữa dạ hai người Là mười vạn tám nghìn dặm từ thiên hà xuống dưới đáy biển Ai lạc Lê à Bọn mình ngồi ở quấy như thế này Khoảng cách xa thế chẳng nhìn thấy điều gì cả Lộ lộ trước mắt nhìn sang lạc lê, bàn tay mũm mỉm xoa xoa cái cằm đầy đặn cất tiếng thở dài. Liệu đứng lên có xem rõ hay không nhỉ? Lạc Lê kỳ thực cũng đang buồn bực trong lòng. Nhưng rồi cô lại nghĩ, không nhìn thấy anh cũng là một điều hay, bởi vì não bộ của cô sẽ tha hồ, dùng đến trí tưởng tượng. Ai ngồi trước cô không xa, có thể ngồi đằng sau bí mật ngắm nhìn anh như thế này. Cô cũng thật sự cảm thấy vui sướng và hạnh phúc. Giáo sư Kim thiết rằng những gì, Lạc Lê đều không nghe được và cũng không muốn hiểu. Trong mắt của cô chỉ hiện lên màu nâu vàng ấm áp, không ngờ Hàn Tử Hiên lại nhuộm tóc màu nâu vàng, gây ra ngạc nhiên đến vậy. Mái tóc của anh rõ ràng được nhuộm, nhưng lại nhìn rất là tự nhiên, không hề gây ra cảm giác nhức mắt khó chịu. Ngược lại còn toát ra khí chất cao quý, thuần khiết, giống như hoàng tử sinh ra là đề cưới bạch mão hoàng tử vậy. Trước mặt đưa đến một tờ giấy nhỏ, yêu cầu bọn họ viết điều gì đó. Tuy nhiên, sau sư Kim đọc đến tên cỏ hoa lạc lê, cô mới bị lộ lộ làm cho thức tỉnh cậu định ám sát tớ sao? cậu đang mải nghĩ cái gì đó? giáo sư hai bài, gọi tên hoa lạc lê, đến mười mấy lần rồi. còn nữa, đừng có nhận tớ là bạn, mất mặt quá đi. Lộ lộ công ngừng thi thầm ở bên cạnh. tại sao? mình mình không biết trả lời sao cả. hoa lạc lê đứng ngẩn người ra. có bạn nhỏ này có phải là hoa lạc lê không? giáo sư Kim trên mục cất tiếng hỏi. dạ, vâng ạ. hoa lạc lê vội vã gật đầu. hoa lạc lê. Ba chữ này làm cho trái tim của Hàn Tử Hiên đập lỡ một nhịp. Anh kìm không được quay đầu nhìn về phía sau. Đang đứng ở hàng kế cuối là một thiếu nữ mặc chiếc váy xanh áo trắng. Ký ức tuổi thơ như nước trong nguồn nhẹ nhàng chảy ra. Bạn Hoa Lạc Lê, câu hỏi mà bạn viết ra có vẻ không liên quan đến nội dung tiết học ngày hôm nay. Bây giờ tôi sẽ đọc to cho cả lớp chúng ta cùng nghe. Hàn Tử Hiên, anh là hoàng tử trong chuyện cổ tích cưới bạch mã bằng ngàn loại suối tiến thẳng đến trước mặt em giáo sư kim không hề khách khí mà đọc to những dòng chữ trên tờ giấy ông đang cầm cuối cùng cô cũng biết chuyện động trời này là gì bây giờ phải giải thích với cả lớp làm sao đây ôi trời ơi thật sự là quá mất mặt mà cô muốn có một cái nỗ lệ đứt ra để cho cô chui xuống cả hội trường nghe thầy giáo đọc xong thì bật cười còn hoa lạc lê đã mất hết phản ứng đầu óc trống rỗng khuôn mặt đỏ bừng đến tận mang tai Lạc lê à đến từ tình viết cho hàn tử hiên cũng mang ra nộp cho giáo sư kim việc như thế này thật đúng là chỉ có cậu mới làm được nha lộ lộ tòa bàn tay xuống cầm bàn kéo váy cô cất lời thì thầm bình luận hoa lạc lê đều mất lầm lộ lộ bây giờ là lúc nào rồi mà cô ấy vẫn còn đùa được cơ chứ đợi rồi bây giờ lại nói làm đề bài bạn hãy làm một bài thơ nếu như làm được thì chuyện lần này tôi sẽ công tri cựu nữa giáo sư kim giơ tay phải ra rồi kẽ như người hài hước phát ứng cử một cử chỉ xin mời. Hàn Tử Hiên ngồi hàng kế đầu khẽ đứng dậy, vừa lấy hộp đàn vĩ cầm đi đến bục sàng. Anh nhẹ nhàng mở hộp đàn được đeo khắc cầu kỳ, lấy ra chiếc vĩ cầm. Chỉ là một động tác bình thường thôi, nhưng vì sao anh lại thực hiện nó duyên sáng đến vậy? Mới là một đoạn dạo đầu, âm thanh vang lên như điên như say. Hoa lạc lè cảm thấy như có một làn hương đưa tới, là hương hoa hồng của vườn hồng. Tiếng đàn vì sao lại có thể làm ra điều thần kỳ như thế được? Hoa lạc lê từ xa nhìn anh, nước mắt tự nhiên tuôn chảy. Cuối cùng cũng hiểu ra, vì có anh nên mới thấy ong bướm, vì có anh nên mới thấy hương hoa. Càng bởi vì có anh nên mới có hoàng tử cưới bạch mã. Tiếng đàn ngầm nga thấp đẫm cảm xúc tinh tế, tự như sương sớm của buổi sớm long lanh. Hàn Từ Hiên chơi đàn mà không biết vì sao anh làm thế. Chỉ là khi nhìn đến cô gái này, anh liền này ra ý muốn được chơi đàn. Anh chỉ biết khi anh kéo đàn vĩ cầm. Đã có một con bướm thật đẹp bay tới gần Dưới ánh sáng mặt trời Đôi cánh bướm trong suốt như thủy tinh Bay tới vườn hồng Rồi nhẹ nhàng đậu xuống cánh hoa đỏ thắm Lúc này anh chỉ nghĩ Mình cần phải chơi đàn Để thoát khỏi tình huống khó xử này Anh không muốn cô phải nhận bất cứ sự thương hại nào Từ phía những người xung quanh Hoa lạc lên Nương theo tiếng nhạc của anh Chìm đắm trong thế giới mông lung sở thực tại Và những ký ức tuổi thơ xa xăm thậm chí quyện hòa cùng tiếng nhạc mà kẽ ngâm nga. Nàng công chúa xinh đẹp giữa sắc xuân mê hoặc, chỉ thấy trong sắc mơ, sắc chim đắm trong tiếng đàn ráo rắt. Cả thế giới chỉ thấy bóng hình của chàng trong đôi mắt. Tại sao công chúa hoàng tử tên cơ cặp cỡ? Theo truyền thuyết, cuộc gặp cỡ này đã nảy sinh tình cảm, kéo dài đến 500 năm. Khi chúng ta theo đuổi một mối tình lãng mạn, thì 500 năm chính là hiện tại và quá khứ xa xưa tiếng đàn nhà dần vào thinh không nhờ là thác nước ngừng chảy bỗng nhiên ảo ạt quặn trào như một dòng thác mới một sự trầm lắng để bừng lên như một nguồn sống vô cùng dữ dội âm thanh bao bọc trong tiếng đàn quanh cô từ từ chạm tới đáy tim Hà lạc lê rõ ràng đã nhìn thấy nụ cười hiền hòa trên môi của hẳn tử hiên giây phút ấy cô cảm thấy tim mình như mặt hồ mênh mông như những cơn sóng tình không ngừng tiếp nối hẳn tử hen liệu anh còn nhớ câu chuyện thời nhỏ hay không anh đã nói, sau khi lớn lên sẽ mang tặng cho em một đôi giày thủy tinh. Anh còn nhớ rõ chuyện xảy ra hôm đó hay không? Anh và em, chúng ta đứng sau tấm rèm cờ màu be. Gió thổi qua, hương hoa bay tới. Đuôi nắng thu rực rỡ, một chú bướm đã bay giữa hai chúng ta. Tiếng đàn dừng hẳn rồi tiếng vỗ tay nổi lên. Giáo sư Kim là người vỗ tay đầu tiên, rồi sau đó cả hội trường nổi lên những tràng vỗ tay không ngớt. Bài tờ rất là hay. Lạc lẽ à, làm sao em lại nghĩ tới chủ đề này chứ? Em, em thật sự chỉ là dựa vào cảm nhận của tiếng đàn để đọc ra thôi ạ. Tôi đã rồi. Vậy thì tôi lại hỏi em một câu liên quan đến bài học ngày hôm nay. Điểm khác biệt giữa nhà thơ và nhạc sĩ là gì chứ? Điểm khác biệt ư? Hòa lạc lê kinh ngạc. Giáo sư là đang đùa sao? Cho dù là khá thông minh, nhưng cô đâu có học âm nhạc. Làm sao biết để có thể trả lời đây? Này Lạc Lê, mà nói với giáo sư là em không biết đi. Lộ lộ mách khéo, Lạc lẽ trừng mắt nhìn lộ lộ nó không biết hóa ra tự nhận mình thua cuộc hay sao nhạc sĩ và nhà thơ khác biệt lớn nhất của họ là một người dùng tay để nói còn người một người dùng miệng để nói ạ à. câu trả lời của cô khiến mọi người trong hội trường đều bật cười lúc này lộ lộ cũng không kìm được nữa mà cười phá lên lạc lê chỉ muốn chết quách cho xong đột nhiên phòng học trở nên ồn ào thật đúng là một kẻ ngốc làm sao có thể xứng cùng với nhạc hàn tử hiên của chúng ta được cơ chứ đúng thế đúng thế vậy mà còn dám gửi thư cho hàn tử hiên của chúng ta thật đúng là không biết tự lượng sức mình mà Đàm đông trước mặt càng nói lại càng thêm kích động lời nói tự như là những lời dao sắc nhọn chỉ về phía của lạc lê cậu ta lấy từ cách gì để mà theo đuổi hàn tử hiên của chúng ta đây hòa lạc lê cảm giác vô cùng khó chịu xung quanh đột nhiên nhòe đi bàn chân của cô lạnh cóng đôi tay không ngừng run rẩy người tự như là bị trống gió, nước mắt cứ dâng lên không ngừng, rồi cuối cùng tương giọt thì nhau rơi xuống. Hàn Tử Hiền lòng bỗng dậy sóng, không còn bình yên nữa. Anh không biết tại sao mình lại trở nên như vậy. Anh bắt đầu vỗ tay, hướng về phía cô gái, tóc đen vai xanh đó. Và rồi đột nhiên khi anh nhìn thấy đôi mắt đầy nước của cô, những ký ức trong thời thơ ấu đã trỗi về trong tâm trí của anh. Anh đã từng nói với một cô bé rằng, em ngốc và dễ lừa như vậy, cho nên nhất định phải tìm một hiệp sĩ dũng cảm để bảo vệ mình đó. Hòa lạc ly đang quấy đầu khóc, chợt nghe thấy phía trước có người vỗ tay. Tiếng vỗ tay như tiếng sấm đầu tiên của mùa xuân, gọi cơn mưa xuân về cho cây cối. Xung quanh trở lại yên tĩnh, anh đã giữ nắng ấm tuấn tú khiến cho người khác nín thở. Hàn tử Hiên anh thậm chí có thể vỗ tay vào lúc này sao? Rồi sau đó đôi môi anh hé mở, giải thích ngắn gọn nhưng vô cùng rõ ràng. Ý của bạn lạc lên muốn nói Nhạc sĩ dùng giai điệu để tạo lên bài ca cuộc sống Nhà thơ thì dùng từ ngữ Vẽ lên bức tranh của cuộc sống Cả hai tuy hai cách biểu đạt khác nhau Nhưng mục đích chính là giống nhau Đó chính là dị cúc đồng cộng Mọi người đều bị giọng nói Của anh cuốn hút Không còn nghe thấy tiếng ai cười nữa Mọi con mắt đều đổ dồn về phía anh Cứ như cả thế giới đều xoay quanh anh Hoặc giả vì anh bỗng hóa Thành tiên sứ Vậy vẫy đôi cánh trắng sở hào quang sáng chói. Hàn Tử Hiên tương sợ ánh sáng mùa thu, trong trèo như một sinh vật được sinh ra để mà ngưỡng mộ. Anh khẽ mỉm cười, nụ cười như những cánh hoa tuyết sung sinh, in sâu vào trong đáy mắt của hoa lạc lê, rồi sau đó tiếp tục nói. Có thể thấy từ chủ đề của buổi học ngày hôm nay, Chopin, động thải trong yên lặng. Chopin là một nghệ sĩ đàn dân cầm, hay có thể nói là thi sĩ của cây đàn dân cầm. Nhờ những điệu nhạc sâu xương mà viết lên những lời thơ tràn đầy cảm xúc Đồng thời qua thơ Mà từ sáng tác Cũng là giai điệu đi vào lòng người Lần đầu tiên trong lịch sử Dân cầm được biết đến như một phương tiện dùng âm nhạc Để giải bày tâm tư tình cảm của con người Hoa lạc lê cười thầm trong bụng Quả nhiên là người có học có khác Trả lời đâu rào đó Hẳn từ hiện từ nhỏ đã rất là thông minh Còn cô như là loài côn trùng Luôn bám theo sau anh Anh đi đến đâu cô đi theo đó tựa như hình với bóng một bước cũng không rời. Đúng là phân tích rất độc đáo. Nếu em cho rằng Chopin và các nhà thơ giống nhau, vậy thì tại sao khác biệt và đặc biệt lại có thể cùng tồn tại chứ? Giáo giới kim vỗ vai của Hàn Tử Hiên, ánh mắt trêu mến đầy tin tưởng dành cho anh. Tử Hiên nghe thế vậy chỉ cười khẽ một tiếng. Anh nghiêng đầu, ánh nắng chiều đổ xuống tóc anh, nhuộm mái tóc thành một màu nâu ấm áp. Ngay cả việc anh bước lên bộ rằng lúc nào, Lời phần viết chữ gì, lạc lê cũng đều không biết. Cô chỉ còn biết đôi môi anh nhích lên thành một đường cong hoàn hảo, một nụ cười ấm áp dày ấm trái tim cô. Chữ của anh nói lên một phần cốt cách của anh, nét thành nét đập phối hợp vô cùng hoàn hảo. Giống như lúc anh chơi vĩ cầm, một cốc nhạc hoàn mỹ, đề giai điệu vang lên lúc trầm lúc bỏng, đan sen. Anh vừa nói vừa cất lời giải thích. Thế giới của Chopin là một thế giới tươi đẹp ẩn sâu trong nội tâm, đẹp đến mức không nắm bắt được sâu đến mức không thể nào chạm tới. Vượt qua khác biệt về thời gian và không gian, nhà thờ Lý Tương Ẩn cũng có nhiều nét tương đồng trong phong cách sáng tác như vậy. Thật đúng là tự cổ anh hùng không đợi tuổi, còn có điều gì nữa hay không? Có một nhiệm vị nhà văn, trong tác phẩm của ông, tâm lý nhân vật và tiết tấu xây dựng chuyện, vừa tỉ mỉ là được miêu tả một cách mơ hồ, không rõ ràng rất là giống với âm nhạc của Chopin. Đúng lúc này, thì tiếng chuông báo hiệu tiết học vang lên. Nhưng trong hội trường không ai rời đi, mọi người vẫn bị cuốn theo bài diễn thuyết của Hàn Tử Hiên. Độc thoại trong yên lặng, anh Tử Hiên là đang nói về cho pin hay là đang tự nói về chính mình vậy? Tại sao khi anh nói về vị cô đơn và độc thoại, cô lại có cảm tưởng anh không phải nói về người nghệ sĩ kia mà là đang nói về chính mình? Hoa Lạc Lê cảm thấy trái tim của mình nói đau, nụ cười của anh ấm áp như vậy. Tại sao cô lại cảm tưởng như anh bị vây bọc bởi sự cô đơn? tại sao nụ cười của anh cứ làm cho trái tim của cô, cô đau thắt lại đau đớn từng hồi từng hồi hóa ra bởi vì nụ cười ấy như bụng bông tuyết nở dẫn ngày đông đằng sau vẻ rực rỡ là những đau đớn mà không ai có thể nhìn thấy được giống như cầu vồng đẹp nhất sau cơn mưa hoa lạc lê thích anh không phải bởi vì anh đẹp trai cô không phải vì anh thông minh cô thích anh là vì nụ cười của anh nụ cười ấy đối với cô quý giá như là liều biệt dược dành cho người bị bệnh nặng Mọi người trong hội trường đã tản đi. Hoa Lạc Lê vẫn đứng yên đó bất đề mà nhìn về phía anh. Kim Sao Tuệ và Hàn Ân Châu đứng ở bên cạnh anh. Đôi mắt của anh dưới cặp kính, quét qua khuôn mặt của cô. Anh nhìn Hoa Lạc Lê thêm một lần nữa. Thậm chí trước khi bước chân ra khỏi hội trường, anh còn dừng bước nơi ngưỡng cửa, quay lại phía cô rồi hạ giọng kẻ nói một câu. Đừng khóc nữa có được không? Hoa Lạc Lê là công chúa đẹp nhất. Cẩn thận kẹo nước mắt của em lem lem sẽ rất xấu, không có ai yêu nữa đâu. Hàn Tử Hiền nói xong bèn quay người, mang theo cây vĩ cầm mà đi xa dần, và ánh sáng cũng như ti theo anh vậy. Hoa ra anh biết cô khóc, từ nhỏ đến lớn mỗi khi cô khóc, Hàn Tử Hiền đều tìm mọi cách để chọc cho cô cười. Nhưng không biết vì sao, những giọt nước mắt nóng hồi, mà dù đã cố gắng kìm nén lại, cuối cùng vẫn không thể nào kìm được, vẫn cứ từng giọt từng giọt rơi xuống lòng bàn tay của hoa lặng lê đó là bởi vì quá quan tâm đến anh Tử Hiên ư. Nhưng Hoa Lạc Lê nhận ra rằng, Hàn Tử Hiên của 10 năm sau đã biến đổi rất nhanh. Trái tim anh ẩn chứa rất nhiều điều bí mật. Những giọt nước mắt tự như mảnh vỡ pha lê vẫn không ngừng rơi xuống. Nước mắt ấy đang rơi vì một người, chỉ vì Hàn Tử Hiên mà rơi xuống. Hàn Tử Hiên cảm thấy rất là khó hiểu. Tại sao sau khi đi ra khỏi hội trường, anh lại dừng lại? quay về phía cô ấy ấy mà nói ra câu nói như vậy. Trái tim của anh có cảm giác như đang nghẹn lại bởi vì nước nở. Có phải là vì anh hùng có của ai mỹ nhân hay không? Bởi vì sắc nữ vốn có thể làm nghiêng nước nghiêng thành. Hàn Tử Hiền đương nhiên nhớ cô gái mặc váy xanh. Nhớ lần bọn họ cùng nhau trốn sau bức rèm cửa. Một tình huống có thể coi như là éo le. Cũng nhớ lời ước hẹn thuộc còn nhỏ. Chỉ là lúc việc thực hiện lời hứa đó. Bây giờ đã trở thành một nhiệm vụ quá nặng đối với anh rồi. Ngoài cửa sổ có một chú bướm nâu chấm nhặt bay ngang qua. Dường như mái tóc đen dài của hoa lạc lê bị quấn theo gió. Vây xung quanh hàn tử hiên, chạm vào ngón tay anh, quấn quả vào kẽ tay. Anh có thể ngửi thấy hương thơm hoa hồng nhẹ nhàng tinh khiết, chính là mùi hương có trên người của hoa lạc lê. Trước khi đi ra khỏi cửa, anh quay đầu nhìn lại. Đúng lúc ấy những giọt nước mắt trong mắt cô không thể kìm lại mà đuôi nhau xuống. Thật xin lỗi, hoa lạc lê. Điều em cần anh không thể nào dành cho em được Anh Tử Hiên à Anh thật đúng là tài giỏi nhá Làm thế nào anh có thể am hiểu về cho pin như thế chứ Anh học vĩ cầm Nhưng làm sao lại có thể dành về một nhạc sĩ dương cầm như thế Thật đúng là lợi hại mà Hàn An Châu nhiệt tình tán dương Hàn Tử Hiên hơi cúi đầu Nhìn vào cây vĩ cầm đang mang trong tay Ai biết được từ khi 3 tuổi Anh đã đàn các bản nhạc của cho pin Dương cầm ư Lên 4 tuổi ngày nào anh cũng ngồi bên đàn dương cầm cả Tử Hiền anh ấy sinh ra đã là thần đồng rồi Lại là con cưng của thượng đế Tôi học trong lớp và anh ấy từ nhỏ nên biết Anh ấy năm nào cũng là đại đội trưởng Kỳ thi nào cũng đứng đầu lớp Lại còn thi đỗ trạng nguyên từ Hiền hầu như không phải đọc sách Bởi vì chỉ cần xem qua anh ấy đã nhớ hết rồi Kim sao tuệ cũng không ngừng tán tụng Hàn Tử Hiền vẫn tiếp tục Chào bước về phía trước Thần đồng ư, con cưng của thượng đế ư Nếu đúng là như vậy Anh phải xin thượng đế cho anh tự lựa chọn số phận của mình dưới lầu bỗng nhân rộ lên những chàng cười quả nam sinh. Âm thanh trái tay ấy là lửng trong công gian công triệu tắt. Có tiếng gì vậy chứ? Hàn ân châu tò mò cúi đầu nhìn xuống giò xét. Gần như ngay lập tức hét lên. Mọi người mau lại đây xem đi. Đây chẳng phải là hoàng tử Hàn từ Ngan hay sao? Cái gì chứ? Hàn từ ngang đến đây ư? Kim sao tệ chấp chấp mắt. Để lộ ra hàng mi dài thanh tú khẽ nói. Đúng mà, tôi không nhìn lầm đâu. Này ăn châu cậu mau nhìn xem, Nữ sinh đang đứng cùng với Hàn Tử Ngang kia Có phải là người vừa mới đọc thơ ở hội trường không? Sao nào? Có vẻ đúng là cô ta Tôi nhớ cô ta tên là Hoa Lạc Lê Nhìn lại thật đúng là cô ta Cô ta rất nổi tiếng trong trường chúng ta Với biệt danh là cơ hậu động Hoa Lạc Lê ư Hàn Tử Hiên vội vàng cúi đầu nhìn xuống Giới lầu Thấy một nam sinh cao ráo Mặc bộ đồ thể thao màu da Đang chặn ngang nữ sinh mặc váy xanh áo trắng Là Hàn Tử Ngang đang chặn đường của cô Lòng mày của Hàn Tử Hiên vô tức chào chặt lại Cô quỳ thấp đầu Gió thổi mái tóc dài bay bay Chân váy cũng bay bay Giống tự như một đóa hoa sen trắng Nửa rỡ hồ đầy sương mù Giọng nói quyến rũ của Hàn Tử ngang Vang lên Đại hoa lạc lê Bị tôi đổi bao nhiêu lần rồi tại sao không cầu xin tôi Chỉ cần cô quỳ xuống góc lóc xin tha tội Tôi có thể bỏ qua cho cô chuyện ngày hôm nay Nếu như cô thể trước mặt mọi người Mãi mãi là đồ chơi của tôi Có lẽ bản theo ra đây sẽ vui vẻ mà bỏ qua cho cô, không đuổi cô ra khỏi trường nữa. Hàn Tử ngang hai tay ôm đầu, bước mấy bước tới trước mặt của Hoa Lạc Lê, mái tóc dài, khuôn mặt trái xoan, cùng với đôi mắt hạnh nhân, đôi môi anh đào thật đúng là dễ thương. Nói thật, nhìn kỹ Hoa Lạc Lê rất xinh, khuôn mặt bầu bĩnh cảm nhỏ nhưng không nhọn, nhìn nghiêng rất giống nữ ca sĩ Trương Hàm Vân, làn da trắng mịn như là búp bê vậy, càng ngắm lại càng đẹp. Nhưng cô không phải là búp bê, anh không thể thích là đùa, thích thì vứt. Hoa Lạc Lê cần đây luôn chống đối anh. Hàn Tử ngang đột nhiên mỉm cười khi nghĩ đến chú búp bê mua về Nhật à Bản. Con búp bê này nhìn giống y như Hoa Lạc Lê, bộ váy ren màu trắng với đôi môi hồng hồng, đôi mắt đen ngơ ngác vô cùng dễ thương. Nếu như cô cũng mặc váy như búp bê thì sẽ trông như thế nào nhỉ? Hàn Tử ngang thức tỉnh. Không hiểu vì sao trong đầu óc của mình lại có những suy nghĩ linh tinh như vậy, không phải là anh đang muốn bắt nạt Hoa Lạc Lê hay sao? thói quen bắt nạt khiến anh dần dần coi cô trở thành vật sở hữu trường của bản thân mình hoa lạc lê bỏ ngang qua hàng tường ngang tiếp tục đi thẳng mới bước được một bước thì cánh tay đã bị anh giữ lặn đại hoa lạc lê là bố bê của tôi đi đồng ý không anh nói cái gì thật là xin lỗi tôi đang vội sợ bị đuổi ra khỏi trường giống như là những lần trước hoa lạc lê cố gắng kiềm chế cơn tức giận nhưng đột nhiên cô gái mũm mĩm đi bên cạnh cô chen ngang hai lắm lạc lê à búp bê là gì vậy Lộ lộ à, cái này mình cũng không biết. Cô đã sắp thoát khỏi thì lại bị lộ lộ ngốc nghếch cản lại. Nhưng trường lộ lộ lại là một phân cuồng nhiệt liệt của hàn tử ngang. Này hoa lạc lê, cô thật sự chính định chống đối lại bàn theo sao hả? Hàn tử ngang phát hiện ra ý đồ tháo chạy của cô thì tức giận lên tiếng. Những nữ sinh khác lúc nào cũng như bầy ong mật vây quanh anh. Chỉ có hoa lạc lê mỗi lần nhìn thấy anh, như là nhìn thấy quỷ dữ luôn luôn lẩn tránh. Anh không phải là virus gây bệnh, hãy nhìn thấy điệu bộ chạy trốn của cô là anh muốn phát điên lên hàn tướng ngang kích động nắm tay cô kéo về phía trước gần như là lôi đi mà buông tôi ra trước đây là do tôi sai tôi tự tay làm rất bánh cả tô vào mặt của anh đó là lỗi của tôi nhưng mà bây giờ trước mặt mọi người tôi lòng trọng xin lỗi anh rồi tuy nhiên trong nửa năm qua anh đã nhiều lần đuổi tôi ra khỏi trường tôi đã không còn nợ anh bất cứ thứ gì nữa cho nên đề nghị anh hãy tôn trọng quyền tự do cá nhân của tôi đi vậy sao nhưng ở đây tôi chính là chủ nhân Cho nên đương nhiên em phải nghe lời của tôi Hàn tờ ngang cao giọng tuyên bố Khi nói đầu thì ngẩng cao tràn đầy sự tự mãn Tay ôm chặt lấy cô Như là ôm lấy một đứa trẻ Giữ khư khư món đồ chơi yêu thích của mình vậy Anh thật đúng là quá đáng Anh đã không tôn trọng tôi Thì cũng đừng đòi tôi phải tôn trọng anh đi Hòa lạc lê quân mặt đỏ bừng Bởi vì tức giận Quyết định dùng biện pháp cân rắn để mà đối phó với anh Đứng ở trên lầu quan sát nãy giờ, Hàn Tử Hiên cảm thấy tình hình đã bắt đầu có vẻ căng thẳng. Tử Hiên à, làm sao anh lại co mày như thế chứ? Hàn Nân Châu kéo kéo cánh tay. Hàn Tử Hiên nhanh chóng thức tỉnh. Tôi đâu có, cô nhìn nhầm rồi. Cậu ta phiền vức to rồi nha. Dám chống lại Hàn Tử Ngang thì chỉ có đường chết thôi. Kim Sao Tuệ đưa tay chỉ vào lạc lê đang đứng dưới lầu. Ánh mắt sáng như mèo nhận định sắc sảo. Hàn Tử Hiền không nói lời nào, lặng lẽ ôm hộp vĩ cầm đi về phía cầu thang. Anh không thể đứng nhìn được, bất kể là nhờ thế nào anh cũng phải nhanh chóng xuống lầu. Này, Tử Hiên à, đừng đi nhanh như vậy, đợi em theo với. Hàn Ân Châu vội vã chạy theo sau. Hàn Tử Hiên vô tức nắm chặt tay. Anh vốn không quan tâm gì tới thế giới này, cho nên chẳng chuyện gì là có thể khiến anh mất đi bình tĩnh. Chỉ là không ngờ, anh có thể quên tất cả, nhưng lại không thể nào quên được Hoa Lạc Lê. Đằng sau vẫn vang lên tiếng gọi của Hàn Ân Châu, nhưng Hàn Tử Hiên bước đi càng ngày càng nhanh. Từ trước đến nay ngoại trừ sách, đặc biệt là sách y học, thì không gì có thể khiến cho anh phân tâm cả. Vô tình, anh nhìn sang bên cạnh, rèm cửa sổ đã được kéo lên. Ở trên lớp kính, thấp thoáng bóng của anh, lông mày đang nhíu lại, miệng nhích lên, bàn tay nắm chặt. Bất kể như thế nào thì anh cũng phải thừa nhận rằng, lần này anh về nước là để hoàn thành một cam kết. Cho dù hiện tại lời hứa này chưa thể nào thực hiện được, nhưng anh nhất định sẽ cố gắng, cố gắng thực hiện cho bằng được. Hoa lạc lê và hàn tử ngang vẫn tiếp tục rằng co Còn trương lộ lộ mỗi khi gặp anh chàng dị tính này Lại lại quên ngay bản thân là người đồng tính Xem ra định luật vạn vật hấp dẫn nói không sai Cùng dấu thì đẩy, trái dấu thì hút nhau Hàn tử ngang này thật sự là quá mức đáng ghét Không có chuyện gì cũng chặn đường của cô Lần trước, khi cô đang trên đường đến chăm sóc đám hoa hồng ở sau vườn Lúc đi ngang qua sân bóng rổ, một quả bóng đỏ tươi bay thẳng làm cho cô ngã ra đất. Chủ nhân của bóng đóng đó tất nhiên là của hàng tử ngăn. Và đương nhiên anh ta cố tình làm như vậy, nhất định không bương tha cho cô. Hành động trả thù nhỏ mọn như vậy cũng chỉ có thể là của bọn tiểu nhân. Phân bón bị đổ hết, cô thì không sao, nhưng hoa hồng không có phân bón, làm sao có thể chống chịu được cái lệnh của mùa đông đây. Hoa Lạc Lê đã sắp sẵn một kế hoạch phản kháng hoàn hảo. Chuẩn bị thực hiện tư thế, thì bỗng nhiên có tiếng gọi. Anh, Hàn Tử Ngang quay lại nhìn thấy Hàn Tử Hiên, còn mặt lạnh như băng ngay lập tức dịu lại, thậm chí còn mỉm cười với Hàn Tử Hiên. Hàn Tử Hiên cũng đứng đó mỉm cười đáp lại. Ánh mặt trời bao bọc toàn thân, nụ cười của anh đẹp đến mức ngừng mây lặng gió. Quang cảnh xung quanh trở nên thanh khiết, giống như một bức tranh thủy mặc, chỉ làm mấy nét chấm phá, nhưng cảnh sắc hiện là lại vô cùng quyến rũ. Trên thế giới này, có thể còn một thanh niên nào thanh lịch và tuấn tú như anh cơ chứ? Hoa lạc lê đo bừng mặt Bởi vì hàn tử hiền xuất hiện sau. Tử hiền cao lớn như vậy rồi Nhưng dáng vẻ thanh tú Và phong thái nho nhã vẫn y như xưa Thậm chí lại càng đẹp hơn Khí chất và dung mạo của anh cái nào cũng là hơn người Lúc này ở dưới ánh nắng mặt trời Rất nhiều cánh hoa màu tím bay bay Đậu trên mái tóc và quần áo của anh Có lẽ hàn tử hiền xuất hiện ở nơi nào Cũng có thể khiến cho hoa lạc lê Cảm thấy thoải mái như vậy Hoa lạc lê đột nhiên cảm thấy những cánh hoa tử vi kia thật là giống cô. Trái tim của cô không ngừng ngày nhảy múa ở trong lòng ngực. Bởi vì vui vẻ, bởi vì nhìn thấy Hàn Tử Hiên thì sẽ cảm thấy phấn khích. Em đến đây để làm gì? Hàn Tử Ngang hai tay chống hông, hỏi Hàn Tử Hiên với giọng không vui. Hôm nay bố bảo, anh em mình phải về nhà sớm. Chơi mệt, anh sẽ tự biết đường về. Hàn Tử Ngang bước về phía Hàn Tử Hiên, gấu quần thể thao kẽ chạm đất kêu lên lạt sạt trong gió. Mắt của Hàn Tử Hiền cãi nhánh một cái. Hoa Lạc Lê lập tức hiểu ý. Tử Hiền từ nhỏ hay dùng ám hiệu đó với cô. Đây chính là bí mật giữa hai người bọn họ. Thật không ngờ anh vẫn còn nhớ chúng. Hoa Lạc Lê biết mình cần phải nhanh chóng nắm bắt thời gian ngàn năm có một này. Cô đành dẹp ý định, ngắm cặp sinh đôi này sang một bên, trước mắt cần phải chạy trốn. Thế là cô nắm tay kéo trường lộ lộ còn đang mê mẩn. Ôi, tôi quên mất bài tập còn chưa xong. Lộ lộ à, Bọn mình quay về lớp học để làm bài tập đi. Hàn tử ngang đứng ngây người, nhìn theo bóng hai người khuất dần. Anh kẽ quay lại làm hàn tử hiên. Ánh mắt có phần dị thường rồi sau đó hỏi một câu. Em thích hoa lạc lê. Hàn tử hiên không nói lời nào lặng lẽ mà nhìn anh trai. Có lẽ anh cũng bất ngờ khi bị hỏi thẳng như vậy. Nhưng anh nói cho em biết, hoa lạc lê là của anh. Ngọn lửa trong mắt của hàn tử ngang càng lúc càng bồng lên dữ dội. Như có một chút độc đoán, có một chút ương ngạnh và càng có quyết tâm khẳng định. Hàn Tử Hiên ôm chặt cây vĩ cầm trong tay, ánh mắt nhìn ra một nơi xa xăm. Anh im lặng, trước tiền đến trước mặt quả anh trai. Hương sen từ hồ bay theo gió lờ lửng giữa công trung. Hàn Ân Châu và Kim Sả Tuệ đi đến chân cầu thang, lặng lẽ tiến đến sau lưng của Hàn Tử Hiên. Kim Sả Tuệ nhìn qua là hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Ánh mắt của cô ta tối thẫm lại, linh tính mới bảo rằng. Mối quan hệ giữa Hàn Tử Hiên và Hoa Lạc Lê rất là đặc biệt. Có thể giữa hai người có một bí mật không thể nào tiết lộ cho người khác biết. Vậy nên cô ta quyết định tự mình sẽ điều tra về Hoa Lạc Lê. Kim Sào Tuệ đương nhiên sẽ không thể nào dễ dàng mà chịu nhân Hàn Tử Hiên cho bất cứ người con gái nào khác. Và đương nhiên, Bình Hoa di động Hàn Ân cho này cũng không phải là đối thủ của cô ta. Nhưng Hoa Lạc Lê lại khác. Qua những hành động của Hàn Tử Hiên, Kim Sao tệ nhận ra anh rất quan tâm tới cô gái này. Nếu Hoa Lạc Lê rời khỏi học viện, chẳng phải Hàn Tử Hiên sẽ thuộc về một mình cô ta hay sao? Đi được nửa đường, Hoa Lạc Lê rẽ vào phòng vệ sinh, bỏ mặc con chim bồ câu lộ lộ thờ thần một mình. Cô vội vàng chạy vào con đường nhỏ dẫn đến khu vườn hoa phía sau trường học. Quả nhiên là không phụ công người, hoa hồng của cô đã bắt đầu nở rồi. Bà ngoại của cô đã nói, sau khi tặng người kia 999 bông hồng, thì tình yêu của hai người sẽ được tiên cử trường địa kiểu. Cho nên cô quyết định tặng hoa hồng cho Hàn Tử Hiên hàng ngày. Ngày đầu tiên là một bông, ngày hôm sau là hai bông, hôm sau nữa là ba bông. Cứ như vậy, hôm sau nhiều hơn hôm trước, kiên trì cho đến khi tặng đủ 999 bông hồng mới thôi. Ngày nào cũng vào lúc 5 giờ sáng, khi mặt trời bắt đầu nhô lên từ phía đường chân trời, chiếu những tia nắng đỏ rực báo hiệu bình minh bắt đầu hoa lạc lê một mình cất bước đến trường qua học viện tiến vào con đường với hàng phong đỏ hai bên đi hết con đường là tới cổng biệt thự hoàng tử nhà của hàn tử hiên đó là một ngôi biệt thự xây dựng theo phong cách châu âu khoát dưới bóng cây cổ thụ xanh um từ đằng xa nghe thấy tiếng nhạc êm ái du dương càng lại gần tiếng nhạc lại càng rõ nghe đồn đài vun hước được thiết kế kỳ công này chính là điểm đặc biệt nhất của biệt thự hoàng tử Hà Lạc Lê cắt một bó hồng nhỏ, tổng cộng là 36 bông, bọc cẩn thận trong lớp bóng kính. Đứng tựa vào hàng rào sát sơn, uốn tím chờ đợi. Một con gió lạnh đột ngột thổi tới. Cô bất giác trong mình nắm chặt bó hoa, nhưng bởi vì bàn tay nắm chặt, khiến cài hoa hồng đâm sâu vào trong da thịt. Những vết thương cũ do cây đâm còn chưa kịp liền miệng, bây giờ lại tiếp tục rỉ máu. Rất nhiều lần, Hoa Lạc Lê tự hỏi, vì sao ngày nào cô cũng tặng hoa hồng cho Hàn Tử Hiên chứ? Nhưng cho tới bây giờ cô vẫn không tìm được câu trả lời. Chỉ là món tặng cho anh, đơn thuần là món tặng mà thôi. Điều Hoa Lạc Lê lo sợ nhất, nếu là nhà Hàn Tử Hiên cũng có một khu vườn hoa hồng, thì việc cô tặng hoa cho anh sẽ trở thành vô duyên và thừa thải đi. Khi Lạc Lê còn đang suy nghĩ miên man, đã thấy anh từ xa đi lại mỉm cười. Anh Tử Hiên còn chưa biết là cô mang hoa tặng cho anh anh chắc chắn sẽ thích nói chứ bây giờ đã là cuối thu trời sắp vào đông cơn gió lạnh lửa qua tay áo của cô như một con dao sắc thịt cô bất ngờ ngằng đầu lên quan sát ánh bình minh đã lướt qua ban công của căn phòng phía đông trên tầng thượng ai mà dậy sớm như vậy chứ cô tò mò nhìn lên đó thấy có người đi về phía cửa sổ mở rèm để ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa kính rồi đi vào trong phòng bóng người đó đổ dài bất động ở trong phòng Bên ngoài ánh nắng làm tan đi lớp sương mù buổi sáng. Vài cơn gió thổi lăn đi những giọt sương sớm còn đọng ở trên cành lá. Người đó mở cửa bước ra ngoài ban công. Đúng lúc mặt trời ló rạng sau những đám mây, ánh nắng vàng rực tỏa sáng chiếu khắp mọi nơi, bao phủ một lớp hào quang trên người. Hoa lạc lê thế vậy vội vã nấp kín ở sau thân giờ cao. Gió lạnh bút như dao sượt qua trán xuống má của cô, thế nhưng cô không xích xa mà kẽ lầm bầm. Hẳn Tử Hiên làm sao lại dậy sớm như vậy chứ? Mùa đông gió rất lạnh, mau mau vào phòng nếu không sẽ bị cảm lạnh mất. Hoa Lạc Lê đưa hai tay trà sát, hai chân kẽ nhún nhún cho vỡ lạnh. Lúc này mới phát hiện trên đầu mũi của mình đã có một lớp tiết thật là mỏng. Tiết đã rơi rồi ư? Đúng là những bông tiết đầu mùa của mùa đông năm nay. Cô đưa tay rụi rụi mắt, phát hiện Hàn Tử Hiên không còn đứng trên ban công nữa. Anh thật sự là thiên sứ sáng trần. Chỉ bởi vì anh mà ánh sáng tồn tại bầu trời lúc này dày đặc mây đen chuẩn bị cho cơn mưa tuyết đầu tiên những bông hoa tuyết trắng tinh từng bông từng bông rơi xuống nền đất giống như là tơ liễu thất tha buông hai bên bờ sông sang nam cô quay người nhanh chóng đi về phía học viện không hiểu vì sao trong đáy mắt một dòng lệ nóng trào ra giống như mầm xuân mọc sau cơn mưa như là thác nước không thể nào ngăn lại được cô sinh ra tại một thị trấn miền nam xa xôi lần đầu tiên nhìn thấy tuyết rơi cũng là lần đầu tiên dãy nắng bình minh, may mắn nhìn thấy hẳn Tử Hiên. Anh có mức nổi tiếng, mới đến học viện đã khiến tất cả nữ sinh bị hấp dẫn, quân tím để mà theo đuổi. Đã thế thành tích học tập của anh lại còn quá mức xuất sắc, khiến cho các giảng viên ai cũng hài lòng cả. Cô tự nhủ, chỉ có thể đứng từ xa để mà nhìn trộm anh, bởi vì bên cạnh anh lúc nào cũng có một đội ngũ đông đảo những cô nàng hâm mộ, không còn chỗ để cho cô tiến lên nói chuyện với anh một tiếng. Hàn Tử Hiên đã thay đổi rồi. Cô cảm thấy anh của mười năm trước và anh của bây giờ quá mức khác xa nhau. Khi vào học viện mấy tháng rồi, nhưng Hàn Tử Hiên chưa một lần nào chủ động nói chuyện với cô. Cô cảm thấy trong lòng rất buồn. Anh rõ ràng là nhận ra cô, nhưng lại xem cô như là người xa lạ. Tuy nhiên, Hòa Lạc Lê 18 tuổi cũng không còn là cô bé thích Hàn Tử Hiên của mấy năm trước nữa. Thầm tương trộm nhớ, cảm giác rất dễ chịu cho dù là không thể diễn tả rõ ràng. Đây là bí mật của cô. Cô sẽ giờ nó riêng cho mình. Ngày ngày cứ 4 giờ sáng cô sẽ thức dậy, chạy đến vườn hoa học sau học viện để mà chọn hoa. Đến 5 giờ thì mang hoa đến tặng anh. Hàng ngày cô đều chờ đón thời khắc mang hoa hồng tặng cho chàng hoàng tử của cô. Hàn Tử Yên ngồi ở trong thư phòng, tập trung suy nghĩ lý giải sự việc này. Không nhớ bắt đầu từ khi nào thì cứ 5 giờ sáng hàng ngày. Khi anh ra cổng, lại nhận được một bó hoa hồng để sẵn ở đó. Hoa rất tươi, thậm chí trên cánh hoa đỏ thắm vẫn còn đọng những giọt sương sớm long lanh. Cánh hoa che giấu nhị vàng ở phía trong, phải chăng là ẩn chứa một trái tim tinh tế nhạy cảm. Trên tấm thiệp kia dòng chữ, tặng Hàn Từ hiên, hoàng tử của em. Đã 35 ngày, không một ngày nào thiếu, không bao giờ gián đoạn cho dù là trời gió mưa. Ngày hôm qua, Băng quản gia Hán cũng đã mang theo hoa lên phòng của anh. Không nén nổi tò mò mà cất tiếng hỏi. Nhị thiếu gia à? hoa hồng này thật đúng là đẹp. Cậu đã xem là ai tặng cho cậu vậy chứ? Cậu nhìn xem, hôm nay là mấy bông phấn, 15 bông vàng và 10 bông hồng đỏ. Anh rơi mắt coi trong sắt rồi lại quay cười nói với bác Hàn. Cháu cũng không biết nữa ạ. À. Sau đó lại tiếp tục cầm bút lên, ghi lại những nút quan trọng. Nhị thiếu gia à? cậu không quan tâm tiểu thư nào đã tặng cho cậu sao? Bác Hàn à, gần đây bệnh viện có gọi điện thoại đến hay không ạ? À? Anh công trả lời câu hỏi của bác Hàn mà hỏi lại. Sự việc cả đời công thể quên đã xảy ra từ khi anh còn nhỏ. Sau đó không chuyện gì có thể khiến anh bận tâm được nữa. Bệnh viện có gọi tới. Nói là thuốc sẽ sớm được gửi tới. Nhị thiếu gia yên tâm. Viện trưởng trường đánh giá rất cao bài luận của cậu. Ông ấy hy vọng có thể cậu sẽ dùng tiếp tục để mà thảo luận thêm. Ngày mai là cuối tuần, bác gọi cho viện trưởng trường nói rằng cháu sẽ qua đó nhìn theo xa còn bình hoa này thì cháu biết rồi cháu xuống nhà trước đây hàn tử hiền lấy ra một cuốn sách dày nhặt mấy cánh hoa dùng vài bông lau sạch rồi đặt vào trong trang sách anh gấp lại một mũi hương sực đức đưa lên mũi vấn vít không phai anh nhìn đám lá xanh miết còn vương lại hương thơm của buồn đất phần cánh hoa còn chưa cắt hết cay nếu như là mua hoa ở cửa hàng thì sẽ không thể nào còn nguyên cả đất và gai như thế này được hơn nữa làm gì có người nào Là mở cửa hàng hoa từ lúc 4 năm giờ sáng trước Lẽ nào là người tặng tự trồng hoa ư Đây rõ ràng là hoa hồng pháp nghìn cánh Loài hoa rất quý nhưng cũng rất là có trồng Chuyện này là thật sao Thật sự có người kiên trì đến như vậy sao Hàn Thời Hiên cuối mặt Anh thật sự muốn biết người tặng hoa này Có thể duy trì đến bao giờ Cô chấp được trong bao lâu Kiên trì được trong bao lâu Mùi hoàng hoa dâng lên khiến trong lòng của anh không ngừng cuộn lên một câu hỏi. Ai đã tặng hoa cho anh Rốt cuộc người đó là ai Nhưng cho dù là ai thì anh cũng chẳng quan tâm Từ anh quan tâm lúc này chỉ có sách báo Anh thực sự chỉ muốn biết đáp án Của những việc liên quan đến sách báo Bất kể người ấy có biết hay không Thì Hàn Từ Hiên đã quyết định Nhất định phải giữ khoảng cách Coi nhau như người xa lạ Đối với anh và người đó là giải pháp an toàn nhất Hàn Từ Hiên chỉ thích Cây cỏ sống trong tự nhiên Với anh hoa hồng được cắm trong bình đã chết Bởi vì nó không còn rễ Mùa đông đến, hoa hồng nhất định sẽ héo tàn. Cho nên anh cần cầu thượng đế, không để cho họ có cơ hội tương phùng, vĩnh viễn, viễn không bao giờ gặp lại. Thế mà giờ đây trái tim của anh lại để áp hình ảnh của người đó, hoa lạc lê. Anh ghét học nhạc cũng không thích vĩ cầm, lại càng không thích đến học viện. Nhưng bởi vì có cô nên anh sẵn sàng đi học. Hàn tự nhiên ngày ngày lưng đeo hộp đàn, thong dong đi trên con đường đầy bóng mát. Trong lòng anh dâng lên ước muốn mãnh liệt một niềm vui không thể giải thích niềm hy vọng có thể gặp được hoa lạc lê được đứng từ xa để mà nhìn cô bất kể giờ tự học hay là giờ giải lao anh đều tìm ra một lý do thông minh để mà thoát khỏi đám đông lên lầu thượng nhìn xa xa tìm kiếm bóng dáng của nữ sinh mặc váy xanh lam mỗi lần anh nhìn thấy cô đều là vụng về nhưng rất đáng yêu nhất cử nhất động của cô đều khiến người khác không khỏi bật cười khi hoa lạc lê cười bên má trái sẽ xuất hiện lúm đồng tiền. Chỉ là một vết lõm nhỏ, nhưng cũng khiến nụ cười ấy trở nên ngọt ngào, đi thẳng vào trái tim anh và tan chảy trong đó. Khi cô nói chuyện, hàm răng trắng đều tăm tắp lộ ra dưới đôi môi hồng vô cùng dễ thương. Đôi mắt của cô đưa đi đưa lại linh hoạt, còn người đen lấy như ngọc trai đen lấp lánh. Có lúc lại cảm thấy đôi mắt ấy, trong veo như là nước mùa thu có thể nhìn thấy đáy. Có lúc lại thấy đôi mắt ấy mênh mang như dòng suối không thể nào nắm bắt được. Hoa lạc lê thích nhất là mặc váy màu xanh lam, cho dù là váy caro màu xanh lam nhạt, váy xòe màu lam nhạt hay váy chữ A xanh lam tươi sáng đều khiến cho cô nổi bật sợ đám váy ren công chúa cầu kỳ của những nữ sinh khác. Cô không thích làm điệu cho mái tóc, cô luôn buộc tóc tự nhiên xuống hai vai hoặc biến thành hai đuôi sam thắt nơ hồng. Theo bước chân của cô, nơi như đôi cánh bướm hồng xinh đẹp sập rìu vỗ cánh có lúc trông như là lá phong rung rinh trong gió Cô thích nhất là táo đỏ đồ uống thích nhất là sữa tươi còn thích cầm sách ngồi tựa vào gốc cây để mà ngắm hoàng hôn đọc sách chỉ là cái cớ bởi vì cô không hề nhìn nguồn vào cuốn sách việc cô làm chỉ là ngồi thẫn thờ để mà ngắm mặt trời lạnh chữ hoa lạc lê chỉ có hoa lạc lê mãi mãi ba chữ hoa lạc lê trong nhật ký anh ngày nào cũng có tên này Hoa lạc lê 18 tuổi Vẫn giống như là hoa lạc lê năm 8 tuổi Nhí nhành dễ thương ngây ngơ thơ cả tin Rất dễ bị người khác lừa Cho nên Hàn tử hiên Anh là hiệp sĩ do thượng đế phái xuống Để bảo vệ cho hoa lạc lê Ngay từ nhỏ Anh đã cảm thấy trai chờ cho cô chính là trách nhiệm của mình Mà dù hầu hết thời gian Anh dùng là để trêu trọc Chứ không phải là bảo vệ cô Hôm nay Hàn Tử Hiên dậy từ rất sớm, bởi vì thói quen nghiên cứu y học vào sáng sớm cũng còn vì cuốn sách có ép cánh hoa hồng đó nữa. Hôm nay trời có sương mù, mặt sương giống như một tấm văn mỏng trong suốt đến kỳ lạ, bao phủ lên cảnh vật, bóng trăng mờ nhạt, rắn hồng nhẹ bay. Hàn Từ Hiên như thường lệ, nhấc một cuốn sách đặt ở đầu dần giờ xa xem, giờ được mấy trang đã thấy hương hoa theo gió bay lên trên mũi. Lại đội lấy một cuốn khác, mấy cánh hoa hồng đỏ thắm rơi ra từ cuốn sách, đường vân trên cánh hoa tuy mảnh nhưng rất là rõ nét. Trên biển sách có dấu vết của nước hoa. Lại đổi sang một cuốn khác, những cánh hoa bắt người rơi là tả. Hoa hồng vàng, hoa hồng trắng, hoa hồng đỏ, hoa hồng phấn lại nào cũng có. Hoa bay đề trời rơi rụng xuống người, tổ điểm cho vạt áo của anh. Hương hoa sức nước luồn trong gió. Mùi hương này vì sao lại lại như vậy? Dường như không chỉ có hương hoa hồng mà còn có hương thơm của cả những loài hoa khác. Vì sao càng giấu càng thơm? càng ô càng nông, càng thơm càng đau lòng chứ. Anh đưa tay ôm tất cả những cuốn sách có trên đầu giường, phô thức đưa lên mỗi người mới phát hiện. Cho dù anh có trốn vào đâu, cũng không thể nào thoát khỏi mùi hương này. Lòng bàn tay cũng đã thấm đẫm hương hoa. Hàn Từ Hiên ngồi ngây người ở bên mép giường, rồi anh kẽ bật cười, bất lực, hoàn toàn là tự lừa mình dối người. Gió lạnh thổi, có vẻ là trời đã vào mùa đông, hoa vẫn nở như cũ nhận định sai lầm đầu tiên của anh. Hôm nay là 36 đông. Hôm nay qua, sau khi 35 bông hồng được đặt trên trước mặt bàn, anh mới thực sự nhận ra hoa hồng vẫn nở cho dù là mùa đông. Khi anh mở cửa phòng bước ra ngoài ban công, thì bất ngờ phát hiện bó hoa hồng đã tự sẵn vào hàng rào sắt của nhà mình. Một bó hoa to, đủ màu sắc phối hợp hai hoa. 36 bông hồng hé mở tươi tắn các tường như 36 ngọn lửa thiếu đốt tâm trí của anh. Ngoài trời đang có tuyết rơi, trời lạnh, nhưng trái tim của anh lại nóng rực. Hàn Tử hiền bước vào trong phòng, bí mật mà quan sát động tĩnh ở bên ngoài. Cuối cùng trong màn sương mờ ảo, anh nhìn thấy người ấy. Một chiếc bó xanh xinh đẹp, tóc mây ra tuyết, hóa ra chính là cô, hoa lạc lê. Anh vội vàng chạy xuống nhà lao ra mở cổng, lập tức tìm thấy bó hồng ấy. Vô tình phát hiện trên gai hoa hồng vẫn còn đọng những giọt máu đỏ tươi hàn tử hiền buồn bã mà quấy đầu thật sao truyền thuyết từng nói hoa hồng tình yêu phải được tưới bằng máu lẽ nào truyền tuyết kia lại là sự thật trận tuyết đầu mùa đông tuyết rất nhỏ nhưng lại gây cho người rất nhiều thương cảm vô bờ nhìn ra xa thầy hoa lạc lê từng bước từng bước một rời đi đường chân cô bước vô cùng khó khăn không cẩn thận ngãi ngoài trên mặt đất trơn trượt sau khi đứng dậy chờ đi được mấy bước lại ngã xuống Một giọt lệ nóng hồi trở khỏi đôi mắt của hàng tử hiên Thật đúng là nha đầu ngốc Anh thật sự không ngờ cô lại làm như vậy Cô làm như vậy khiến cho anh không biết phải làm thế nào cả Hoa của cô tặng anh sẽ nhận Mãi mãi mà đón nhận nó Trong học viện âm nhạc Lạc Lê Hoàng tử Hàn Tử Ngang bảo tớ chuyển cái này cho cậu Này hai người hẹn hò rồi sao Bắt đầu từ khi nào vậy chứ Làm sao tớ lại không được thông báo hả Lộ lộ nắm chặt chiếc vé xem phim, trợn tròn mắt mà nhìn trừng trừng vào hoa lạc lê. Đôi mắt giống như hạt đậu xanh vừa thích thú vừa giận dữ, nhìn hoa lạc lê như là nhìn cái đuôi gà rán yêu thích của cô ấy vậy. Vé xem phim đó, để cậu dùng đi. Sau này hẹn hò được với hẳn tưởng ăn rồi thì báo đáp tới sau cũng được. Hoa lạc lê quay sang, lộ lộ cười tươi rồi tiếp tục làm bài tập. Ở dưới lầu, đám đông tụ tập vọng vào nhiều tiếng ồn ào. Lộ lộ cúi đầu xuống quan sát rồi bỗng phấn kích hét lên. Bao! Hàn Tử Hiên độc tấu vĩ cầm trong quan trường của chúng ta kìa. Trời ơi! Tuyệt vời quá đi! Hoa lạc lê cũng vội vàng chạy đến cửa sổ. Nhìn xuống dưới, lúc này rất nhiều người đứng trên quảng trường trung tâm. Và tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn là Hàn Tử Hiên với trang phục biểu diễn được thiết kế hết sức tinh tế theo phong cách châu Âu. Hàn Tử Hiên duyên sáng cuối người Nhận cây vĩ cầm ra khỏi hộp đàn, đứng bên cạnh xa đỡ bạn nhạc, tạo ra hình chiếc đàn dương cầm bằng thủy tinh trong suốt, thật sự là tuấn tú vô song, phong thái hiên ngang. Giáo viên và học viên trong quảng trường đều yên lặng chờ đợi. Tiếng vĩ cầm sâu dương lan tỏa xung quanh, giống như là từng chiếc bong bóng nhiều màu sắc được thổi ra, bay lên bay lên, lơ lửng ở giữa không trung, làm cho tâm hồn của người nghe dịu lại. Dưới quảng trường đông nghịt người đứng xem. Bọn họ chen nhau tiến lại gần sân khấu. Hoa lạc lê không nhìn rõ được. Cô quyết định xuống quảng trường để xem Hàn Tử Hiên độc tấu. Hoa lạc lê lao xuống cầu thang. Không hề hay biết. Đang đi phía sau chính là các tinh số một Hàn Tử Ngang. Bởi vì trong mắt cổ cô lúc này, chỉ có mỗi hình bóng của Hàn Tử Hiên lay động. Hàn Tử Ngang buồn bã, nhếch miệng, đôi mắt lộ rõ vẻ thất vọng. Dáng vẻ say mê của Hoa Lạc Lê dường như cho thấy cô đã quen biết hàn tử hiên từ trước nhưng rõ ràng là anh gặp cô trước không phải hay sao cho dù hàn tử hiên là em ruột thì anh cũng sẽ không dễ dàng đem dâng hoa lạc lê cho cậu ấy bởi vì như thế sẽ tốt cho cô bé chỉ có anh mới thích hợp với cô ấy hoa lạc lê và cô ấy cũng chỉ có thể thuộc về một mình hàn tử ngang mà thôi hoa lạc lê muốn chen lên phía trước để mà đến gần hàn tử hiên hơn nhưng mỗi lần cô chen lên là một lần lại bị đám đông đẩy lùi về phía sau. Hoa lạc Lê đứng ngoài đám đông. Cho dù cô cố gắng kiễn chân lên, kể cả là nhảy lên, thì cũng không thể nào nhìn thấy rõ Hàn Tử Hiên đang đứng trên sân khấu. Toàn bộ nữ sinh như ấm nước sôi sùng sục, cứ trào lên phía trước, rồi chân lấn dữ dội, không cần biết ai dẫm lên chân ai, ai kéo áo ai. Quang trường ồn ào huyên náo, khắp nơi đầu đầu cũng là những tiếng hét chai tai của đám nữ sinh đừng có mà chặn đường hoa lạc lê đứng một mình không vững lại bị hai nữ sinh cuồng nhiệt Đêm mà đứng sâu đầy loạng choạng ngã ra đất cô ngồi bệt ở trên sân quảng trường vai áo lấm lem bụi đất mấy cành hoa tử vi vương ở trên tóc tuy là có phần nhích nhắc dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ nhìn vẫn rất là xanh đẹp hàn tử ngang từ ve sau đỡ lấy cô đứng dậy hoa lạc lê quay lại nhìn anh đôi mắt của cô hoa lên những hình ảnh chồng chất lên nhau, giống như đang quay về thời thơ ấu. Mỗi lần chơi ngoài cánh đồng bị vấp ngã, luôn sẽ có anh Tử Hiên ở đằng sau đứng đỡ cô dậy. Anh Tử Hiên Ánh sáng hư ảo, hoa lạc lê kẽ cất tiếng gọi. Hàn tử ngang nghe thấy tiếng gọi. Đôi môi anh đào lên chữ xuống đầy thất vọng. Anh lạnh lùng vô cảm mà nhìn cô. Hàn tử ngang không nói lời nào kéo cô ra khỏi đám đông. Hoa lạc lê vẫn chưa dứt cơn mộng. Cô vẫn cho rằng người đang đứng trước mặt mình là Hàn Tử Hiên, cho nên cô trở về sáng vẻ thân thiết như là ngày nhỏ. Ríu rít cười nói như chim non với anh. Anh Tử Hiên à, chúng ta đi đâu vậy? Anh Tử Hiên à, em thật sự rất là nhớ anh. Câu cuối cùng nhỏ như là tiếng mũi vô ve. Hàn Tử ngang nghe không thấy rõ. Anh quay đầu lại, đúng lúc bắt gặp khuôn mặt đỏ bừng bởi vì dấu hổ của cô. dáng vẻ e ấp của cô, lúc này giống như là hoa cỏ mơn mờ mờn lại vừa giống như dòng nước trong xanh hiền hòa vô cùng đáng yêu. Nhưng không hiểu vì sao nhìn thấy nó, lại khiến cho anh tức giận. Anh cầm tay cô kéo cô đi vào trong tài nhà. Hoa lạc lê bất ngờ người thấy mùi nước hoa vơ sắt thay vì mùi nước hoa sen từ phía hồ mặt trước. Anh tử hiên, chúng ta đang đi đâu vậy? Hoa lạc lê lại cất tiếng hỏi. Về nhà của anh. Hàn tử ngang không có ý định cải chính về hoa lạc lê. Anh đã nhuộm tóc nâu vàng, hôm nay còn mặc âu phục giống với phong cách của Hàn Tử Hiên thường mặc. Cố tình làm người khác nhầm lẫn anh với Hàn Tử Hiên. Hoa Lạc Lê nhận nhầm anh cũng là chuyện khó có thể tránh khỏi. Sở dĩ anh làm vậy, bởi vì mỗi khi anh xuất hiện, Hoa Lạc Lê sẽ luôn hoảng hốt chạy trốn. Còn anh không muốn ngày nào cũng phải đuổi theo để bắt cô lại. Cải trang thành Hàn Tử Hiên chính là giải pháp tiết kiệm ít công sức nhất. Hàn Tử Ngang cứ thế thoải mái vui vẻ, mà nắm tay của Hoa Lạc Lê cảm thấy bàn tay của cô thật nhỏ nhắn và mềm mại. Hai má của hoa lạc lê ửng hồng, mấy cánh hoa tử vi rơi rụng xuống mái tóc mây của cô. Hàn tử ngang dịu dàng nhìn sang cô, phòng thái nhỏ nhã y hệt như hàng tử hiên. Anh khẽ khẳng đưa tay nhặt những cánh hoa trên mái tóc của cô, mới sợi tóc tơ vương lấy tay của anh. Lạc lê à, em muốn đến nhà của anh chứ? Hàn tử ngang mỉm cười khó hiểu nói. À vâng, anh tử hiên à, Mấy năm trước anh đã nói Muốn đưa cho em giải thủy tinh nha Hòa lạc lê vẫn còn đang chim đắm Trong hồi ức Khuôn mặt ửng hồng hệt như một quả táo đỏ vô cùng đáng yêu Lại còn tỏa ra một mùi hương quyến rũ nữa Được Sẽ có giải thủy tinh cho em Hàn tử ngang cật đầu Giải thủy tinh là cái gì Căn bản chỉ là một miếng mồi Bây giờ anh cảm thấy đóng giả hàn tử Hiền Thật đúng là một chú ý không tôi Cái đó thật chứ Thật, anh thề Hàn tử ngang lại gật đầu thể tốt, Hoa lạc lê cười hiếp cầm mắt lại. Vậy thì chúng ta đi thôi. Đúng, đi thôi. Hàn tử hiên đứng trên sân khấu. Tầm mắt vượt qua đám đông đuổi theo hoa lạc lê cùng với hàn tử ngang ở phía xa xa. Hoa tử vi bay bay trong gió, vây quanh hai người vui vẻ nắm tay bước đi về phía trước. Lòng mày của hàn tử hiên trao lại. Hàn tử ngang rõ ràng nhìn, giống như một kẻ buồn người thực thụ. Hàn Tử Hiên hạ cây vĩ cầm trên tay xuống cất vào trong hộp. Hạ giọng thì thầm với giáo viên bên cạnh vài câu. Rồi tiếp đó, thấy Kim Sảo Tuệ bước lên sân cấu. Thấy anh độc tấu dương cầm. Còn Hàn Tử Hiên thì lui vào cánh gà, Xuống hậu trường nghỉ ngơi. Rồi sau đó theo lối cửa sau đi mất. Hoa lạc lê. Em còn nhớ những chuyện trước đây của chúng ta không? Hàng tướng nghiêng dò hỏi. Bởi vì anh thật sự rất tò mò. Rốt cuộc trước đây làm sao Hoa Lạc Lê lại quen biết cùng với Hàn Tử Hiên? Đương nhiên là em còn nhớ rồi. Anh Tử Hiên à, lẽ nào anh đã quên hết mọi chuyện của ngày trước rồi sao? Hoa Lạc Lê ngẩng đầu nhìn Hàn Tử Ngang, đôi mắt lòng lánh nước cất tiếng. Hàn Tử Ngang vội vàng giải thích. Làm sao có thể quên được chứ? Anh chính là sợ em quên, cho nên kiểm tra thử em một chút mà thôi. Mà em thật sự là không quen chứ. Nhưng mà quen cũng không sao. Sau này chúng ta còn có những hồi ức mới khác. Không đầy nào nha. Làm sao em có thể quên được? Cho đến chết em cũng không thể quên anh. Anh Từ Hiên sâu xa chỉ biết trọc kẹo em. Trong này toàn bắt nặt em thôi. Hoa lạc lên làm bộ giận dữ nói. Hàn Tử Ngang chỉ dám cười đáp lại. Lẽ nào trong lòng của cô thì Hàn Tử Hiên thật sự quan trọng như vậy ư? Muốn anh tin em thì cũng dễ dàng thôi. Em thử nhắc lại những chuyện quan trọng trước đây của chúng ta xem nào. Nếu như em nói không sai, thì anh nhất định sẽ tin sau đó sẽ thực hiện lời hứa mà tặng giày thủy tinh cho em ừ vậy thì được nhưng mà anh nhất định phải nói giữ lời đó không được phép lừa dối em đâu hòa lạc lê tìm mi nhắc lại những hồi ức từng chuyện từng chuyện càng nói lại càng phấn kích hàn tử ngang càng nghe thì càng co mày cuối cùng ánh mắt tối sầm lại hàn tử hiền đi ở phía sau đưa mắt nhìn cảnh cáo anh không hiểu vì sao anh trai lại già dạng anh lẽ nào hàn tử ngang cũng thích hòa lạc lê sao trong học viện anh cũng từng nghe đám học viên đồn rằng hoa lạc lê rất ghét hẳn tử ngang nhưng không hiểu tại sao hoa lạc lê lại bỗng nhiên truyền từ cam kết sang yêu mến hàn tử ngang nhanh như vậy lẽ nào cũng là vì anh ư hàn tử ngang rõ ràng là cố ý giả mạo cố ý làm như vậy cốt để trêu tức anh hay còn vì lý do nào khác nữa nếu còn thì chỉ có thể là vì hàn tử ngang thích hoa lạc lê mà thôi Hàn Tử Hiên cảm thấy mọi chuyện bỗng nhiên trở nên rối rắm và phức tạp. Hai người bọn họ vô thức đi ra khỏi học viện, ngồi trên chiếc rôn rô màu xanh hướng về phía biệt tự hoàng tử. Hàn Tử Hiên đứng yên tại chỗ, nhìn chiếc xe vụt đi, chỉ còn lại vệt khói mờ mờ ở phía sau. Ai lên một chiếc xe khác bám theo. Hàn Đan Châu lập tức quay lại quảng trường, mách với kim xào tuệ. Trong biệt tự hoàng tử, Hàn Tử Ngang ôm một con búp bê Nhật Bản. Quay lại cười nói với Hòa Lạc Lê. Có đẹp không? Con búp bê này thật sự rất giống em. Wow, thật sao? Nó thật sự là rất đẹp. Trước đây em cũng rất là thích búp bê nha. Đây không phải là búp bê bình thường, mà là búp bê đặc biệt của Nhật Bản. Là hàng quý hiếm đó. Mỗi mẫu chỉ sản xuất một con. Còn búp bê này, cả thế giới chỉ có một con thôi. Tác phẩm này quả thật là đời chế tác rất tinh xảo. Da của nó tự như là da người thật vậy. Lồng mì cũng rất mềm và đẹp nữa. Hòa lạc lê vui vẻ lật đi lật lại con búp bê để mà tỉ mỉ xem xét nó. Có tiếc không? Trước đây lúc anh một mình ở trong phòng bệnh dưỡng bệnh, chỉ có nó ở bên cạnh. Không có ai cùng anh trò chuyện. Anh chỉ có nó để là bầu bạn. Một mình cảm thấy rất là cô đơn. Nhưng mà nhờ có nó, anh mới cảm thấy mình bất đi cáo giận. Tuy không phải là người, nhưng nó lại có thể ngoãn ngoãn nằm yên lặng để mà nghe anh kể chuyện. Nói thật, khoảng thời gian ấy nếu như không có nó ở bên cạnh, anh sẽ thấy cô độc đến phát khóc mất. Vì thấy hoa lạc lê cũng thích con búp bê này, nên hẳn tưởng anh trong lòng rất vui, thoải mái nói ra bao nhiêu chuyện trước đây của mình. À, anh Từ Hiên à, em còn nhớ trước đây cũng vì dưỡng bệnh mà anh chuyển về quê. Anh yên tâm đi, từ giờ em sẽ ở bên cạnh anh, nghe anh nói chuyện mà. Hoa lạc lê cảm thấy cài cay, cay nơi sông mũi. Cô không muốn Từ Hiên buồn, nhưng vì vậy cô cũng sẽ buồn theo anh nha. Có thật không? Lạc đây à, em có biết không? Trước đây anh luôn hy vọng tìm được một người con gái giống như con búp bê để mà kết hôn. Bây giờ gặp em và được ở bên cạnh em. Anh nhớ lại rất là nhiều việc. Anh thật sự không ghét em. Chỉ là... Chỉ là anh nghĩ anh làm như thế. Chỉ là... Chỉ là muốn tiếp cận em. Cho nên anh hy vọng em sẽ không tức giận. Hàn tử ngang càng nói càng kích động. Cũng không biết mình đang nói những gì cả. Hoa lạc lẽ nghe những lời này thì cảm thấy rất là bối rối. Cô sợ lại lời nói của anh Anh Từ Hiên à Anh đang nói gì vậy Em nghe không hiểu nhá. Em sẽ không bao giờ giận Cho dù anh Từ Hiên có tranh ăn táo đỏ với em Nhưng em không hề giận anh một chút nào cả Bởi vì sau khi ăn táo Anh sẽ luôn giống như một ảo thật xa Biến cho em biết bao nhiêu là đồ ăn ngon Em biết anh Từ Hiên đối với em rất tốt Em nhất định sẽ không hẹp hòi như vậy Sẽ không giận anh đâu Hàn tử ngang nghe xong thì tràn đầy thất vọng Bởi vì bây giờ anh mới biết hóa ra trong lòng của Hoa Lạc Lê, mãi mãi chỉ có hẳn tử hiên, suốt đời cũng không quên ba chữ đó. Điều này khiến anh rất miễn cưỡng. Anh tiếp tục nói với Hoa Lạc Lê. Lạc Lê à, anh có đặt mày một chiếc váy kiểu dáng rất giống búp bê đang mặc. Em thử một chút xem nhé. Thật thế sao? Vậy thì nó nhất định là rất đẹp rồi. Anh tự Hiên à, anh thật đúng là rất tốt với em nha. Hàn Tử Hiên đứng ngoài cổng biệt tự, nhìn qua rèm cửa vào trong thấy hàn tử ngang và hoa lạc lê đang nói chuyện rất là vui vẻ trái tim của anh dần dần chết lặng không thể nói rõ cảm giác vào lúc này chỉ cảm thấy vô cùng cay đắng anh vòng ra cửa sau từ cửa sau nhẹ nhàng bước vào phòng khách hoa lạc lê đang ở trong phòng của hàn tử thiên thay váy khuôn mặt của cô ửng hồng háo hức chờ đợi nhận được đôi giày thủy tinh của mình cô biết anh tử hiên nhất định sẽ giữ lời hứa với cô bởi hàn tử ngang đang vào vai hàn tử hiên Tất nhiên là phải nhập vai đến cùng Cho nên anh mới đưa hoa lạc lê Tới phòng của Hàn Tử Hiên Như vậy mới không để lộ ra chân tướng Hàn Tử Hiên nhẹ nhàng Tra chìa khóa phòng, mở cửa Dưới ánh hoàng hôn lờ mờ Bên trong phòng rất sạch sẽ Đồ đạc bài trí rất tinh tế Toàn là đồ cao cấp Trên giá sách, bày đầy là sách y học Những cánh hồng trong bình Dường như còn động nguyên sương sớm Tươi đẹp vô cùng Chăn cấm màu xanh xếp gọn càng ngay bên mép giường màn gió lay động nhẹ trong lúc đưa mắt quan sát căn phòng hàn tử hiên bất ngờ bắt gặp một khuôn mặt đỏ hồng đang ở trong phòng của anh hoa lạc lê vừa quay bỏ lớp trang phục ánh hoàng hôn mờ ảo phủ trên thân hình khiến cho cơ thể của cô như sắt lên một lớp vàng mỏng cô vội vàng mặc bộ váy vàng màu hồng phấn lưng còn có tai thỏ vô cùng đáng yêu hàn tử hiên công nhịn được mà bật cười ai ai đang ở trong phòng vậy Hoa lạc lê nghe tiếng cười Thì hoang hốt vô cùng Mở to đôi mắt sợ hãi mà nhìn xung quanh Phát hiện hẳn tự hiền đang đứng ngay sau lưng của mình Lẽ nào anh đã nhìn thấy lúc cô thay đồ sao Hoa lạc lê tức giận phòng mang trợn mắt Mặt nóng bừng mà cất tiếng mắng Anh, anh tự hiền Làm sao anh có thể làm như vậy được Da mặt của anh cũng là quá dày đi Lại còn quỷ nữa chứ Thật đúng là đáng ghét mà Hoa lạc lê ném một chiếc giày theo về phía của anh Nhìn thấy cũng có sao pháp luật cũng không quy định nào cấm nhìn cô dâu của mình thay quần áo cả hàn tử hiên mỉm cười duyên sáng, nhưng rõ ràng trong nụ cười có một chút ranh ma của một con cáo hoa lạc lê tạm thời dừng tranh cãi để mới đúng là hàn tử hiên mà cô quen biết nha từ trước tới giờ anh chưa bao giờ nhường cô anh luôn chiếm thế thượng phong mỗi câu nói đều có thể khiến cho cô tức chết đúng là đáng ghét em đang thay đồ anh mau mau đi ra ngoài đi Quan mặt của Hoa Lạc Lê Rạng người hạnh phúc, bởi vì anh Từ Hiên nói, cô là cô dâu của anh. Cô nghe không nhầm, đúng là anh đã nói như vậy. Em chẳng phải đã thay xong rồi sao? Hơn nữa đây là phòng của anh, địa bàn của anh, em cũng sẽ không có quyền ra lệnh đâu. Hàn Từ Hiên tiến lại, dùng tay nâng cằm của Hoa Lạc Lê lên, nhìn thẳng vào ánh mắt của cô. Trong mắt của anh có hai ngọn lửa cháy, miệng anh khẽ lầm bẩm, Lạc Lê à, em thật sự đã lớn rồi hoa lạc lê mặc bộ váy phan búp bê đẹp như một đá thủy tiên thanh khiết dưới ánh nắng vàng lạc lê à chúng ta chơi trò chơi đi trò chơi gì hoa lạc lê bối rối hỏi lại không phải anh nói với cô đi thay váy sao sao bây giờ lại biến thành chú ý chơi trò chơi rồi thật đúng là kỳ quái quá ngày hôm nay hàn tử hiên thật đúng là tiếng khí cắt thường hòa và... tên trò chơi chính là cô bảo phiêu lưu ký diễn viên nam chính hàn tử hiên vai heo được Nữ chính Hoa Lạc Lê vai heo cái Các diễn viên phụ đóng vai bạn bè heo Mà quỷ phù thủy Trong mấy vụ bắt cóc chúng ta đã bỏ qua tên Hiện tại heo được sau bao nhiêu gian khổ Thì cuối cùng đã leo lên được ngọn núi cao Phá vỡ vòng vây Tìm đến được lâu đài William trên đỉnh núi Heo cái nghe thấy tiếng gọi điêu thương của heo được Cuối cùng cũng thả mái tóc dài qua cửa sổ Để làm thăng dây cho hoàng tử leo lên căn phòng cao nhất của lâu đài Hoàng tử cuối cùng cũng đã tìm được công chúa cho nên Hàn Tử Hiên chấp chấp đôi mắt Hoa lạc lê nghe xong đau bừng cả khuôn mặt Đã biết là anh sớm bày trò Nhưng cho dù anh bây giờ bày ra những trò gì Thì cô cũng sẽ vui vẻ tiếp tục theo giấc mộng này Cho nên làm sao Anh mau tiếp tục nói đi Hoa lạc lê nghiêng đầu Khóe mắt cong lên như trẻ con mà cất lời thúc giục Cho nên bây giờ Chúng ta phải mau chóng để mà thoát ra khỏi tòa lâu đài này Hàn Tử Hiên nắm tay cô, kéo ra cửa sau đi qua cầu thang sân bể bơi ngoài trời. Lạc Lê à, ngày hôm nay em thật sự rất đẹp. Tự nhiên là công chúa từ chuyện cổ tích bước ra vậy. Hàn Tử Hiên đưa cô đến sân sau, bước qua cổng sau ra khỏi biệt thự hoàng tử. Hàn Tử Hiên vừa đi vừa suy nghĩ, anh trai vì sao lại già dặn là mình chứ? Nhưng bất kể là như thế nào, thì anh nhất định cũng phải chăm sóc cho Hoa Lạc Lê. Bởi vì từ nhỏ, anh đã thể sẽ là một hiệp sĩ dũng cảm của cô bé rồi. Hoa Lạc Lê đi bên cạnh bỗng nhiên cúi đầu thì thầm. Anh đã nói, sau khi em mặc váy công chúa, anh sẽ tặng em giải thủy tinh. Hàn Tử Hiên lúc mới nghe ngạc nhiên, không hiểu nên có phần lung túng. Anh đã lấy lại sự bình tĩnh, đôi bắt đẹp lại lên sự tinh nghịch, anh bật cười thanh tiếng. Giải thủy tinh là vật thiêng, phải chọn ngày đẹp mới có thể mang tặng em cho được. Không thể nào tặng tùy tiện, nếu không thủy tinh sẽ tan biến thành thủy ngân mắt. Là ai nói như vậy chứ? Tại sao em chưa từng nghe nói qua? Hòa lạc lê phần mắc lại. Là trong cuốn sách phép thuật, anh đọc có nói như vậy. Hàn Tử Hiền khẳng định chắc nịch, rất là tự tin mà cật đầu. Trên sân thượng của biệt thự, Hàn Tử ngang yên lặng nhìn theo bóng của hai người bọn họ quất dần, cho đến khi con nhỏ như là một chấm đen. Anh vô cùng tức giận, khuôn mặt đo bừng, ném con búp bê xuống đất. Hàn Tử ngang quyết định sẽ dùng hành động thực tế, Để mà khẳng định quyền sở hữu của mình đối với Hoa Lạc Lê Gia tộc của anh từ xưa đã có một lời nguyện, những cặp song sinh không thể cùng tồn tại, chỉ có thể để một người sống. Hàn Tử Hiên đưa Hoa Lạc Lê đến bên cạnh bờ hồ, xung quanh tĩnh mịch, những cây tử vi trong học viện nở đầy hoa, gió thổi, canh hoa tung bay theo làn gió. Trên mặt hồ, những chú thiên nga đang lững thững như đang trôi giặt trong một thế giới khác. Lạc Lê à, em có thấy không? những con thiên nga đen dẫu hồ chính là hoàng tử bị phù thủy biến thành như trong chuyện truyền thuyết đó hàn tử hiên nói ánh mắt nhìn về phía xa xăm thật sao thiên nga đó rất là đẹp nhưng nhìn chúng thật là cô độc hoa lạc lê nhìn chằm chằm vào hồ nước con thiên nga đen lặng lẽ tách nhóm một mình di chuyển vào bên bờ nó là đang chờ đợi công chúa của mình xuất hiện và giải cứu nó ra khỏi lời nguyền truyền thuyết nói nếu trước hai mươi tuổi nếu không tìm thấy công chúa của mình thì sẽ phải chết dần chết mòn. đôi môi anh đào tê tắn của hàn Tử hiên đột nhiên tái nhật rồi mím chặt lại. đôi mắt thanh xuân dường như là loáng nước. vậy thì nó phải chờ đợi đến khi nào? nhất định sẽ chờ đợi được, có đúng hay không? hoa à, Lạc Lê không biết tại sao, nhưng ở trong lòng của cô lại dâng lên cảm giác cho sót. từ khóe mắt, những giọt lệ trong veo lặng lẽ lăn xuống. chắc chắn là sẽ đợi được hàn tử hiên an ủi cô mà khẽ cười hoa lặng lề đột nhiên thấy anh mỉm cười nụ cười thoáng qua rất nhanh như có như không nhất định là anh ấy sẽ đợi được có phải không hạ anh tử hiên phải kiên trì chỉ cần tự mình không bỏ cuộc anh ấy sẽ được thượng đế ban cho một đôi cánh để mà bay lên trước đây em đọc một cuốn sách trong đó viết chiến thắng bản thân chính là chiến thắng tất cả cho dù anh ấy có bị phù thủy phù phép nhưng chỉ cần kiên trì và giữ vững niềm tin anh ấy sẽ vượt qua được pháp thuật của mụ phù thủy và tìm thấy được hạnh phúc rồi phép mở sẽ xuất hiện bà ngoại em cũng đã nói với em rồi nếu như chiến thắng được chính mình thì em sẽ có cả thế giới sẽ vượt qua chính mình và vượt qua được tất cả hàn từ hiên kích động nhìn cô trong lòng của anh từng đợt sóng trào dâng như là thủy triều dâng mãi dâng mãi hàn từ hiên bật cười kỳ thực phép thuật thật sự chỉ có ở trong lòng của mỗi chúng ta anh chỉ vào trái tim trên ngực của mình tin vào nó thì sẽ có mà không tin vào nó thì nó sẽ không có cảm thấy hoa lạc lê chìm đắm vào nỗi buồn hàn tử hiên khẽ cười dùng hai tay nắm chặt tay của cô truyền cho cô thêm sức mạnh. lạc lê à em có muốn kiêu vũ không hàn tử hiên chấp chấp mắt nhìn cô hỏi kiêu vũ ư nhưng em không biết nhảy hoa lạc lê bối rối cụp đôi mắt xuống không sao cả hoa tử đây sẽ dạy cho công chúa cùng khiêu vũ Hàn Tử Hiền làm điệu bộ cùng một quý ông đang mời bạn nhảy. Anh nhốn chân, cánh tay vẽ ra một vòng công dài. Đúng lúc ấy, mái canh hoa tử vi rụng xuống nằm gọn trong lòng bàn tay của anh. Cách đó không xa, Hàn An Châu và Kim Sảo Tuệ bị hành động bí mật thần không biết quỷ không hay, bỗng dưng xuất hiện. Cả hai đứa mắt tìm quanh. Khi thấy Hàn Tử Hiên và Hà Lạc Lê đang đứng bên cạnh bờ hồ, thì cả hai đều thấy trong lòng tràn đầy thất vọng sang một tuần học mới. Lớp của Hoa Lạc Lê có một bạn học mới chuyển đến. Đương nhiên người ấy không phải ai khác mà chính là Hàn Tử Ngang vô cùng ngang ngược. Hàn Tử Ngang đã quyết định, bất kể dùng cách nào, anh cũng phải cạt bỏ được hình ảnh của Hàn Tử Hiên ra coi đầu óc của Hoa Lạc Lê, vĩnh viễn lại bỏ. Giống như đạo lý một cặp song sinh vĩnh viễn là không thể cùng tồn tại. Đầu của Hoa Lạc Lê ong ong, trán thoát ra mồ hôi lạnh. Trời đất ạ, chuyện ai không chuyển chuyện ngày hàn tử ngang đến đây thì chẳng khác nào là chặn con đường sống cuối cùng của cô rồi đi từ hôm nay bạn hàn tử ngang sẽ chuyển đến lớp học của chúng ta mọi người cùng nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh bạn ấy dạ thưa thầy em có thể tự chọn chỗ ngồi được hay không ạ hàn tử ngang hỏi thầy giáo mà mắt cứ trận trừng nhìn vào hòa lạc lê tất nhiên là được em cứ tự nhiên đi thầy giáo vừa mới dứt lời thì tất cả nữ sinh đều tự động chỉ vào chỗ ở bên cạnh mình. Hàn thẳng ngang tích thú đi một phòng quanh lớp học, cố ý gây áp lực cho Hoa Lạc Lê. Cuối cùng anh ta đêm tĩnh, đi đến bên cạnh bàn của Hoa Lạc Lê, nhìn lộ lộ công bàn rồi ngạ mạn ra lệnh. Tôi cho rằng bạn đã ngồi nhầm chỗ, còn không mau đứng lên, nếu không sẽ vinh dự được tiễn ra khỏi lớp đó. Tôi cho bạn 3 giây, nếu như sau 3 giây còn chưa chuyển xong, thì cứ chuẩn bị tinh thần mà con gói ra khỏi đây đi trường lộ lộ vô cùng bối rối nhưng chỉ một giây sau cô đã hiểu ý của hoàng tử tư hàn tường ngang tuấn tú là gì cô ấy tự động đứng dậy cuối gặp người và nói dạ vâng đây là chỗ của hoàng tường ngang em ngồi nhầm chỗ em sẽ lập tức rời đi ngay ạ hàn tường ngang kịp kịp mũi một tiếng hài lòng Rồi sau đó thẳng tay hất tất cả sách vở trên bàn của cô và lộ lộ xuống đất sau đó cầm sách vở của mình lên Quang Minh chính đại mà đặt ở trên bàn đôi giày chữ y to đùng dưới chân bàn của Hàn Tử Ngang vẫn đang còn nghênh ngang dẫm lên sách vở, đồ dùng học tập ở phía dưới đất của cô. Anh ta ngừng cao đầu coi đó là chuyện đương nhiên. Đáng giận nhất là anh ta dám điểm nhân dẫm lên chân bức ảnh gia đình hạnh phúc của cô. Đó là bức ảnh duy nhất Hoa Lạc Lê chụp chung với bố mẹ trước khi hai người bọn họ ly hôn. Bây giờ bố cô đang ở Australia xa xôi, công việc bận tới nỗi, lâu lắm mới có thời gian gọi điện thoại về cho cô hoặc hai ba tháng một lần. Ông gửi tiền sinh hoạt phí về cho cô. Còn mẹ cô thì đã tái hôn, đã có một máy ấm khác. Hoa lạc lê trở thành một con búp bê bị bỏ quên trong cốc tủ. Thỉnh thoảng cặp dịp mới có người nhớ tới. Họ lê dị khi hoa lạc lê mới chỉ là một đứa bé đang học mẫu giáo. Nỗi mất mắt này khiến cô luôn cao cắt tình thương. Nhưng mà lúc này, hoa lạc lê thực sự không thể nhịn thêm được nữa. Cô giống như là cây cung, tự như mũi tên lao về phía trước nhặt lấy bức ảnh rơi dưới cầm bàn, nước mắt lan dài trên má mắng. Anh thật đúng là đồ vô đạo đức, xúc phạm người khác khiến anh vui lắm sao? Phá hoại đài của người khác, anh đắc ý lắm, có phải không hả? Tôi nói cho anh biết, anh càng làm như vậy thì tôi càng coi khinh anh. Loại người không có được một chút khí chất của nam tử hán, chỉ biết bắt nạt phụ nữ như anh, cũng coi được là đàn ông sao? Hòa lạc lên nói xong, liền đưa nắm đấm nhằm thẳng vào mặt của hàn tử ngang. Bốp một tiếng, Tựa như tiếng sấm lúc trời chuyển đông tất cả những người có mặt trong lớp đều tự động quay về phía cổ hoa lạc lê đôi mắt của ai cũng mở to còn miệng thì há rộng thành hình chữ o không khí im lặng hoàn toàn không có một tiếng động nào cứ như cả thế giới này đã ngừng hoạt động vậy cuối cùng trong lúc cả lớp còn đang sững sờ hoa lạc lê là người tình lại đầu tiên cô nhanh chóng kéo theo lộ lộ mà chạy trốn bóng của hai kẻ đầu tàu thành công thấp thoáng ở phía cửa sau. Mọi người trong lớp cũng sực tỉnh, đồng loạt hét lên. Ôi trời ạ, cờ hậu đậu hoa lạc lê ngày hôm nay ăn phải quang hùng, lại có thể dám tắt hoàng tử ngang của chúng ta. Trời ạ, thật đúng là khủng khiếp mà. Hoa lạc lê nắm ta chặt tay của lộ lộ, hai người cùng chạy như điên về phía trước, chạy qua hồ thiên Nga, chạy qua những lâu đài cao chát phát, chạy qua vườn hoa, chạy qua rừng rầm. Phong cảnh trên đường rất đẹp nhưng cô không có tâm trạng để ngắm nhìn bởi vì phía sau có rất nhiều người truy đuổi để mà lấy mạng họ lặng lẽ à tớ thật sự là không chạy nổi nữa rồi tớ mệt chết mất bụng lại còn đói nữa lộ lộ thơ hồn hình bàn tay giữa chặt cái bụng đang trồi lên sụt xuống theo nhịp hơi thở cất giọng đứt quãng không được không được phép bỏ cuộc lộ lộ à phải cố gắng lên chúng ta sắp tới cổng trường rồi chúng ta đã chạy hơn một tiếng rồi chúng ta sắp thoát rồi hãy cô thêm một chút nữa đi. Hòa lạc lên lo lắng nói. Cô cũng không chạy nổi nữa rồi, nhưng không thể nào bỏ cuộc vào lúc này được. Dừng lại chính là tự nộp mạng cho thần chết đó nha. Người cô vừa mới đánh, không phải là người thường mà chính là hàn tử ngang, ác ma đại vương của học viện này. Một khi anh chàng nhìn thì tuấn tú nhưng lại là một phần tử khủng bố, thậm chí là trung khủng bố. Mà dù cô cũng thật là đen đuổi, vô phúc đụng ngay một quả bom hẹn giờ này bất cứ lúc nào cũng có thể bị nón nổ cho tan sắc Hàn Tử Hiên lúc này đang biểu diễn vĩ cầm ở trong hội trường của khoa âm nhạc. Nghe tin đồn, lông mày của anh cao lại càng thêm nghiêm trọng, vội vàng lấy vào áo rồi nhanh chóng rời khỏi hội trường. Hội trường khoa âm nhạc lúc ấy chỉ có Kim Sào Tuệ và Hàn Tử Hiên đang cùng luyện tập cho cuộc thi hòa tấu âm nhạc sắp tới. Kim Sào Tuệ nhìn vẻ mặt bất an của anh, đoán ngay là đã xảy ra chuyện lập tức đi tìm hàn ân châu hai người lại sử dụng một lần nữa chiêu thức cũ chính là bí mật thao dõi hoa lạc lê và trương lộ lộ đang chạy tháo thân trên đường cửa chính không thể đi qua bởi vì nó đang đóng chặt mặc dù còn lại sáu cửa phụ nhỏ nhưng chắc giờ này nó cũng đã bị đám người kia canh giữ nhưng mà không sao cả hoa lạc lê nghĩ tới một lối bí mật ở hoa phiên sau học viện mà cô phát hiện trong thời gian trồng hoa hồng đây gọi là đạo lý trời con tuyệt đường sống của ai cả. Vừa rẽ qua cây cầu bắc ngang hồ, Hoa Lạc Lê đã nhìn thấy chiếc xe Ron Rossi xanh đang đỗ ở phía trước. Hàn Tử Hiên đang đứng dựa vào thân xe, nhìn cô mỉm cười rồi cất tiếng nói. Xe mời, lên có xe bị ngô dạo quay một lát, có được hay không? Lúc ba người lên xe, Hàn Ấn Châu và Kim xào tệ vội vàng bỏ máy quay xuống. Tại nhà hàng Tây sang trọng, lúc mới bước vào cửa, Thực cách đều quay lại nhìn ba người bọn họ. Thực tế người được chú ý nhất chính là Hàn Tử Hiên. Các em thích ăn gì? Thì cứ gọi nhé. Hàn Tử Hiên mỉm cười nói với hai người. Lộ lộ đương nhiên là không một chút khách khí. Kê ra một bảng, các danh sách món ăn thật là dài. Hàn Tử Hiên đưa mắt nhìn Hoa Lạc Lê, ra dấu hỏi cô thích ăn gì. Hoa Lạc Lê giật mình phát hiện, từ nãy đến giờ tâm hồn của cô đang lang thang đến tận nơi đâu. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người xung quanh đều hướng về chỗ của bọn họ, cô cảm thấy không vui chút nào cả. Anh hẳn từ Hiên sinh ra, đã chính là một chiếc thấu kính rồi. Bao nhiêu ánh sáng thì đều bị hút vào trong đó hết. Ở bên cạnh anh, dù nhỏ như một con kiến, cũng sẽ bị phóng to trở thành con voi, mà trở thành tiêu điểm cho mọi người xăm soi. Em không đói. Hoa Lạc Lê nói khẽ, lộ lộ gọi bao nhiêu món thực sự đã quá nhiều rồi. Đợi lát nữa lộ lộ ăn không hết thì cô sẽ ăn tiếp một bữa ăn này có lẽ còn đắt hơn cả ba tháng tiền ăn của cô một bữa ăn ăn bằng ba tháng không đói thì cô cố gắng ăn một chút đi hàn tử hiên đầy thực đơn về phiếu của cô nói rất khoát vậy thì món này hoa lạc lê chia vào một món ăn nhẹ được trên bày rất là đẹp trên thực đơn viết là trí mắt xô món ăn của thần thánh hàn tử hiên cũng gọi món rồi đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại Lạc Lê à, cậu gọi trên Mát Sô sao? Lộ lộ trận mắt nhìn cô hỏi. Ừ, Trê Mát Sô chính là món đắt nhất ở đây đó. Lạc Lê à, cậu thật đúng là có con mắt tinh đời nhỏ đó nha. Tôi quên mất không gọi món đó. Đó chính là món bánh trắng miệng của Ý. Nguyên liệu nhập hàng ngoại hoàn toàn, mà hương vị cũng rất là đặc biệt. Là món ăn đắt nhất của nhà hàng này đó. Lộ lộ nói xong lại cúi đầu tiếp tục mà ăn. Hàn Tử Hiên từ lúc ngoài đi vào Đúng lúc Hoa Lạc Lê đang quấy đầu nhìn vào món bánh Chimatsu đang đặt ở trên bàn Thực sự là một chiếc bánh rất đẹp Được đặt trong địa sứ cao cấp Xung quanh bày dây tâu đỏ hồng Bơ màu vàng Còn thêm một ít rau xanh Chimatsu Làm chủ yếu từ pho mắt của ý Cho thêm một chút cà phê Hương vị rất là tuyệt Hàn từ hiên giới thiệu thêm Phía bàn của lộ lộ đặt đầy thức ăn Hoa Lạc Lê căn bàn là bị kẹt cứng Ở bên cạnh Thêm nữa lộ lộ còn đang dùng khều tay cùng để ăn uống một cách tự nhiên, khiến cho Hoa Lạc Lê không thể nào nhúc nhích nổi để mà thưởng thức món bánh này. Lạc Lê à, em qua đây đi. Hàn Tử Hiên mỉm cười chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh mình. Hoa Lạc Lê đứng dậy, cầm dĩa bánh lên chuyển sang bên cạnh Hàn Tử Hiên. Khi đang đi, thì bị một người từ phía sau vô tình va vải. Kết quả trang một tiếng, chiếc bánh ngọt trên tay úp thẳng vào khuôn mặt tuấn tú của Hàn Tử Hiên. Hoa Lạc Lê tái xanh cả mặt, cả nhà hàng vô cùng náo động, Lần trước cổ đổ vào Hàn Tử ngang Lần này lại đổ trúng vào Hàn Tử Hiên Cũng may Hàn Tử Hiên đã sớm đưa tay ra che mặt Những ngón tay thanh tú của anh vẫn bị dính bẩn Hoa lạc lê dùng khăn giấy giúp anh lau tay Miệng không ngừng nói lời xin lỗi Có vẻ là rất ngon Mũi của anh còn người thấy cả hương cà phê nữa Hàn Tử Hiên lại gọi thêm một đĩa trên mắt nữa Anh Tử Hiên à Em... em thật là xin lỗi Hoa lạc lê à Em có biết trên mắt biểu thị cho điều gì không? Hàn Tử Hiền không muốn nhắc đến sự việc ấy, nên khéo léo chuyển hướng câu chuyện. Vừa rồi là có người cố ý để hoa lạc lê. Nếu như anh không nhầm, thì người đó cũng là nữ sinh của học viện. Em không biết, nhưng nghe tên gọi này thì rất là hay. Thật sự thì cũng rất khó để mà dẫn giải. Trên mắt dù được làm thủ công bằng tay. Thành phần chính là bánh quy dài như là ngón tay. Chiếc bánh này sẽ được nhúng vào cà phê loại đậm. Tốt nhất chính là Epesco của Ý rồi sau đó xếp chồng lên nhau thành từng lớp. Bên ngoài phủ một lớp kem cùng có lòng đỏ trứng, kem phô mai, cùng với một chút rượu rung. Cuối cùng phủ lên mặt một lớp bột ca cao để trang trí và tăng hương vị. Món bánh trắng biển này thường được những người yêu thích tự do lựa chọn. Có nhiều người thích chọn vị trái cây. Khi ăn vị ngọt sẽ tan chảy trong miệng. Có cảm giác như một lại hương vị của gia đình vậy. Hàn Tử Hiên vừa lắc nhẹ ly dâm banh trên tay và nói. Rượu trong ly sóng sánh tạo thành một làn sóng màu xanh mặt trời phản chiếu làn sóng xanh ấy trên khuôn mặt tân tú của anh anh Masu sẽ cảm thấy được hương vị của gia đình thật sao hoa lạc lê hiếu kỳ mà hoa lại đối với cảm giác gia đình thì cô có lẽ là người nhạy cảm nhất bởi vì từ nhỏ cô đã lớn lên trong một gia đình thiếu vắng cha cho nên tương đối xa lạ với hương vị một gia đình hoàn chỉnh lúc đầu món này có hương vị của tình yêu nam nữ truyền thuyết cổ ý kể rằng jimassu có nguồn gốc từ chiến tranh một anh lính trên đường nhập ngũ. Anh ta phải tổng quân ngay trong đêm. Trong nhà lúc đó không có đồ gì cho anh ta mang theo làm lương khô cả. Người vợ bởi vì chồng yêu đã xoay sở đủ cách, cố gắng chuẩn bị cho anh ta có một chút thức ăn đi đường. Cô ấy đã lấy tất cả bánh quy, bánh mì pha mát còn lại ở trong nhà, làm thành một chiếc bánh ngọt. Loại bánh ấy sau này được gọi là chế mắt su. Là tên thời của con gái, người vợ, tưởng nhớ người đã làm ra nó. Chiếc bánh người vợ làm cho chồng lúc đó tuy chỉ rằng một món ăn đơn giản, nhưng nó lại ẩn chứa tình yêu sâu sắc, sự quan tâm và hy sinh của người vợ đó. Vì vậy, Trí mắt mang theo thông điệp chính là nhớ tới em. Nếu như em thích một ai đó, chắc chắn em sẽ muốn anh ta dù đi đến nơi chân trời góc bể cũng sẽ không thôi nhớ về em. Cho nên, Trumasu còn có hàm nghĩa là mang theo em. Thứ mang theo ấy, đương nhiên sẽ không chỉ là vị ngọt của miếng bánh, mà còn có cả tình yêu và hạnh phúc nữa cùng với hy vọng sẽ giữ mãi những khoảnh khắc hạnh phúc chiếc bánh còn có một ý nghĩa là ở bên em hàn từ hiên chậm rãi cất lời giải thích ba người cùng nhìn vào chiếc bánh nhỏ bé được đặt ở trên bàn hàm ý của chiếc bánh thật đúng là sâu sắc khiến cho người ta khâm phục nhớ tôi em mang theo em ở bên em em rất thích những thông điệp này cảm giác có chút hư hỏng táo bạo mà không rõ ràng em thấy rất là hay sau này em sẽ cố gắng làm thường một chiếc Hoa Lạc Lê nói xong thì giật nảy mình, miếng bánh vừa vào miệng thì đã ngọt, lan thẳng đến trái tim. Làm bánh này tặng cho người mình yêu, bởi vì nó có hương vị tình yêu, hương vị gia đình. Hoa Lạc Lê lén đưa mắt nhìn sang hàn tử hiên, phát hiện anh cũng đang trao cho cô một cái nhìn trở mến. Sáng sớm hôm sau, toàn học viện như bị một trận cuồng đại hồng thủy quét qua, từng đợt sóng dữ cuồn cuộn dâng lên, bản tin của học viện sán đầy hình ảnh của Hoa Lạc Lê. Học sinh trong trường, bất kể là nam hay nữ đều nhất định đòi đuổi Hoa Lạc Lê ra khỏi học viện. Bất kể là nửa đêm, Hoa Lạc Lê bị toàn bộ nữ sinh trong ký túc xá học viện túm ra mà đuổi khỏi phòng. Dưới ánh đèn vàng, những lời châm biếm nhạo báng, những tiếng cười tiếng la ó của đám đông giống như ngàn vạn mũi dao cớ vào da thịt của Hoa Lạc Lê khiến cho cô vô cùng đau đớn. Cô ghét nhất là bị người khác gọi là đồ con cha con mẹ. Hoa lạc lê ra ra tay ở trên mặt mà ngẩng cao đầu. Đôi mắt sáng như sao, nhìn thẳng vào Hàn Ân Châu và Kim Sảo tệ, giọng giặc nói. Hai người thiếu tự tin đến như vậy sao? Hai người xuất thân cao quý, mà lại sợ không thắng nổi một nhà đồ bình thường như tôi sao? Tất cả những việc các người làm với tôi ngày hôm nay, một lần đã chứng minh rằng hai người thiếu tự tin, sợ mình không đủ sức lôi cuốn đối với hoàng tử của trường chúng ta. Các người không cần phải phí thời gian để thương hại tôi. Thời gian ấy dùng để tự thương bản thân mình đi nói tôi không tu dưỡng bản thân. Vậy tại sao các người lại không tự biết mà nâng cao chỉ số hấp dẫn của mình, sau đó đi mà mê hoặc hoàng tử của các người chứ? Đây mới là việc mà các người nên làm, chứ không phải là tụ tập một đám rầy nhặng, không có não mà vo ve quanh tôi. Hòa lạc lê đứng thẳng người, nói một mạch còn một chút e sợ. Kim xảo tuệ và hàn ân châu, không ngờ nhiều người như vậy mà không trấn áp nổi một mình hoa lạc lê, ngược lại càng giúp cho cô tăng thêm khí thế hai người bọn họ cũng không ngờ hoa lạc lê có phải phản bát sắc sảo và hùng hồn như vậy kim sao tuệ quyết định phải để cho mọi người dạy hoa lạc lê một bài học cô ta lập tức liếc ánh mắt sắc như sao về phía hàn ân châu ra hiệu cho hàn ân châu tiến hành hành động diệt cỏ tận cốc hàn ân châu lập tức hiểu ý mà cất tiếng hét to tạo phản à đúng là tạo phản thật rồi mọi người mau mau đánh cô ta một trận để xem cô ta còn có thể cái lĩ nữa hay không thật đúng là đồ không biết xấu hổ mà. Các nữ sinh nghe xong, liền xông về phía của hoa lạc lê. Khi thế ảo ảo tự như là thác đồ. Người mang theo chuỗi người cầm theo gậy, người mang theo ghế. Nhất quyết đánh cho hoa lạc lê một trận. Đột nhiên từ xa vọng lên tiếng quát. Dừng tay lại. Các cô gái tự động dẹp đường, đề hàn từ ngăn tiến vào. Đi cùng có anh, là một đám tỷ tùng theo sau. Hoa lạc lê bây giờ là bạn gái của tôi, Ai dám động đến cô ấy, tức là kẻ thù của tôi. Hàn Tờ Ngang lạnh lùng nói. Thật sự Hàn Tờ Ngang cũng không biết vì sao lại muốn giúp đỡ Hoa Lạc Lê. Chỉ là lúc nghe thấy bọn họ nói muốn cùng đánh cô. Anh lập tức cảm thấy trong lòng rất là khó chịu. Cảm giác giống như không muốn nhìn thấy con búp bê của mình bị người ta rất rào sạt sắc Anh cũng không biết vì sao mình lại thích Hoa Lạc Lê. Có lẽ vì anh không phục cô, dù hết lần này đến lần khác bị anh đuổi ra khỏi trường nhưng vẫn không chịu từ bỏ mà kiên cường bám trụ lại. Cũng có lẽ từ nhỏ đến lớn, chỉ có hoa lạc lê là trông giống với con búp bê mà anh yêu quý nhất. Hoặc cũng có thể là vì trong nhà anh, ông bà bố mẹ đều nâng niu chiều chuộng anh, khiến anh trở nên ngạo mạn. Nhưng bất ngờ, đến một ngày cô nữ sinh nhỏ bé này lại dám đứng lên lớn tiếng mà mắng anh, rằng dài đạo lý cho anh, lại còn dám đánh anh một trận, đã thực sự khiến anh cảm thấy thú vị. Các nữ sinh đều nhìn về phía hàn tử ngang Ánh mắt tràn đầy sợ hãi Bởi vì không ai dám chống lại anh cả Anh chính là quý tử của chủ tịch học viện này Nếu muốn chống lại anh Thì hãy tự động xin nghỉ học trước Hàn ân châu và kem xà tuệ Cũng đành phải nghiến răng nghiến lợi để mà xuống nước Lạc đây à Tối ngày mai nhà anh có vũ hội hỏa trăng Đến lúc đó sẽ có người đến đón em Hàn tử ngang nói xong Thì bèn cùng với đám người của mình ngang nhiên bước đi Hoa lạc lê giật giật khóe miệng. Hôm nay xem ra trời đất đào lộn rồi. Ác quỷ hàn tử ngang tự nhiên đổi tính rồi ư. Xe công và là cô đang nằm mơ chứ. Thật sự là thật hay là mơ đây. Cô trở thành bạn gái của hàn tử ngang từ lúc nào vậy? Liệu có phải tên xấu xa đó bị cô đánh trong một trận nên não có vấn đề rồi không? Đáng ra anh ta phải hận cô mới đúng chứ. Nhưng mà cô trở thành bạn gái của hàn tử ngang ư. Cô đâu có nhận lời của anh ta đâu. Cái tên hàn tử ngang đáng ghét này nhất định là đang chủ tâm phá hoại danh tiếng của cô. Phải làm thế nào bây giờ? Nếu như anh Tử Hiên biết chuyện này rồi, còn biết anh ấy có giống như đám nữ sinh kia, cho rằng là cô chủ động dụ dỗ hàn tử ngang nữa hay không? Thế giới này rốt cuộc là bị làm sao vậy? Thật sự là loạn hết lên cả rồi. Cô không muốn làm bạn gái của ác quỷ hàn tử ngang. Cô không muốn, nói như thế nào cũng là không muốn nha. Từ sáng đến chiều ngày hôm sau, trong học viện đầu đầu cũng có người chỉ trò cô nói xa nói gần, rất là những lời khó nghe. Nhưng không ai dám ra tay với cô cả, bởi vì bây giờ thân phận của cô đã khác, đáng giá hơn trước cấp cả trăm lần. Những nữ sinh nhà giàu trước đây vô cùng kinh bỉ cô, thì ngày hôm nay tự như ông tìm thấy mặt tất cả bù chung quanh cô, bởi vì muốn vào trong biệt thự của nhà chủ tịch học viện tham dự vũ hội hóa trang thì cần phải có người tiến cử. Ai cũng biết gia đình chủ tịch học viện chỉ có hai quý tử họ là một cặp song sinh anh tú phi phạm đặc biệt là người em thần đồng hàn tử hiên đẹp trai khỏi cần nói thanh lịch hoài nhã phong độ người người cho nên hết cơ hội với hàn tử ngang bọn họ vẫn còn có một cơ hội tốt hơn sau giờ học tại ký túc xa nữ nữ sinh vây quanh hoa lạc lê bọn họ như những con chim nhỏ chiếu tra chiếu bàn tán sôi nổi bên tai của hoa lạc lê bọn họ ra rất nịnh bợ, hy vọng được Hoa Lạc Lê cho đi cùng đến vũ hội hóa trăng. Nhưng Hoa Lạc Lê không muốn đi, càng không muốn mang theo đám nữ sinh kia, thật là phiền phức chết đi được. Hạ tự ngang đích thân công bố, cô là bạn gái, càng khiến cho cô cảm thấy khó xử. Một kẻ tùy tùng, mang trang phục xã hội, khiến cho những người chứng kiến đều phải kinh ngạc. Bộ trang phục xã hội này được đặt mua từ kinh đô thời trang Paris nước Pháp do đích thân trong phòng thiết kế của hãng tự tay vẽ mẫu. Cả thế giới này chỉ có một bộ. Hà Tử Ngang còn phải đến một cô giúp việc, vừa đuổi đám nữ sinh lắm chuyện tránh xa hoa lạc lê, lại còn vừa cung kính để mà giúp cô thay quần áo. Lúc hoa lạc lê bước xuống xe, bước đi trên thảm đỏ, thì xung quanh có bao nhiêu con mắt đều mở to hết cỡ để mà nhìn cô. Hoa lạc lê bắt ăn cắt tiếng hỏi lộ lộ ở bên cạnh. Này, mình mình xấu lắm sao? Khuôn mặt của bọn họ như vậy là có ý gì? Lộ lộ liều mạng xoa xa, xa lớp vải, hai mắt vòng lên như là kinh ký cầu. Không phải đâu Tiểu Lê à, bọn họ nhìn là bởi vì cậu quá mức xinh đẹp. Bộ đồ này thật đúng là đẹp, nhìn cậu cứ tự như là thiên thần vậy nha. Lộ lộ à, cậu sẽ không phải là đang đùa chứ. Hoa Lạc Lê quyết định bỏ rơi lộ lộ, tự mình đi tìm Tử Hiên, nói với anh ấy mình không phải là bạn gái của Hàn Tử Ngang. Hy vọng rằng anh ấy sẽ không hiểu lầm. Hiệp sĩ hoàng tử mà hoa lạc lê cô yêu không phải là một ai khác, chỉ có thể là hàn tử hiên. Hàn tử ngang tuân tú trong bộ âu phục cùng phong cách đứng đợi ngoài cửa. Anh nắm chặt tay của hoa lạc lê như sợ cô sẽ bỏ chạy giữa đường. Hoặc lạc lê trong đầu cố gắng nghĩ cách thoát khỏi sự kềm chế của anh, nhưng tay anh lại giống như một cọng kim sắt vô cùng chắc chắn. Cô đành phải cố gắng nặn ra nụ cười miễn cưỡng với những người xung quanh. Cảm mong Hàn Tử Hiên đừng có mặt ở đây vào lúc này. Sớm biến sẽ khiến người khác hiểu lầm như thế này. Thì có đánh chết, cô sẽ không đến đây nha. Ánh sáng đèn trộm lại rồi lại tách ra. Bóng người đi lại nhộn nhịp. Trong ánh sáng trộm lại, ánh mắt của Hoa Lạc Lê bắt gặp bóng hình của Hàn Tử Hiên. Bên cạnh anh như mọi khi, vẫn là có hai đại sứ giả hộ mệnh. Một là Kim Sảo Tuệ, hai là Hàn Ân Châu. Tối ngày bọn họ đều có trang điểm phục sức là vô cùng xinh đẹp và quý phái. Tối ngày hôm nay, Hàn Tử Hiền dường như là đẹp trai hơn hẳn tử ngang mấy phần vậy. Toàn thân của anh toàn ra một sức hút, vô cùng hiền hòa và đáng tin cậy. Hàn tử ngang lắc lắc, ly rượu nhỏ ở trong tay, nhìn theo tứ chất lòng đỏ tươi kẽ sóng sánh. Anh cao tay của hoa lạc lê, đôi môi anh đào dường như đang từ từ nở ra một nụ cười xanh mãnh. Đi nào, Chúng ta đi chào hỏi mọi người một chút. Không, tôi không muốn đi. Hoa Lạc Lê yếu ớt phản kháng. Sớm mọi gì cũng phải gặp mặt, không phải hay sao? Hoa Lạc Lê, anh đã nói rồi. Chỉ cần em mặc trên người bộ váy búp bê anh đã tặng, là đã thể hiện em đồng ý làm bạn gái của anh. Cái gì? Có chuyện này xảy ra sao? Làm sao tôi lại không biết được chứ? Không được, tôi phải lập tức đem nó trả lại cho anh. Hoa Lạc Lê trợn mắt. Cái độ ác quỷ này làm sao có thể quan hệ lâu dài được đây? Cô dám mà trả lại Tôi sẽ gom tặng giày thủy tinh cho cô nữa Giày thủy tinh? Cái gì chứ? Anh làm sao biết được chuyện hẹn ước giữa tôi và Hàn Tử Hiên Anh mau nói đi Làm thế nào mà anh biết được Hòa Lạc Lê bắt đầu cảm thấy hoang mang Vì sao lại như vậy Rõ ràng giải thủy tinh chính là ước hẹn từ nhỏ của cô cùng với Hàn Tử Hiên cơ mà Hòa Lạc Lê không tùy tiện nói bí mật này với người khác Ngay là với cả lộ lộ Cô cũng không hề hé răng nói một từ Vậy thì tại sao Hàn Tử Ngang lại biết được chứ? Tận đúng là lạ quá đi nha. Tôi biết, còn được nhiều chuyện hơn thế. Nói cho cô biết hoa lạc lê. Bởi vì cô nhìn giống với búp bê. Cho nên tôi quyết định, nếu như cô biểu hiện tốt, tôi sẽ xô nhận cô làm tân nương của tôi. Cô tốt nhất là nên ngoan ngoãn như là búp bê. Mãi mãi ở bên cạnh tôi đi. Hàn Tử Ngang vừa nói, vừa uống một hơi cạn sạch lê rượu vang nho. Này Hàn Tử Ngang, tôi cũng nói cho anh biết tôi mới không phải là búp bê của anh. Bây giờ không phải, sau này không phải, mãi mãi cũng là không phải. Thứ anh thích chỉ là một nô lệ ngoan ngoãn luôn vâng lời, nhưng mà tôi lại không phải. Tốt nhất anh nên mở to mắt để mà nhìn cho rõ. Tôi cảnh cáo anh, tốt nhất anh hãy tránh xa tôi ra. Nếu không tôi không bảo đảm, một ngày nào đó tay chân của tôi sẽ ngưỡng ngáy, không chừng sẽ đánh anh đi. Vừa nói, hoa lặng lê vừa ra ta lên trước mặt của anh để mà lắc lắc. Cô có dám đánh tôi ư? Tôi sẽ hôn cô trước mặt của mọi người Để xem ai lợi hại hơn ai Hàn từ ngăn nhéo tay cổ cô cất lời đe dạ. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy bọn họ thật sự thân thiết Nhưng thực sự hai người bọn họ là đang nhến chặt răng Hận là không thể kim đối phương xuống đất mà dần trong một trận Kim xào thuệ và Hàn ân châu trang điểm đẹp đẽ Quần mặt tươi cười nhẹ nhàng bước tới Đây chẳng phải là hoa lạc lê sao Mau qua đây chơi đi Hoa lạc lê khóe miệng sật sật Cô quyết định coi như là không thấy hai người bọn họ. Bọn họ và cô trở nên thân thiết như thế này từ bao giờ chứ? Hàn tử ngang lướt nhìn biểu hiện của Hoa lạc lê, lập tức thầy cô cất tiếng trả lời. "ta lợi xin lỗi. Tôi và Hoa lạc lê có biết hai cô sao? Làm ơn hãy tránh qua một bên đi. Nói rồi, Hàn tử ngang dắt tay của Hoa lạc lê đi qua giữa hai người. Kim Sảo thuệ cùng Hàn ân châu đứng đần mặt ra, khiến mấy cô nữ sinh đứng bên cạnh đó bật cười thầm. Hà Lạc Lê cũng phải khó khăn lắm mới có thể nhịn cười được. Sau khi đi khỏi tầm mắt của Hàn Ân Châu và Kim Sảo Tuệ, cô thật sự bật cười thành tiếng, đấm nhẹ một cái lên ngực của Hàn Tử Ngang. Đúng là buồn cười chết mất Hàn Tử Ngang. Không ngờ anh cũng có điểm đáng yêu như vậy nha. Anh thật sự là dễ thương đó. Nhìn về mặt lúc đó của hai người bọn họ, thật đúng là buồn cười mà. Hàn Tử Hiên được chủ tịch học viện, giao cho việc đứng ở cổng chào đón khách. Anh luôn quay đầu một cách vô thức quan sát nhất cười nhất động của Hoa Lạc Lê. Nhìn thấy cô cười vui vẻ như vậy, mà còn là cười với hẳn tưởng Ngang, trong lòng anh không khỏi cảm thấy mất mát. Đôi môi màu hoa anh đào của anh khẽ hiếp lại, đôi mắt như ngọc trai đen khẽ cụp xuống. Trong đáy mắt vùng một lớp sương mùa xài đặc, nhìn từ xa giống như một dòng sông không nhìn thấy đáy. Phải mau nghĩ cách cứu hoa lạc lê ra khỏi tay của anh trai, bởi vì từ nhỏ, anh đã chọn hoa lạc lê để làm vị hôn thê của mình rồi. Đúng anh đã sớm định như thế. Đôi mắt của anh lóe lên ý cười. Cuối cùng anh cũng đã nghĩ ra một cách hay. Vũ hội hóa trang bắt đầu. Mọi người đeo các loại mặt nạ, mặc quần áo hóa trang tự do mời bạn nhảy mà mình thích cùng khiêu vũ. Hàn tử ngang vẫn kẻ kẻ cảm chặt hoa lạc lê. Chặt đến mức hoa lạc lê không có cơ hội chạy đi tìm hàn tử hiên để mà nói chuyện với anh một câu. Cho dù hàn tử hiên ở rất gần, nhưng bởi vì có hàn tử ngang chắn giữa hai người bọn họ, nên Hoa Lạc Lê cảm thấy hai người bọn họ giống như là xa cách nghìn trùng vậy. Thưa quý vị, sắp đến 12 giờ rồi. Thời khắc dành cho những nụ hôn quân nhật sắp tới. Chúng tôi bắt đầu đếm ngực. Truyền thuyết nói nếu trong vũ hội hóa trang, bạn hôn người yêu, hai người sẽ từ đây được ở bên nhau hạnh phúc trọn đời. Cho nên mọi người hãy nắm chặt lấy cơ hội này. Hãy dành cho nhau những nụ hôn nồng cháy. Đèn của sân cấu được tắt bớt. Ánh sáng trở nên mờ ảo. Hoa lạc lê tin đập thình thịch. Đây là đang đùa kiểu gì vậy trời? Cô nhất định phải trốn khỏi đây mới được. Không thể bị người khác tùy tiện hôn trong bóng tối được. Nụ hôn đầu không thể tùy tiện mất đi được. Như thế thì thật là đáng tiếc nha. Đèn xung quanh sân khấu đều đã được tắt hết. Bóng tối vang lên tiếng là hết của mấy cô gái. Hoa lạc lê đầy hẳn tường ngang đang đứng bên cạnh một cái khá mạnh. Rồi sau đó ngồi xổm xuống, bám chặt vào mép phải của khăn trải bàn. Từng bước từng bước mỏ mẫm đi ra khỏi sân khấu người của cô túa ra mồ hôi. May mắn thay là chưa mất đi nụ hôn đầu đời. Nếu không khẳng định cô sẽ hối tiếc đến chết mất. Dưới cầm bàn trôi ra một người, giống như cô. Anh đưa tay ra chặn lên ngực của mình. Dưới ánh đèn vàng, mái tóc vàng của anh ánh lên từng sợi. Hương hoa sen trong hồ theo gió thoảng thoảng trong không khí. Vương vấn trước đầu mũi thật là dễ chịu. Hàn tuổi Hiên, có phải là anh không? Hoa lạc lê khẽ cất tiếng hỏi. Hàn Tử Hiên dịch chuyển lại cạnh bên cạnh cô. Trên người của cô tỏa ra hương hoa hồng nhẹ nhẹ, kích thích dây thần kinh của anh. Im lặng, đừng lên tiếng. Hàn Tử Hiên nói khẽ. Hoa Lạc Lê cũng gật đầu đồng ý. Có trời mới biết. Bên ngoài Hàn Ân Châu và Kim Sảo Tuệ đang vất vả tìm Hàn Tử Hiên như thế nào. Và bên trong, Hàn Tử Ngang đang bị mất dấu Hoa Lạc Lê cũng sắp nổi tiên Sắp tới thời điểm quan trọng, nhà đạo ấy lại dám đẩy anh một cái vào cô gái bên cạnh để trốn đi hại anh loay hoay một lúc lâu mà vẫn không thể nào thoát thân được. Trên sân khấu vũ hội, tiếng lá phát thanh đang đếm ngược. 8, 7. Tim cô Hoa lắc lê theo từng nhịp đếm bắt đầu thắt chặt lại. Hàn Tử Hiền ôm cô trong vòng tay rồi cúi thấp đầu. Trong hương sen thăng thẳng, đôi môi anh đào của anh nhẹ nhàng chạm xuống lằn môi mềm mại của cô. 3, 2, 1. Đã 12 giờ rồi. Chúc cho các đôi tình nhân sớm trở thành say quen nhưng đèn ở vũ hội vẫn không được thắp sáng trở lại. Như thế này là thế nào chứ? Hoa Lạc Lê, đi cùng với anh chứ. Hàn Tử Hiên thì thầm ở bên tay cô. Anh đã cắt cầu giao điện, nhưng chắc chỉ sau 5 phút, hệ thống điện sẽ được khôi phục, đèn sẽ lại sáng lên. Cho nên nội trong 5 phút này, anh nhất định phải mang được Hoa Lạc Lê rời khỏi vũ hội. Nhưng anh Tử Hiên, chúng ta sẽ đi đâu vậy? Chỉ cần đi theo anh là đã được rồi. Hàn Tử Hiên nắm chặt lấy cánh tay của Hoa Lạc Lê, từ từ tiến ra cổng, đúng lúc ánh đèn bật sáng trở lại. Bọn họ đã ra tới cổng của biệt thự. Hai người thờ phào nhẹ nhõm cùng nhìn nhau bật cười. Thật giống như một đôi uyên ương đang khổ sở tiền mà chạy trốn. Ai, cuối cùng cũng thoát ra được, có thể thờ phào được rồi. Hoa Lạc Lê hít thật sâu, luôn không kiếm mới mẻ. Hương hoa ở trong vườn dâng lên ngọt ngào. Đi dạo quanh đây một chút nhé. Anh cứ sợ làm em chán rồi. Em và anh trai của anh rất là thân có đúng không? Anh có nghe tin đồn về em? Hàn Tử Hiên kiên đáo nháy mắt, dừng lại thở không nói hết câu. Mỗi lúc không có, anh Tử Hiên à, anh ngàn vạn lần không được phép hiểu lầm đâu. Em và Hàn Tử Ngang thật sự không có quan hệ gì cả. Anh Tử Hiên, anh nhất định là phải tin em. Em chỉ là vận mạng không tốt, mới rơi vào miệng của tên ác quỷ đó. Thực sự là em rất đen đuổi đó. Hoa lạc lê đột ngột dừng lại, vô cùng bối rối vì dường như càng giải thích thì càng mơ hồ. Nếu như em thích anh trai anh Thì cũng có thể nói với anh một tiếng Hàn Tử Hiên buồn bã cúi đầu Nhưng đáy mắt rõ ràng là không thể nào che giấu hết được niềm vui Cái gì? Cái này em không có mà Anh Tử Hiên à Em thực sự không thích Hàn Tử Ngang Từ trước đến nay đều là không có Em xin thề với trời Hòa lạc lệ em từ nhỏ Chỉ thích Hàn Tử Hiên Trước đây đã thế mà sau này cũng thế Mãi mãi là như thế Anh nhất định phải tin em Những lời em nói đều là sự thật cả Hoa lạc lê giải thích cặn kẽ, khuôn mặt vô cùng lo lắng, thiếu chút nữa thì bật khóc. Nhưng mới vừa rồi, Hàn Tử Hiên nhìn Hoa lạc lê hết sức căng thẳng, lắp bá lắp bắp nói. Hàn Tử Hiên đưa tay quệt ngang trắng làm ra vẻ rất buồn, lại còn giống như là động tác lau nước mắt nữa. Hoa lạc lê thật sự không biết phải giải thích như thế nào, để mọi chuyện sáng tỏ. Cô lo lắng tiến lên phía trước một bước mà ôm lấy anh. Anh Tử Hiên à, em thật sự là thích anh, thật đó. Anh hãy tin em đi mà Thật sự từ nhỏ tới giờ Người em thầm mến yêu duy nhất chỉ có anh thôi Nước mắt lăn dài trên mặt của hoa lạc lê Chạy cào vào trong cổ áo của Hàn Tử Hiên Hàn Tử Hiên ngây người Vừa dĩ anh chị đi trêu đùa cô một chút Còn ngờ cô lại thân thiết đến thế Vẫn giống hệt như khi còn nhỏ Không bao giờ nghi ngờ là anh trêu chọc cô Hàn Tử Hiên đột nhiên không biết nên nói gì Chỉ ôm lấy cô Giữ chặt thân hình nhỏ bé của cô trong tay anh nhất định phải tin em nếu không nếu không em hoa lạc lê ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh nếu không em định làm gì chứ quan miệng của hàn từ hiên cong lên thành một nụ cười nụ cười đó nơi nhẹ nhàng nửa cương chiều cô lập tức kiễng chân lên kiên quyết tiến về phía trước nhìn chằm chằm vào đôi môi hoa anh đào đang nở như mưa của anh sau đó cắn xuống không hề thương tiếc dường như hoa lạc lê bỗng phát sắc ra điều gì Khuôn mặt của cô, cô tự nhiên đào ứng Cô choáng váng Vì để anh hiểu rõ lòng của mình mà cô đã chủ động hôn anh Hai má của Hàn Tử Hiên cũng dần dần ửng hồng Bất kể sau này ra sao Anh cũng phải tự mình thay đổi vận mệnh của mình Thay đổi vận mệnh gia tộc của mình Anh vô cùng yêu Hoa Lạc Lê Nhưng cũng chính vì vô cùng yêu cô Nên anh lại càng cảm thấy lo lắng nhiều hơn Anh muốn gạt bỏ tất cả những chuyện phiền não ấy ra coi đầu Để được chìm đắm trong hạnh phúc vào lúc này đây nắm lấy tay của cô, cùng nhau ra khỏi cổng, cùng nhau bước đi, bên nhau mãi mãi. Buổi chiều sau giờ học, mặt trời ngà dần về phía chân trời phía tây, hòa lạc lê trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Ngày nào cũng được gặp mặt hàn tời hiên trong viện, cô cảm thấy rất là vui mừng. Sớm nay cô vừa cắt tặng anh 166 bông hồng. Thời gian trôi qua thật là nhanh, bây giờ trong phần hồng chỉ còn lại tổng cộng là 900 bông. Thật đúng là quá mức hạnh phúc Khoảng thời gian tới Con số 999 bông hồng càng ngày càng ngắn 999 bông hồng Biểu thị cả đời cắn bó Bên nhau mãi mãi Hoa lạc lê mơ màng mỉm cười Mới bước được một chân vào cổng trường Thì đã bị một đám nam sinh ngoài trường vây chặt Bọn họ đưa cô tới một nơi xa vườn trường Kim xào tuệ và hàn ân châu Đang nấp bên cạnh để mà nhìn trộm Các người Các người muốn làm gì Hoa lạc lê lùi dần từng bước Kim xảo tuệ nấp ở bên cạnh Vẻ mặt hiện lên đây đắc ý Được lắm Ai bảo cô dám đi sổ sổ hàn tử Hàn tử hiên của bọn họ Thật sự là tự tìm đường vào chỗ chết mà Mời mấy năm sinh Trường ngoài vây quanh xôn hoa lạc lê vào góc tường bao Một tên trong số đó Lấy ra một con dao sáng lắng Lệnh lùng quét qua gương mặt của hoa lạc lê Rồi cất tiếng Ta nghe nói mặt của mày rất dày Có thể cùng lúc sổ sổ được hai năm sinh cho nên chúng tao rất là hiếu kỳ, muốn dùng con dao này để rạch thử xem mặt của mày có thể dày đến độ nào. Mày đã xem như thế có được hay không hả? Nhìn thấy con dao sắc lạnh, sáng lá ránh nắng mặt trời hơi hơi trước mắt của mình, mặt cổ hoa lặng lê lập tức tái xanh. Bọn họ bất lương thấy vậy thì cũng cùng bật cười. Được đó, xem thử xem có dày như xa lợn hay không. Rạch một đường thì sẽ biết ngay thôi. Thật đúng là đồ con gái không biết xấu hổ mà dù trông cũng rất dễ thương nhưng nhân phẩm quá mức vô liêm sỉ cho nên bọn tao phải thay trời hành động đại diện cho công lý mà trừng phạt mày bọn chúng mồm mau miệng mười tranh nhau nói hoa lạc lê mím chặt môi đầu căng thẳng phân tích tình huống Cần nhắc lợi hại cô đột nhiên cười lớn các mày nói tôi vô liêm sỉ tôi nghe thấy cảm giác thật là được cười nhá tôi thì lại thấy rằng bản thân các người tự vũ ngực xưng là nam nhi đại trượng phu nhưng lại tay dao thay búa đe dọa một nữ sinh yếu ớt trong tay không có gì mới là hành động đáng buồn cười và lơ vô liêm xì nhất nhiều như nói ỷ lớn ức hiếp bé ỷ mạnh ức hiếp yếu chính là hành động chính nghĩa của mọi người vậy thì tôi khuyên các người nên đến thăm những tù nhân đang thụ án ở trong nhà tù của sở cảnh sát để chứng kiến xem hoàn cảnh cuốn đốn của bọn họ hiện nay như thế nào những gì mà các người làm chính là những gì mà bọn họ đã làm trước đây bọn họ chính là lời cảnh tỉnh cho các người đó cho dù các người không ngại lãng phí tuổi xuân của mình thì cũng nên nghĩ cho bố mẹ các người một chút đi. Tiểu nhà đầu này, là đang hót đình tình cái gì thế hả? Tên cầm đầu bắt đầu sao động. Nói thật, cho dù bọn họ tự khoe mình là nam tử hán, nhưng trước đây đánh nhau toàn là đám con trai, chưa từng xuống tay với đám con gái. Làm thằng đàn ông mà đi đánh phụ nữ thì thật là không đáng mặt. Cô ta thật đúng là lợi hại. Giả phạt như vậy, thảo nào có thể lừa được cả hai hoàng tử. Đồ là đảo. Mọi người nghe lời của cô ta. Cẩn thận bắt mưu của cô ta đó. Hàn Ân Châu và Kim Sảo Tuệ ở phía sau nói về nam sinh được cờ làm liên lạc. Nhắc nhở đám nam sinh kia đừng nghe lời của Hoa Lạc Lê. Tôi nghĩ đối phó với phụ nữ, không dễ dàng đối phó với nam giới đâu. Còn biết từ lúc nào thì Hàn Tử Hiền đã đứng sau lưng của bọn họ. Đám nam sinh nghe thấy giọng, nam nhẹ nhàng vang lên bên tay. Từ phía sau thì chợt sững người lạnh. Họ nhìn thấy một nam sinh tuấn tú thanh lịch, không biết đã đứng đó từ bao giờ cho dù về bề ngoài có vẻ hào hoa phong nhã, nhưng bên trong lại tràn đầy khí phách nam nhi. Đôi mắt với hai con người đen láy như là hồ nước mùa xuân có thể soi thấu tâm hồn của bọn họ. Hàn Tử Hiên, đây chính là hoàng tử trong truyền thuyết của học viện sao? Đám nam sinh trong đó có người nhận ra Hàn Tử Hiên tỉ hét toán lên. Cái gì chứ? Hàn Tử Hiên tại sao lại đến đây vào lúc này? Hàn Ân Châu và Kim xảo Tuệ đang ở chỗ nấp, Nghe thế vậy cũng lo lắng Đến tất cảm mồ hôi hột Làm sao lại có thể may mắn như thế Hàn Từ Hiên có mặt thật là đúng lúc Kỳ thực hàng ngày Sau khi hoa lạc lê mang hoa hồng tặng anh Anh đều lặng lẽ đi theo sau cô Ngắm nhìn cô từ xa để mà bảo vệ Ý tưởng lãng mạn của cô Anh không muốn làm hỏng Anh định đợi đến khi nhận được 999 bông hồng Đợi sau khi anh nhận được Giải đáp của bệnh viện Anh sẽ tìm gặp bố Để bày tỏ ý định cầu hôn hoa lạc lê hàn tử hiên bước lên đưa hoa lạc lê thoát khỏi vòng vây của đám nam sinh kia anh giữ chặt lấy tay của cô hai người dắt tay nhau chạy trên con đường hai bên trồng đầy hoa tử vi cánh hoa tử vi bay đầy trời thao gió xoay tròn trên không trung tạo nên những vũ điệu tràn đầy màu sắc gương hoa tràn ngập cả không gian hàn tử hiên quay lại bắt gặp hoa lạc lê đang mỉm cười ngọt ngào ngoài cách chạy thẳng về phía trước thì bọn họ không có lựa chọn nào khác cả và cũng bởi sợ mất nhau nên mới cảm thấy quý trọng giây phút ở bên nhau tử hiền hy vọng có thể dắt tay cô cùng chạy mãi chạy mãi chạy cho đến khi trời hoang đất trống cho đến khi biển cạn đá mòn hàn tử hiền hai mắt ươn ướt nhưng anh nhanh chóng kìm lại được đưa tay vuốt ve mái tóc của cô nếu có thể xin thượng đế thương tình cho anh thêm một chút thời gian anh sẽ thực sự quý trọng những giây phút vui vẻ bên cạnh hoa lạc lê những kỷ niệm mùa hè năm anh 9 tuổi luôn là mảnh hồi ức đẹp đẽ anh muốn mang theo ở bên cạnh mình. Trong hồi ức, Hoa Lạc Lê 8 tuổi là cái đuôi của anh. Cô ngoài mông kể cho anh nghe những câu chuyện cổ tích, rồi sau đó anh sẽ trêu chọc cô. Hàn Tử Hiên vô cùng mong muốn, thời gian có thể dừng lại ngay thời điểm đó, mãi mãi dừng lại ở đó. Như vậy thì cả đời này, anh sẽ vô cùng hạnh phúc. Hai người vui vẻ đuổi bắt, không hề chú ý nhìn xuống dưới chân. Ở đó có một cái bẫy phú đã được che kín, A à, một tiếng chấn động trời đất Hoa lạc lê không chú ý Bị thu xuống cái bẫy đã được phủ một lớp cỏ đặt trên mặt đất kia Hàn tử hiên cũng ngã xuống theo Xung quanh tối đen Mặt trời sân sân lặng xuống Ánh hoàng hôn trở nên mờ ảo Anh tử hiên à Làm sao anh lại nhảy xuống đây Thật đúng là ngốc Nhảy mạnh như thế anh có bị thương không Cái bẫy này quá nhỏ Hai người đứng sát vào nhau Hoa lạc lê nhỏ giọng đầy lo lắng nói Không sao cả Em có biết không Lúc nhìn thấy em ngã xuống là do anh quá mức lo lắng Nên cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều đã lao xuống theo Có khi em mắng anh ngốc Cho nên anh cũng trở thành gốc thật rồi Hàn Từ Hiên cười cười Quan sát xung quanh Vậy bây giờ chúng ta có nên kêu cứu không? Ban ngày Thợ săn chế tạo bẫy Để dành những động vật khá lớn Bẫy cũng không sâu lắm đâu Ở đây hoa cỏ phong phố chắc chắn sẽ có nhiều động vật ăn cỏ Động vật ăn cỏ Thì tất sẽ có động vật ăn thịt Đặt cái bẫy ở chỗ này thật là nhất cửa lưỡng tiện nguyên nhân là như vậy nhưng chúng ta làm sao có thể thoát khỏi nó đây không sao cả em bước lên tay anh anh sẽ kêu em lên đầu em lên rồi tìm người tới giúp anh như vậy có được không hoa lạc lê công nhẫn tâm trèo lên cánh tay của hẳn tử hiên yên tâm đi anh sẽ tính không sai đâu mau lên lạc lê em phải cố gắng lên may mắn là hoa lạc lê nhỏ trọng lượng công nặng đến mức làm hẳn tử hiên không thể đỡ được Hoa lạc lê vô cùng vất vả Cuối cùng thì cũng trèo lên mặt đất Trời đã tối rồi Cảnh vật xung quanh đã mờ mờ còn nhìn thấy rõ Trong khoảng trần này Hoa lạc lê không tìm được đường ra Một chút phương hướng cũng không xác định được Đứng ở trong rừng mặt trời đã lạnh. Mặt trăng ẩn sau lớp mây dày Thì thoảng mấy con vật nhỏ bất ngờ chạy vụt qua lạc lê Hoa lạc lê vô cùng sợ hãi Cô nghĩ hẳn tử hiền hãy còn dễ hố Nhất định anh còn sợ hơn cả cô Nghĩ đi nghĩ lại cô quay lại đến bên cạnh cái bẫy Bụt một tiếng lại nhảy xuống hố Lạc Lê à Làm sao em lại quay lại đây Hàn Từ Hiên lo lắng hỏi Em, em không làm được Em không thể nào để lại anh đây một mình Nếu như có chuyện gì em sẽ không thể tha thứ cho mình được Hoa Lạc Lê cúi đầu lý nhí nói Bầu trời tối đen xung quanh tĩnh lặng. Chỉ còn nghe tiếng gió sò sạc Như nước vốt về làn ra, Cảm giác thật là mới mẻ Nhưng mà lúc này Hoa Lạc Lê không còn cảm thấy sợ. Ngược lại cô cảm thấy rất là vui và hạnh phúc. Bởi vì anh Từ Hiên đang ở bên cạnh. Cô cúi đầu lén lén mà quan sát anh. Mà dù đã hết sức cẩn thận, ánh mắt ấy vẫn bị con mắt phía sau của anh phát hiện. Cô và anh cùng mắc kẹt trong một chiếc bẫy nhỏ, dài bị lún sâu trong đám đất bùn nhão. Hơi buồn bốc lên ngay ngái, nhưng không làm cho họ việc ngừng hít thở mùi hương hoa tử vi từ nơi xa đeo lại. Hoa lạc lê cúi đầu. Căng thẳng đến nỗi lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Đột nhiên cô muốn được mắc kẹt cùng anh tối nay. Trong cái bẫy này mà không cần phải thoát ra. Tận đáy lòng cô dù có một chút sợ hãi. Khi phải ở lại trốn rừng núi âm u trong đêm tối. Nhưng lại có một niềm vui âm thầm lan tỏa. Niềm vui được ở bên nhau. Em có sợ không? Ở đây tối đen, lại không thể quay về nhà được. Biết vậy, sao còn nhảy xuống chứ? Tiếng của hẳn tử hiền nhẹ nhàng, ấm áp truyền lại trong đêm tối. Giọng nói của anh giống như giọt sơ mai đậu ở trên lá trúc, lòng lành tinh khiết, làm cho hoa lạc lê, chỉ biết đứng người trong giây lát. Em, em cũng không biết nữa, chỉ là nghĩ một mình anh ở dưới đây, cho nên nhảy xuống, bởi vì em sợ anh sẽ cảm thấy mình thật là cô độc. Hoa lạc lê kẽ đem những suy nghĩ trong lòng của mình, nói với Hàn Tử Hiên, sau khi nói xong thì cô thở phào nhẹ nhõm. Hàn Tử Hiên quay đầu lại, Ánh mắt như nhìn xuyên qua màn đêm Giống như hai ngôi sao sớm ở trên bầu trời Cứ như vậy mà nhìn cô một lúc lâu Xung quanh quá mức yên lặng Yên lặng tới mức hoa lạc lê có thể nghe thấy Tiếng nhìn tim đập rộn ràng của mình Hơi thở ấm áp của mình Ánh trăng như nước chảy tràn trên mái tóc nhuộm vàng của Hàn Tử Hiên Như bao quanh đầu của anh một vầng hào quang của thiên thần Ánh trăng bao bạc cũng soi sáng khuôn mặt đẹp trai của anh Lông mi dày và dài uốn cong phòng cung đẹp đẽ tự như vành lễ liềm đang kẽ song sinh hàn tử hiền cả đêm không ngủ ôm chặt công chúa của anh ở trong vòng tay bình yên hạnh phúc chờ đợi đêm qua bình minh sẽ tới anh nhìn hoa lạc lê đột nhiên quay mắt trào sang một giọt lệ nóng bỏng Cơn sáng cùng cảnh đằng xa thấp thoáng hiện lên trong đám sương mù dài ngân hài rộng lớn trên bầu trời sáng rực bầy hàng ngàn ngôi sao như đang phát ra ánh sáng lấp lánh cảnh sắc vô cùng trắng lệ. Anh nhìn cô khẽ mỉm cười, nụ cười tự như hoa quỳnh nở rớt đêm khuya. Hàn từ Hiên vừa đầu vào mái tóc cô, tận hưởng mùi hương hoa hồng nhẹ nhàng thanh khiết, cất tiếng khe khẽ. Lạc lầy à, em có biết không? Nếu có một ngày anh không ở bên em, thì em đừng lo lắng. Trái tim anh vẫn đập vì em như lúc này, cho dù em không cảm nhận được nó. Ở một nơi nào đó, anh vẫn âm thầm quan sát em, dõi theo em cho đến mãi mãi. Trong lòng Hàn Tử Hiên chỉ có một tâm nguyện là nhanh chóng tìm ra liệu pháp để chữa trị tận gốc căn bệnh ấy. Trời sáng, sương còn chưa tan hết, người thợ săn đã vào rừng xem bẫy, thấy hai người mắc kẹt dưới hố thì vội vàng giải cứu. Trong học viện, hoa tử vi rụng đầy trên đất, tường rào mặt hồ, đường đi đều được bao phủ bởi một lớp cánh hoa, nhìn xa xa giống như một tấm thảm nhung tím vậy. Hoa Lạc Lê và Hàn Tử Hiên ngồi dựa vào nhau trên ban công tầng 3 để mà ngắm hoa tử vi. Hai người nhìn những cánh hoa tự do bay bay trước mắt, cùng nở ra một nụ cười ấm áp. Nụ cười ấy làm không gian xung quanh cũng trở nên ấm áp và tươi vui hơn. Hàn Tử Hiên đặt cây vĩ cầm ở bên cạnh. Ánh nắng vàng rực nhảy nhót đùa dẫn với những họa tiết tinh tế điêu khắc trên thân đàn. Em liệu có thể chạm vào nó một chút hay không? Hoa Lạc Lê thực sự mong muốn ánh mắt háo hức chờ đợi. Hàn Tử Hiên ngần ngơ trong chốc lát rồi khẽ cười. Không cần phải trình trọng như vậy đâu. Cho dù là nói như vậy, nhưng dường như chịu sự ảnh hưởng của hoa lạc lê. Động tác đỡ đàn của anh cũng hết sức nhẹ nhàng. Cứ như vật anh đưa lên tay không phải là cây vĩ cầm, mà là một chiếc nhẫn kiềm cường cầu hôn vậy. Hoa lạc lê có thích vĩ cầm không? Lạc lê mở to ánh mắt, sáng long lanh cắt đầu thành thực. Vì sao lại thích chứ? bởi vì đây là cây vĩ cầm mà anh Từ Hiên thích nhất. Hàn Từ Hiên nghe xong thì nắm chặt cây đàn. Thực sự anh có thể chơi dễ dàng một nốt nhạc khó ở trong bàn nhạc. Người khác học đàn mất 3 năm Chỉ còn anh chỉ cần 1 năm. Bởi vì ngoài khả năng trời phú, anh còn rất là nỗ lực. Anh biết, anh có một chút bài xích với vĩ cầm. Từ năm 2 tuổi anh đã bị ép phải luyện tập. Tuổi thơ tươi đẹp chỉ còn lại động tác kéo cưa. Anh biết âm nhạc phải hoàn hảo. Là tiếng nhạc đều vang lên từ tâm hồn. Âm nhạc của tâm hồn mới là thứ âm nhạc cao quý nhất của trời đất này. Em có muốn học không? Anh ngần đầu nhìn cô, sáng mắt cũng long lanh. Muốn, nhưng em có thể học không? Từ trước tới giờ, em chưa từng dám tự nghĩ tới. Bây giờ học có phải là đã quá mượn rồi hay không hả anh? Cô cúi đầu, thanh âm như gió thoảng qua tay. Nhưng niềm cao khát lại càng thêm mãnh liệt. Ta đúng là đồ ngốc. Chỉ cần anh thích thì lúc nào cũng có thể học được Nghĩ kỹ chưa Thật sự là muốn học sao Nhưng mà có một điều anh muốn nhắc nhở em Lạc Lê hãy nghe cho kỹ Vĩ cầm là nhạc cụ khó học nhất trên đời này Em cần phải chuẩn bị trước tâm lý đó Hoa Lạc Lê lướt tay Trên cây đàn vĩ cầm tinh xào Ánh mắt rạng rỡ lấp lánh Cô cũng hào hức mà gật đầu đáp lại Tích Em muốn học ạ à. Vậy thì được Chúng ta ngày bây giờ sẽ học luôn anh sẽ dạy cho em những kỹ thuật cơ bản. Đầu tiên chính là cách giữ dây đàn ở trên tay. Hàn Từ Hiên mở miệng nói, bàn tay làm mẫu cho cô quan sát. Anh đặt cây đàn lên bàn tay của cô, chỉ cho cô phải làm như thế nào. Giọng nói của anh ấm áp truyền tới tay cô, cùng với đó là mùi hương hoa sen thanh khiết. Mới sợi tóc dài của lạc lê bay qua, kẽ chạm vào khuôn mặt của anh, đưa đến mùi hương hoa hồng ngọt ngào. Anh nắm bàn tay của cô đang cầm đàn, dây đàn màu vàng tắm trong ánh nắng mặt trời, tạo ra những con sóng vàng rực. Ngày hôm nay, dạy em dây đầu tiên và dây cuối cùng. Sau khi tan học, đến phòng hòa nhạc tìm anh. Anh sẽ tặng cho em một cây đàn vĩ cầm. Tối về nhà tập đàn đúng vị trí trước đã. Ừ, cảm ơn anh Tử Hiên. Như vậy là em có thể có được cây vĩ cầm riêng của em sao? Hoa lạc lê vui sướng đến mức nói năng lộn xộn. Đúng là đồ ngốc, đương nhiên là có thể rồi. Hàn Tử Hiên đưa ánh mắt ra hiệu im lặng cho Hoa Lạc Lê, hai tay anh nhẹ nhàng đưa về phía cô, những ngón tay thanh tú sượt qua má cô, dường như có một luồng điện chạy qua khiến cho cô bất sắc đỏ mặt. Mùi hương hoa hồng quanh quẩn trước mũi của Hàn Tử Hiên, mặt của anh cũng dần dần đỏ lên. Hoa Lạc Lê chắc chắn không biết, chỉ còn ở cần ở gần cô, anh sẽ không thể nào kiểm soát được hành động của mình, chỉ muốn lập tức ôm cô vào lòng, giữ chặt cô trong vòng tay ấm áp mãi mãi không rời xa. Vụt một cái, đôi bướm đã nằm gọn trong lòng bàn tay của Hàn Tử Hiên. Anh mỉm cười tự mãn, đưa tay ra trước mặt của cô rồi từ từ mở ra. Dưới ánh nắng mặt trời, hai con bướm màu sắc sặc sỡ, đôi cánh đẹp mở rộng phẫy vẫy. Hai người bọn họ đợi đẫn mấy giây, ánh mắt dịch chuyển theo con bướm cùng nó bay lên, bay càng cao càng cao, giống như là đang bắt cầu vòng. Anh Tử Hiên à, anh còn nhớ trên mắt xô không? hoa lạc lê ngẩng đầu nhìn lên hỏi ánh mặt trời xuyên qua tán lá chiếu vào khuôn mặt quả táo đáng yêu của cô tạo thành một vào sáng màu hồng tràn đầy mê hoặc tất nhiên là còn nhớ anh còn nhớ em đã làm đồ nó lên mặt của anh nữa hàn Tử hiên tinh nghịch cười treo chọc hoa lạc lê làm sao anh lại nhớ chuyện đó chứ nhưng mà thôi quan trọng là sau khi về nhà em đã nghiên cứu cẩn thận tự tay em đã làm được trên mắt xu rồi thật sao em làm bắn cho ai ăn chứ Nhìn này, em đã mang theo nó đến đây rồi. Hoa lạc lê quê rung cả hàng mi cong cong, lấy cơm hộp ra, vừa mở nắp đã thấy hương cà phê thơm ngào ngạt dâng lên mũi. Chiếc bánh có ba tầng, xung quanh trang trí bằng hoa rất đẹp. Một tầng màu hồng, một tầng màu xanh dương, một tầng màu vàng nhạt. Lớp kem trên mặt kéo léo tạo thành hình của mặt người. Một nam sinh, một nữ sinh, hai người họ kề sát vào nhau, cùng cười dưới ánh nắng mặt trời. Dường như họ đang rất là hạnh phúc. Bên cạnh đó xếp mấy quả dâu tươi đỏ để mà làm nền Nam sinh và nữ sinh này là ai? Đôi mắt của Hàn tự nhiên bừng sáng hỏi Đoán không ra có đúng hay không? Hoa lạc lê khuôn mặt đỏ bừng ra vơ hoài lại Cô cũng có một chút xấu hổ Không muốn nói ra Hai quả dâu tay đó Là hai con heo của bọn họ nuôi sao? Hàn tự nhiên lại chọc cô Mới là không phải Là baby của bọn họ Hoa lạc lê thật thà chữa lại Baby ư? Ừ, sau khi bọn họ kết hôn thì liền sẽ sinh hai em bé Là sinh baby thật sao Mỗi năm một đứa Một đứa gọi là Tiểu Lê Một đứa gọi là Tiểu Hiên Hoa Lạc Lê vẫn chìm đắm trong mộng tình riêng của mình mà cất tiếng Vậy cha của chúng có phải tên Hàn Tử Hiên không Đúng thế, đúng thế nha Hoa Lạc Lê tiếp tục trả lời Còn một chút đề phòng Côi mặt vui vẻ tươi cười Chăm chú nhìn vào chiếc bánh Có cảm giác trong mắt của cô không ngừng bay ra những chiếc bóng bóng màu hồng Vậy thì mẹ của chúng tên là gì chứ? Hàn Tử Hiên cố nén cười mà hỏi tiếp. Đến lúc này, Hoa Lạc Lê mới ngừng đầu nhìn lên, phát hiện ánh mắt treo chọc của Hàn Tử Hiên, phát hiện mình vừa mới nói mớ thì vô cùng xấu hổ. Anh Tử Hiên, anh mau ăn đi, bánh trên mắt xô lạnh hết cả rồi kìa. Lần đầu tiên có người nghe nói là bánh ngọt bị lạnh, không phải càng ăn lạnh thì càng ngon sao? Em nói chẳng logic gì cả. Hoa Lạc Lê muốn mặt đất nhanh chóng nứt ra một cái khe, bảo cô trốn xuống đó. Cô vội vã cầm trên mắt xô nhét vào tay của Hàn Tử Hiên. Quần mặt đỏ đến tận mang tay rồi quay người luống cuống, bỏ chạy về lớp học. Hàn Tử Hiên cầm chiếc bánh trên tay mà cười rỗ rượi. Cô thật đúng là đáng yêu. Làm sao lại có thể đáng yêu đến mức đế chứ? Khiến cho người ta buồn cười. Anh nhìn chằm chằm vào hai quả rau tây trên miếng bánh. Ánh mắt bắt trước một kẻ mơ mộng của cô lúc nãy nói. Một năm sinh một đứa. Một đứa gọi là Tiểu Lê. Còn một đứa gọi là Tiểu Hiên. Hoa lạc Lê chạy vào lớp học, bàn tay chóng cầm vẫn chìm đắm trong trạng thái hạnh phúc mà không thể tự mình thoát ra. Ngoài cửa sổ có vài con bướm bài lượn, giống như là đôi cánh thiên thần, Tương cánh từng đôi tự do bài lượn trong gió vô cùng vui vẻ. Sau giờ học, trong phòng hòa nhạc, Hàn Tử Hiền tặng cho Hoa lạc lê một cây đàn vĩ cầm màu cam, thân đàn xinh xắn tinh xảo, ngay cả những dây đàn cũng được sơn màu cam, sáng loáng giống như ánh chấp đáng yêu. Lạc lê à, từ bây giờ anh sẽ nghiêm khắc chỉ dạy Em có sợ không? hàn Tử Hiên chớp mắt nhìn cô hỏi Em mới là không sợ Có thật không? Ừ, thầy nghiêm thì mới có trò dài được nha Lạc Lê à Em chính là học trò đầu tiên của anh đó hàn Tử Hiên nghiêm trang nói Ừ Hà Lạc Lê cũng rất là nghiêm trang Ngoài cửa sổ sáng rực Mặt trời ngà về phía tây Đường chân trời cũng rực sáng lên Bóng của hai người chồng lên nhau hai cây vĩ cầm trong ánh sáng hoàng hôn phản chiếu một thứ ánh sáng trái mắt hồ thiên nga tĩnh mịch còn thiên nga đen đang ngồi say bên mặt hồ bỏ quên ánh hoàng hôn rực rỡ mỗi ngày số hoa hồng hoa lạc lê tặng lại tăng lên hàn từ hiên viết nhật ký ghi lại những chuyện xảy ra trong ngày phần lớn đều là những việc liên quan đến hoa lạc lê từng dòng từng chữ đều là cảm nhận của anh kỳ ở bên cạnh cô sau khi Hàn Tường Ngang chính thức trở thành bạn cùng bàn với Hoa Lạc Lê, cô cảm thấy ngày tận thế của mình đang đến gần. Hàn Tường Ngang chính xác là một ác quỷ, hàng ngày rỗi việc chỉ biết bắt nạt cô, ăn ngữ phía cửa không cho cô đi ra ngoài. Hàn Tường Ngang muốn biến cô trở thành Phật sở hữu riêng của mình, không muốn cho cô đi ra ngoài. động một chút là ra lệnh cho cô không được làm cái này rồi lại không được làm cái kia. hơn nữa, anh còn đưa cho cô một chiếc điện thoại di động đời mới nhất bắt cô sử dụng để anh ta muốn gọi là đều phải nghe hầu như không có một chút riêng tư nào cả một chút do dự cô cũng không có động đoán hơn là anh ta mỗi ngày đều gửi cho cô một bộ váy búp bê tuyệt đẹp bắt cô phải mặc biến cô trở thành con búp bê xinh đẹp nhất ở bên cạnh anh ta hoa lạc lê có lúc nghĩ Hàn tử ngang ngỗ ngực cứng đầu cô chấp giống như một cậu bé con chỉ vì anh quá mức cô độc hàn tử hiền được chọn là đại diện của học viện tham gia cuộc thi âm nhạc của thành phố những ngày này anh phải thường xuyên cùng với kim xào tuệ hòa tập thực tế kim xào tuệ đã cố ý kéo dài thời gian luyện tập bởi vì cô ta muốn lợi dụng lý do luyện tập này để được một mình ở bên cạnh hàn tử hiên lâu hơn cô ta còn khéo léo điều hàn ân châu đi xử lý những nữ sinh khác mấy ngày nữa là đến lễ noel nhưng hàn tử hiên phải tới sự lễ khai mạc cuộc thi âm nhạc trong trung tâm thành phố hai tuần hai tuần này của hoa lạc lê trôi qua trong nhàm chán sau ba tuần dưới sự giáo dục của cô ác quỷ hàn tử ngăn giam hẳn tiếng xấu thái độ kiêu căng cũng biến thành hoài nhã nhưng cái gọi là cải biến và hoài nhã của anh ta cũng chỉ dành cho hoa lạc lê mà thôi bởi vì hoa lạc lê trước mặt anh đích thị là một cô gái có khuynh hướng bạo lực anh đương nhiên có lúc phải phục tùng một chút cẩn thận kèo lại bị đánh còn có một điểm quan trọng nữa là anh và hàn tử hiên bề ngoài giống nhau như đức một khi Hàn Tử Ngang hòa nhã, cô lên cho rằng là Hàn Tử Hiên đang ở bên cạnh mình. Cho nên có đôi khi trong lớp học, Hoa Lạc Lê ở phía ngực sáng, nhìn trộm Hàn Tử Ngang mà mỉm cười vô vơ. Kỳ thực cô cũng không ghét chuyện Hàn Tử Ngang trở thành bạn cùng bàn với cô. Nhưng chỉ có một nguyên nhân, anh ta chính là anh em song sinh với Hàn Tử Hiên. Khi nhìn thấy anh ta, cô có cảm giác Hàn Tử Hiên đang ở bên cạnh mình. Có thể là cô đã quá mức ích kỷ. Trong những ngày hàn thời hiên đi vắng, Hoa Lạc Lê đều tự mình kiên trì học kéo vĩ cầm. Sáng sớm trở dậy luyện tập, chưa ăn xong lại luyện tập, tôi đến học bài xong cũng luyện tập. Hàng ngày bất kể lúc nào, cứ có thời gian cô đều luyện tập không hề ngừng nghỉ. Hàng ngày, lúc Hoa Lạc Lê đứng bên cạnh ban công lộng gió của học viện luyện tập, đám nữ sinh trong trường liền giống như một bầy quả đen bu xung quanh cô chi chi trò trò. Từ khi cô bắt đầu luyện đàn, bọn họ chưa từng một ngày ngừng phá rối. Những lời chăm chọc ác ý giống như là nước thủy triều, không ngừng nhấn chìm sự nỗ lực luyện tập của Hoa Lạc Lê. Hoa Lạc Lê ngẩng đầu hít vào một hơi thật sâu, rồi tiếp tục nỗ lực kéo đàn, càng kéo càng vang. Những chuyện thị vi này cô sớm đã quen rồi. Bên ngoài đám đông, Hàn từ ngang đi tới. Mặt trời chiếu phía sau lưng anh. Bóng của anh ta đổ dài ở trên mặt đất. Đã nói xong chưa vậy hả? Nếu như xong rồi thì cầm mẹ lại cho tôi Anh ta lạnh lùng phăng ra một câu Quay người để lại phía sau đám nữ sinh còn đang ngơ ngác Trước bóng hình cứng ngắc cô độc và ngay ngang kia Đám nữ sinh sợ hãi Mặt cách không còn giọt máu Tự như chim vỡ tổ tan tắc Chảy ra tứ phía Hàn tử ngang một mình bước lên ban công Nhìn thấy hoa lạc lê người vươn thẳng xoay sờ trời vĩ cầm dường như không biết mệt Bóng của cô kéo dài trên nền gạch khiến anh ta có cảm giác rất là có tả không thể nói ra thành lời chỉ biết là cảm giác ấy rất mạnh ánh mặt trời như chiếc lồng vàng rực bao trùm lên cô Cái bóng dây nền đất dường như lại càng thẳng hơn và cứng cáp hơn trong lớp học hàn tường ngang bỗng nhiên quay sang ném cho hoa lạc lê một câu động tác cầm vĩ cầm của cô có một lỗi nhỏ hoa lạc lê trợn tròn mắt nhìn hàn tường ngang không dám tin sao anh ta có thể phân tích ngay cả một lỗi nhỏ của cô cơ chứ nhưng đúng là nếu Hàn Tử Hiên biết chơi vĩ cầm Thì không có lý do gì Hàn Tử Ngang cũng không biết cả Anh cũng biết chơi vĩ cầm ư Nhưng tại sao từ trước đến giờ Chưa hề thấy anh chơi qua một bản nhạc nào chứ Cô chờ từng thấy tôi chơi đàn Không có nghĩa là tôi không biết chơi Nhưng kể từ khi bố tôi quyết định Đem cây vĩ cầm của tổ tiên truyền giao cho cậu ta Thì tôi không phải học nó nữa Hàn Tử Ngang thô lỗ đáp lời Tên xấu xa này dường như không mấy hòa hợp với Hàn Tử Hiên Quan hệ như thế lại giống như hai anh em sinh đôi ư Tại sao lại lạnh lùng như vậy chứ Thật sự khiến cho người khác cảm thấy Giữa hai người bọn họ Giống như là có một bức tường gạch dày ngăn cách vậy Cái lỗi sai đó Cảm ơn anh đã chỉ ra cho tôi Bây giờ Cô có thể kéo tập một bài tương đối đơn giản Giai điệu hay xúc động lòng người Có thể khiến cô kéo dài không chán Hoa lạc lê quay đầu Nhìn chân chân vào hàn tường ngang còn mặt đẹp trai sợ ánh nắng trời chiều nghiêng nghiêng có một chút tinh tế sâu sắc. Nhưng sau khi nói xong câu đó, anh ta không hề mở miệng thêm một lần nữa, chăm chú nhìn lên bài học kỳ ở trên bảng. Vì sao anh ta tự nhiên lại trở nên im lặng như vậy cơ chứ? Hòa Lạc Lê có một chút không quen. Bình thường tên này rất là biết cách làm cho người khác mệt mỏi cơ mà. tan học, Hòa Lạc Lê chạy một mạch đến cầu Thiên Nga, ngắm đàn kiên Nga bình yên ngủ trong ánh hoàng hôn. Cô quan tâm nhất thời là con thiên nga đen bị phù phép Nhìn thấy trơ trọi một mình Không hiểu vì sao Trong lòng cô cô lại cảm thấy rất buồn Dưới ánh nắng hoàng hôn Một ngọn gió khẽ thổi qua mặt hồ Bảy thiên nga dập dành trên sóng Có một con thiên nga trắng xinh đẹp Cùng một con thiên nga vàng nhặt Bơi lại gần những con thiên nga đen Thiên nga đen có bạn sao? Hoa lạc lê căng mắt Nhìn vào mặt hồ màu xanh biếc Bà con thiên nga trộm lại với nhau anh anh em em thân mật rẻ lông chạm mò chào nhau rồi cùng nhau bơi lượn hoa lạc lê lấy vĩ cầm ra tiếp tục luyện đàn nhìn mấy con thiên nga trong hồ thì nét mặt giãn ra dễ chịu phong cảnh nơi nay thật là đẹp tự như là trốn thần tiên vậy ba giờ đêm trong ký túc sơ xa nữ tất cả đều chìm sâu vào trong giấc ngủ đột nhiên di động vang lên tiếng ngạc hoa lạc lê tiếp tục rúc sâu vào chăn ấm mà ngủ chiếc điện thoại di động này cũng là của Hàn Tử Ngăng. Anh ta không ngừng quấy nhiễu hoa lạc lê, không chỉ là lúc lên lớp, ngay cả thời gian nghỉ buổi tối của cô cũng đều bị chấm dụng. Chiếc điện thoại này giống hệt như đại nhân miệng to Hàn Tử Ngăng. Lúc không có chuyện gì thì không sao cả, nhưng một khi đã tham gia vào việc quấy nhiễu, thì sẽ không ngừng để mà kêu la. Cô bạn trông lộ lộ ngủ ở bên giường của hoa lạc lê, không thể nào chịu nổi nữa, từ khi Hàn Tường Ngang bắt ép Hoa Lạc Lê sử dụng chiếc di động đời mới, tất cả nữ sinh trong ký túc xá đều bị làm ồn đến mức phát điên. Bây giờ, đến bài hát ít nhất còn có em của Lâm Ước Liên. Nữ sinh trong ký túc xá có cảm giác cực kỳ chán ghét, lại còn thậm chí đổi nó thành tên âm thanh khủng khiếp khủng bố lúc nửa đêm nữa. Hoa Lạc Lê, con gái mà ngủ như là heo sữa. Có trời đột nhiên sập xuống thì chắc chắn vẫn ngủ như thường có khi bị đè chết rồi cũng chẳng biết ấy chứ đã thấy lúc ngủ lại còn đeo tai nghe trường lộ lộ trèo lên rừng của cô lại cho cô tỉnh lại nè hoa lạc lê mau mau tỉnh dậy đi có điện thoại di động của cậu lại kêu nữa cậu mà không mau dậy thì tất cả chúng tớ đều gặp rắc rối to đó cuối cùng lộ lộ chỉ còn cách là về nước vào mặt của hoa lạc lê gì thế có cháy sao hoa lạc lê mặt đầy nước ngồi bật dậy nói không phải là cháy mà lần tấn kinh bọn tớ đang bị tra tấn Tương trùng quỷ quái của cậu So với việc khiến người ta phát sốt còn kinh khủng hơn nhiều Nong sốt chẳng qua chỉ là cảm giác khó chịu Còn tiếng trung quỷ quái của cậu Cắt vào da thịt của bọn tớ nha Lộ lộ nói liền một mạch không kịp thở Trong mắt có hai ngọn lửa cháy bừng bừng Nhìn chăm chăm vào điện thoại Lại đang tiếp tục giao vang kia Chuyện này thật là xin lỗi cậu Hoa Lạc Lê nhận điện thoại Đây về biết lỗi Alo Hoa Lạc Lê giận dữ nhận điện thoại Anh không ngủ được làm thế nào bây giờ? Ở đầu dây bên kia, giọng nói của Hàn Tử Ngang giống như là đứa trẻ nửa đêm tỉnh dậy tìm mẹ làm nũng. Tôi mới là không phải là mẹ của anh, tôi làm sao mà biết được chứ? Hoa Lạc Lê không chút khách khí, để mà từ chối thẳng thừng. Lạc Lê à, hình như anh đang bị sốt, lại còn đau đầu nữa. Cái này, chuyện này anh phải nói với người nhà của anh chứ. Cục tức của Hoa Lạc Lê sạp xuống, giống như là bị bông hút hết không kia vậy. Nhiều lúc đối với Hàn Tử Ngang, Cô cảm thấy mình giống như trợ lý của mẹ anh ta. Bất kể việc gì, kể từ việc nhỏ như móng tay, anh ta cũng sẽ gọi điện thoại cho cô. Không có chuyện gì lại càng thiết gọi điện tìm cô. Có một lần cô nấu một bát chè khoai ngọt nịm, anh ta nếm thử. Sau đó ngày nào cô bắt cô phải nấu chè cho anh ta ăn. Cô không nấu thì anh ta nhất định cứng đầu là không chịu ăn cơm. Chẳng hiểu tại sao tự nhiên cô lại làm đồ chiếc bánh kem số mặt của anh ta. Để giờ đây phải cánh chịu phiền phức suốt như thế này. Bây giờ người đau khổ nhất chỉ có Hoa Lạc Lê cô thôi. Trong biệt thự hoàng tử, Hoa Lạc Lê bận rộn dọn dẹp lại phòng cho Hàn Tử Ngang. Phòng của anh ta vừa bẩn lại vừa lộn xộn như một chiếc cũi chó. Rác thải trong phòng là búp bê, khăn trải sàn rồi khăn trải giường tranh ảnh rơi vãi ngổn ngang. Mấy bức tranh màu sắc tươi sáng, phong cảnh tà tục cũng có, phong cách trừu tượng cũng có. Lại còn có cả một bức tranh giống như tranh thủy mặc Trung Quốc vậy, Hàn Tử Ngang ngoan ngoãn ngồi ở bên bàn, nhấm nháp chè khoai ngọt lịm. Này, Hàn Tử Ngang, làm sao mà phòng của anh lại bừa bộn như là bãi rác thế này hả? Anh nhìn lại phòng của anh xem, sẽ không phải là anh cố tình bày bừa các thứ trong phòng để chứng minh rằng cả thế giới anh sinh ra từ bãi rác đó chứ? Hoa lạc lê cả người đồ đầy mồ hôi vừa thu dọn vừa quát mắng. Mặt của Hàn Tử Ngang dị xuống tối sầm lại. Cốc một tiếng, Hoa lạc lê đi tới tay khom lại có vào trán cứng như khúc gỗ của hàn tường ngang bị bất ngờ không hề phòng bị lại thêm bị hoa lạc lê ra tay khá mạnh cái trán của hàn tử ngang đỏ ửng lên đại bạn hoa lạc lê mắng tôi bạn cũng mắng rồi làm sao lại còn đánh tôi nữa chứ gia nhân trong biệt thự hoàng tử chỉ biết đứng một bên trận mắt mà nhìn theo dao của bọn họ bị một cô gái hung dữ cốc cho nổi ô trán nhưng không một ai dám ho hen lên tiếng bởi vì thấy theo dao của bọn họ vui vẻ chấp nhận dù có đau thật cũng chỉ dám hu hu mấy tiếng lấy lệ, rồi vui vẻ chấp nhận vô điều kiện. Có lẽ đã bị áp bức thành quen, nên không có phản kháng. Sau khi hoa lạc lê thu dọn bắt đũa xong thì trời cũng đã sáng. Cô chậm chậm đi vào phòng của Hàn Tử Hiên, lặng lẽ ngồi trong căn phòng của anh. Căn phòng lúc nào cũng còn càng sạch sẽ, phòng phát hương sen dịu nhẹ. Cả căn phòng giống như là một bông sen nở ở trên mặt hồ chào đón ánh sáng, cho dù là đang ở trong mùa đông giá lạnh. Hoa lạc lê chăm chú Nhìn những cuốn sách y học dày cộm đặt ở trên giá sách lớn Lần trước vào đây cô cũng đã nhìn thấy chúng Nhưng lại không xem xét cẩn thận như là lúc này Anh tự hiện ở bên ngoài có tốt hay không? Cô thật sự là rất rất nhớ anh vô cùng Chuông điện thoại lại kêu vang Hoa lạc lê cau mày lại Lẽ nào là hẳn tưởng ngang? Anh chàng phiên phức này lại bắt đầu quấy rối cho cô rồi sao? Này, hẳn tưởng ngang từ từ thối Mau lập tức ngủ đi cho tôi Điện thoại vừa kết nối Cô đã không hề khen nể mà mắng luôn một tràng Đầu dây bên kia ngẩn ra mất mấy giây Rồi một giọng nói ấm áp vang lên Anh... Là anh Tử Hiên sao? Có đúng là anh Tử Hiên không? Anh có khỏe không? Có bị cảm không? Để khi nào thì anh quay về Hoa Lạc lệ nghe rõ tiếng anh Thì vô cùng cảm động hỏi liền một tràng Lạc lệ à Em phải trả lời câu hỏi của anh trước đã Ừ Em sẽ trả lời anh mau hỏi đi anh vẫn nghe thấy em gọi không phải là tên của anh. Hàn Tử Hiên hỏi thẳng, trong câu nói nghe một chút hờn ghen. Ngày hôm nay anh thức dậy từ bốn giờ sáng, mở sách y học ra đọc nhưng không vào đầu được một chữ. Ngón tay thanh tú của anh nhẹ nhàng vớt lên những cánh hoa hồng ở trong cuốn sách với ánh mắt mơ màng. Anh biết là còn sớm, nhưng không kiềm chế được em muốn gọi điện thoại cho cô. Anh cười chắc chắn rằng cô cũng đang có tâm trạng như anh, nhưng câu đầu tiên của cô. Nói lại không phải là mang tên anh Lại khiến anh đẩy từ trên thiên đường xuống dưới địa ngục Không phải Đó là hẳn tưởng ngang gọi cho em Em không muốn nghe Vì cho là anh ta gọi nên em mới Em thật sự không có ý nhận lầm anh đâu Anh tự hiện là anh nhất định phải tin em mà Anh ấy thường xuyên gọi cho em sao Ừ, tức chết đi được Em đúng là không có thời gian để mà ngủ nữa Tưởng ngang thường gọi vào lúc nửa đêm ư Ừ Không phải ngày nào anh ấy cũng dùng thời gian rảnh Để gọi cho em đó chứ Đúng thế nha Hàn Tử Hiên không biết phải hỏi tiếp câu gì nữa Đầu dây bên kia Hoa Lạc Lê vô cùng căng thẳng Anh Tử Hiên à Anh nhất định phải tin em Em và Hàn Tử Ngang thật sự không có quan hệ gì cả Em chỉ thích một mình anh thôi Em nói thật đó Thấy đầu dây bên kia Hàn Tử Hiên Im lặng như đá Hoa Lạc Lê lo lắng bật khóc tốt thít Anh tin em, đừng có khóc nữa Em mà khóc, anh cũng chẳng biết phải làm gì cả Lạc Lê à Nước mắt của em chính là khắc tinh của anh đó Em luyện vĩ cầm đến đâu rồi Thì xong anh sẽ quay về để mà kiểm tra đó Còn một điểm quan trọng nữa Nếu như không nắm vững kỹ thuật để mà luyện tập Thì sau này em sẽ không khắc phục được đâu Một lúc lâu sau Hàn Tử Hiền mới khẽ khẽ cất tiếng nói Anh Tử Hiền xấu xa đáng ghét Toàn trêu trọng em thôi Hàng ngày ở đây em đều luyện tập chăm chỉ cả Không ngừng luyện tập Chỉ hận là một ngày không có 300 giờ cho em luyện đàn đó Vậy thì hàng ngày có nhớ anh không? Có ạ. À. Hòa Hoa lạc lê trả lời với ngữ khí chắc nịch. Vậy thì nàng ngốc nghếch hoa lạc lê. Có khi nào mơ thấy chẳng ngốc hẳn từ hiên không? Rất là nhớ, nhớ vô cùng tận nha. Hoa lạc lê cật đầu như là cả mổ thóc. Có thật không? Thật mà. Vậy hôm nay có mong muốn gì? Ước muốn lớn nhất là ngày hôm nay được anh từ hiên ôm em vào trong lòng. Hoa lạc lê khuôn mặt ửng đỏ như là trái đào chín mộng. Cho dù biết ước muốn này không thể thành hiện thực, nhưng vẫn không ngừng mơ mộng. Lạc Lê à, em nghỉ một chút đi, anh cốp máy đây. Ừ, anh Tử Hiên cũng nhớ giữ gìn sức khỏe, em sẽ đợi anh quay trở về. Hoa Lạc Lê trượt điện thoại xuống kỳ kịt mũi đào lên vì khóc. Hàn Tử Hiên đặt cuốn sách y học ở trên bàn rồi ngủ cục. Kẹt một tiếng, cửa phòng mở ra. Hàn Tử ngang bước vào, tiền nắng sơ mai chiếu vào chỗ của cô. Cho thấy trên khuôn mặt quả táo đỏ hồng còn vương vệt nước mắt. Nếu như em khóc, có phải chỉ khóc vì Hàn Tử Hiên hay không? Hàn Tường ngang ngồi xuống bên cạnh hoa lạc lê cãi cất tiếng hỏi. Anh lấy chiếc khăn tay lau cho cô. Đôi mắt nhìn xuống, dưới hàng lông mi dày, ba dài, ánh mắt vẫn kiên định, qua mặt lộ rõ quyết tâm. Em chỉ thích em trai của anh sao? Lẽ nào em không thể thích hàn tường ngang anh ư? Nhưng tiểu lê à, em đã định mệnh của cuộc đời anh. Năm giờ sáng, hoa lạc lê giật mình tỉnh giấc, đôi mắt nhìn lên trần nhà, mơ hồ cảm thấy bản thân mình đang quên mất một điều gì đó. Trời ạ! À, Giờ này hàng ngày là giờ tặng hoa hồng cho Hàn Tử Hiên nha. Tất cả đều là tại cái tên từ tử xấu xa hàng tử ngang. Nửa đêm qua canh ba còn quấy rối cô. Hoa lạc lê bật dậy chạy như bay đến vườn hồng, cắt 599 bông hoa hồng. Mà dù đang là mùa đông, nhưng nhờ cô hết lòng chăm sóc, nên cả hoa hồng đều sống và nở hoa. Tất cả đều là hoa đã nở, bởi vì không muốn lãng phí hoa, cho nên hoa lạc lê chỉ cắt những bông đã nở mang tặng hẳn Tử Hiên, chỉ khi nào hoa nở không đủ, cô mới miễn cưỡng ngắt những nụ hoa. Trong mấy tháng, cô đã tặng anh số hoa khổng lồ, hôm nay đã là 599 bông hồng rồi. Ước tính ngày mai, cả khu vườn sẽ nở đầy hoa hồng, hơn 600 bông hồng, 600 bông hồng không còn cách quá xa so với con số 999 bông, thật là vui mừng mà. Hoa lạc lê vui sướng, đặt bó hoa hồng trước cổng nhà của Hàn Tử Hiên rồi vội vàng lao đến trường. Anh nhặt được bà hoa nhẹ nhàng đưa lên mỗi người. Hoa rất là thơm, nhưng trong lòng thì tan nát. Trên tấm tiệm lúc nào cũng ghi, tặng hoàng tử của em, Hàn Tử Hiên. Anh cố gắng không để ý, nhưng căn bản là không thể nào bỏ qua được. Kể từ khi bông hồng đầu tiên được gửi đến, thì Hàn Tử Ngang đã biết, có một người ngày nào cũng mang hoa hồng tặng cho Hàn Tử Hiên. Ngày nào cũng không hề có một ngày ngoại lệ. Thậm chí cho dù Hàn Tử Hiên không có ở nhà, thì người ấy vẫn mang tặng hoa gai hoa hồng đâm vào bàn tay của hàn tử ngang làm cho ngón tay của anh chảy máu hoa lạc lê nếu như em không chấp nhận anh anh sẽ vì em như hoa hồng này chỉ cần em thích em chấp nhận anh đều có thể yêu em hơn cả hàn tử hiên yêu em nấp sau cổng trụ của biệt thự hoàng tử là một cô gái chính là hàn ân châu có tên ca kinh ngạc mà hà hốc miệng đứng yên trong chỗ nấp nhìn hoa lạc lê đi đến trước mặt ở trong trường rộ lên tin đồn vào lúc bình minh hàng ngày đều có một cô gái mang hoa hồng đến tặng cho Hàn Tử Hiên. Hàn Ân Châu rất hiếu kỳ, cô gái đó rốt cuộc là ai? Bây giờ biết được chuyện này, Hàn Ân Châu trong lòng tức muốn chết, bởi vì người tặng hoa đó không phải ai khác, lại chính là Hoa Lạc Lê. Kim xảo Tuệ sau khi biết như bị rắn cho một đòn chế mặn. Nếu như Hoa Lạc Lê là một cô gái hơi hợt xấu xí, không thể dùng nhan sắc để dụ dỗ nam sinh như người khác thì đã đành. Đằng này cô lại xinh đẹp như vậy, vậy thì hạ tất cô lại phải dụng tâm để mà tặng hoa hồng cho hàn tử hiên nữa chứ hơn nữa nếu như đây chỉ là chuyện theo đuổi thông thường vậy sao khi biết rõ hàn tử hiên đã đi thành phố cô vẫn kiên trì mà hoàng đơn đến đây tình cảm sâu sắc như vậy không chỉ là thích mà chính là yêu cô ta không thể cùng với kim xào tệ tham gia hội thi âm nhạc cũng không thể ở bên cạnh hàn tử hiên nhưng cô ta cảm thấy có một chút vui mừng kỳ thực không phải cứ đạt được mới là hoàn mỹ thích một người là chuyện của bản thân mình. Tàn học, điện thoại của Hoa Lạc Lê lại trao vang, nhìn sang hàng tường ngang cùng bàn đang mải mê vẽ. Hoa Lạc Lê mới tin không phải là do anh bày trò nghịch ngợm. Cô nhẹ nhàng cất tiếng. Alo, là Tiểu Lê có phải không? Bố đây, bố đã về nước rồi. Nghe thấy âm lạ vừa quen này, Hoa Lạc Lê cảm thấy trong lòng trắng váng. Là bố của cô. Năm ngoái, ông không có thời gian về nước. Vậy mà cuối năm nay, Ông cũng đã nhớ ra còn có một cô con gái cô độc. Mắt của Hoa lạc Lê ngấn lệ, nghẹn ngào xúc động. Bố à, bố có khỏe không? Con là Tiểu Lê. Đúng là Tiểu Lê đây ạ. Bố đến trường tìm con sao? Bố có nghe thấy con nói không ạ? Hàn thường ngang thấy cô nghẹn ngào như vậy thì liền cao mày. Mỗi lần bố anh về nước, mà dù trong lòng anh cũng vui mừng như Hoa lạc lê. Nhưng mục đích của bố chỉ là đưa anh vào viện một lần. Anh thực sự sắp đổ bệnh, nhưng tâm trạng mong chờ bố mẹ Kỳ thực ai cũng giống nhau cả Hiểu rõ tâm trạng của Hoa Lạc Lê Anh hướng về phía giáo viên nói to Tại giáo à Bố của Hoa Lạc Lê đến thăm bạn ấy Bạn ấy muốn xin thầy nghỉ học nửa ngày ạ à. Tôi đợi rồi Để lại đơn xin nghỉ là có thể đi Hoa Lạc Lê em cứ đi đi giấy xin phép anh sẽ giúp em viết Hàng tử ngang à Anh thực sự là dứng mặt đàn anh rồi đó Tôi thích anh người lớn như thế này nha Hoa lạc lê học theo hành động đám nam sinh ở trường ngoài hôm trước, làm với hàn tử hiên, nắm tay cậy đấm đấm vào ngực của hàn tử ngang. Này, hoa lạc lê, sau này em đánh vào đầu đi, đừng có đánh vào ngực, rất là đau đó. Nếu như có một ngày anh lăn đùng ra chết, ở trên điều văn nhất định sẽ viết. Hàng giây, hàng phút, hàng ngày, hàng tháng, hàng năm. Hàn tử ngang không may bị cô bạn cùng bàn đấm cho, nên đã chết sớm như vậy. Này, anh đừng có mà ra vờ nha, tôi đi đây, nhưng mà cảm ơn anh đã xin phép hộ. Nói xong hoa lạc lê vui vẻ như cánh bướm xinh đẹp bay đi. Hàn tự ngang ở lại, khuôn mặt trắng bệch rồi tái đi. Tím lại, rút điện thoại ra là việc anh ghét nhất nhưng vẫn phải bấm số. Alo, mau gọi xe cấp cứu đi. Bệnh tim của tôi lại tái phát rồi. Ngoài trường học, Hàn Tử Hiên đang ngồi trên xe buýt quay trở lại thị trấn. Vận dụng trí thông minh phi phạm, anh đã tìm được ngay một lý do để lên về trường, tặng cho Hoa Lạc Lê một bất ngờ. Có điều, Chuyến đi này anh không thể ngồi xe qua nhà để mà quay về. Bởi vì thế, chỉ mấy giờ sau bộ anh phát hiện anh đã trốn ra khỏi cuộc thi. Chắc chắn ông sẽ nổi trịnh lôi đình. Gió tội tung mái tóc của anh. lông mi dài như canh bướm rung rinh nhẹ nhẹ. Làn da trắng sứ, cử trừ lịch sự, kết hợp cùng với bộ âu phục lịch lãm. Tất cả đều vô cùng cuốn hút. Cậu thiếu niên này, bất kể mặc trang phục nào đều có là khí chất được. Xin hai đi tới học viện quý tộc đi lên hết bao nhiêu tiền ạ? là ba đồng. bác tài nói mà không cần phải nhìn. người đàn ông trung niên móc trái móc phải, móc đồng móc tay lôi ra mấy đồng ngoại tệ. xin mọi người giúp tôi, tôi muốn đổi thành tiền nhân dân tệ, ba đồng thôi cũng được ạ. À. trong lúc bối rối, ông chỉ có thể nghĩ ra cách này. đám người xung quanh càng nói càng hăng. người đàn ông trung niên bị nói oan thì mặt càng lúc càng đỏ. Hàn tự nhiên thấy vậy, điểm nhiên đi lên phía trước rút ra ba đồng rồi gióng giặc nói. Tôi trả thay cho bác ấy. Người đàn ông trung niên cầm ơn anh rối rít. Hàn tử hiền nhẹ nhàng cất lời. Bác đừng ngại. Chỗ đây lúc cháu mới về nước cũng gặp chuyện như vậy. Sau đó anh lại quay lại nói với người tài xế. Tiền ngoại tệ này của bác là thật. Tôi có thể làm chứng. Kỳ thực một kẻ lừa đảo. Nếu chỉ định lừa ba đồng thì có phải là rất nực cười hay không? Khi người ta cần giúp đỡ, ba đồng cũng không to tát gì cả. Chẳng lẽ sự tin tưởng giữa người với người lại không đáng giá là ba đồng hay sao? Mọi người ở trên xe nghe xong thì đều ngượng đỏ mặt. Người đàn ông trung niên lập tức thân thiết với Hàn Tử Hiên, nhiệt tình mà bắt tay anh để mà làm quen. Chào cháu, bác tên là Hoa Nhật Phạm, cháu tên là gì thế? Đang đi học có phải hay không? Cháu tên là Hàn Tử Hiên ạ. Anh từ tốn cất tiếng trả lời. Trạm tiếp theo một người nước ngoài bước lên xe, xì xô một trăng tiếng nước ngoài, khiến mọi người ở trên xe đều ngơ ngác không hiểu. Người nước ngoài đó không nói tiếng Anh cũng không nói tiếng Pháp. Hàn Tử Hiên nhìn người ngoại quốc, chán anh ta tắt đầy mồ hôi, xung quanh không có ai đáp lại. Cậu đứng lên nói vài điều. Anh chàng thanh niên ngoại quốc đó lập tức vui mừng, Liêu lo một tràng dài. Hàn Tử Hiên cũng đáp lại bằng thứ ngôn ngữ lạ tai đó. Anh chàng kia vui mừng bắt tay của Hàn Tử Hiên, làm theo chỉ dẫn rời nhanh chóng xuống xe. Mọi người đều thán phục mà nhìn anh. Người đàn ông trung niên rõ ràng rất quý mến chàng trai thiếu niên trước mặt cậu ta quả thật vừa lĩnh lãm lại vừa lễ phép. Hàn Tử Hiên gọi điện thoại cho Hoa Lạc Lê, thần bí báo cho cô hãy đi đến một nơi sẽ có điều bất ngờ. Người đàn ông trông niên cũng bước xuống sau Hàn Tử Hiên, ông nhìn chàng trai trước mặt, trong lòng cuộn lên rất nhiều cảm xúc. Từ xa xa, Hoa Lạc Lê đã nhìn thấy bóng dáng của Hàn Tử Hiên, cô vội vã chạy tới, không để ý thấy người đàn ông trông niên đang đứng chờ cách đó không xa. Cô ôm chặt lấy anh, chặt đến mức anh cảm thấy nghẹt thở. Anh bật cười thành tiếng. Bỏ ra một chút đi, anh thật sự là không thở được. Hoa Lạc Lê thật ngốc. Muốn nói những lời ngốc nghếch này với người mình yêu sao? Thật không? Hoa Lạc Lê vội vàng buông ra, xem xét khoảng cách giữa cả hai người. Em ôm anh chặt, khiến cho anh ngộp thở đó. Hàn Từ Hiên ánh mắt tình ranh như cáo nói. Làm gì có chứ, em đâu có dùng lực đâu. Anh chóng mặt thật sao? Đều là tại em không tốt, để em giúp anh xoa xoa đầu nhé anh yên tâm em sẽ chú ý làm rất là nhẹ nhàng thôi hoa lạc lê thành cần nhận tội hàn tự hiên ánh mất lấp lánh nụ cười chỉ là lỡ em thôi anh ôm em như thế này anh sẽ hết ngộp thở thật sao miễn anh tử hiên không chóng mặt nữa thì anh muốn ôm bao nhiêu em đều sẽ cho ôm cả nhá. hoa lạc lê ngữ khí như một nữ sinh anh hùng nhỏ tuổi làm cho hàn tử hiên vô cùng thích thú người đàn ông trường niên đứng ở bên cạnh lắc lắc đầu làm sao con gái của ông có thể ngốc nghếch như vậy cơ chứ? Ông đè nén những cảm xúc phức tạp diễn ra ở trong lòng. Bước về phía trước rồi cãi cắt tiếng gọi. Tiểu Lê à, bố về rồi. Cuối cùng thì đôi nam thanh nữ tú cũng tách rời ra. Hoa Lạc Lê nhìn thấy rõ, người đàn ông trung niên kia thì cuối thấp đầu. Bố, bố, bố về rồi. Cặp tình huống bất ngờ, Hàn Tử Hiền cũng ngần ngần ra một giây, rồi nhanh chóng bừng tỉnh lại, Còn mặt hơi đỏ vội vàng quấy đầu rồi cung kính chào hỏi. Chào chào bác ạ. À. Người đàn ông trung niên vội vàng kéo hoa lạc lê đứng sang bên cạnh ông. Bản thân cũng lấy lại tư thế của bậc phụ huynh nghiêm khắc mà gật đầu với Hàn Tử Hiên. Chào cháu. Hàn Tử Hiên thấy hoa lạc lê bị kéo ra khỏi mình, đứng nép sang một bên. Trong lòng tràn đầy thất vọng. Tự nhủ lần này mình trốn về thật là không dễ dàng gì. Nhưng ở trước mặt phụ huynh, dù thế nào cũng biểu hiện cho thật là tốt quan trọng nhất là phải kéo léo bắt cóc con gái của ông trở lại. Bố Lạc Lê quyết định thử nghiệm kiểm tra tấm lòng của cậu thiếu niên kia đối với con gái của mình. Ông bày ra điều bộ nghiêm túc giáo huấn. Tiểu Lê à, bây giờ con hãy còn nhỏ, cần phải chú ý học hành đã biết chưa? Hạn chế giao lưu với người lạ. Con trẻ ngoài non dạ, suy nghĩ lại quá đơn giản, rất dễ dàng, bị kẻ khác lợi dụng. Đặc biệt là với những nam sinh diện mạo đẹp đẽ lại càng phải cẩn thận. Bọn họ là đối tượng nguy hiểm nhất đó. Hoa lặng lên nghe xong thì túa ra mồ hôi, khóe miệng sật sật. Bố nói như vậy là có ý định nhắc nhở, không muốn cô quay lại với Hàn Tử Hiên sao? Nhưng anh là người cô yêu nhất mà. Hàn Tử Hiên cúi thấp đầu xuống, lòng đã tràn đầy chán nản. Sao biết như vậy, anh đã không trả giúp ông ba đồng tiền xe rồi. Bác à, cháu nghĩ ý, ý kiến của bác vừa đúng lại có một chỗ hơi phiến diện hạ. Anh đứng thẳng người, lựa chọn ngữ khí thích hợp để mà phản đối. Là như vậy sao? Ông ra vơ không một chút chú ý tới anh tiếp tục nói về hoa lạc lê. Lạc lê à? Còn có biết không? Lúc bớ ở Australia cũng đã quen với một cậu thanh niên. Cậu ấy rất tốt lại tương xứng với con về mọi mặt. Lần này bố về nước, cậu ấy cũng về cùng. Có thời gian sẽ sắp xếp cho bọn con gặp mặt nha. Ông quyết định tiếp tục chiến dịch thử thách đã định. Kéo tay của con gái mình qua sang một bên. Hàn Tử Hiên nghe xong thì dị mặt xuống. Xin bác hãy yên tâm. Hoa lạc lê vẫn rất tốt cháu nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Ông tiếp tục giả vờ, lần nữa bỏ qua Hàn Tử Hiên rồi nói. Tiểu Lê à, lần này bố muốn về nước là đón con sang Australia. Hoa lạc lê như đang rơi thẳng xuống vực thẳm. Bố cô quay về, đến tìm cô để tuyên án tử hình cho cô sao? Cháu không đồng ý. Hàn Tử Hiên không chịu được nữa, kéo cô gái đứng về bên cạnh mình. Ánh mắt kiên định nhìn sang người đàn ông trông niên kia. Ông cười thầm trong bụng rơi ra vờ hỏi lại. Vì sao chứ? Hà Lạc Lê là bạn gái của cháu. Chuyện riêng của cô ấy xin bác hãy tôn trọng ý kiến của cô ấy, cho cô ấy được tự do lựa chọn. Nhưng cậu vừa mới nói cậu là bạn học của Tiểu Lê thôi mà. Lúc trước là lúc trước, còn bây giờ là bây giờ. Cháu là bạn trai của cô ấy. Nhưng mà tôi cũng đã chọn cho con gái của mình một chàng trai tốt, tôi rất là hài lòng. Nếu như cho bác cho phép, cháu muốn cùng anh chàng rất tốt đó của bác được cạnh tranh công bằng. Nếu như cậu thua thì sao? Từ khi sinh ra cho đến bây giờ, cháu chưa từng chịu thua trong từ điển của cháu chỉ có một tờ thắng. Hàn Tử Hiên tràn đầy tự tin, ưỡn ngực khoe ra ưu thế của mình trước mặt của ông. Vậy thì chúng ta tìm một nơi nào đó để mà nói chuyện đi. Ông cất tiếng đề nghị. Vốn tưởng hai người hẹn hò bí mật, ai ngờ lại bị phụ huynh nắn cân. Hoa lạc lê trong lòng thất vọng. Hàn Tử Hiên nhất định phải nghĩ ra cách, làm cho bố của cô thay đổi cách nhìn, để ông tự nhận anh chính là sự lựa chọn tốt nhất. Hoa lạc lê hàng ngày, chăm chỉ luyện tập vĩ cầm tất nhiên ngày nào cũng có những nữ sinh xấu của khoa âm nhạc đến để mà rẻ biểu cô hoa lạc lê đợi hàn tử hiên quay lại cô nhất định phải luyện tập cho thật là tốt trở thành học trò xuất sắc nhất của anh hàn tử hiên ngày nào cũng gọi điện thoại về hỏi thăm tình hình luyện tập của cô đúng là một giáo viên tận tụy nhưng mấy chữ anh tử hiên thản nhiên thoát ra trong giọng của cô lại khiến cho hằng Tử ngang có chịu anh quyết định trừng phạt cô bằng bốn bản nhạc, cố tình hạ thấp giọng nói đây là bốn bản nhạc đơn giản. Bởi vì em tập còn chưa tốt, cho nên nó phù hợp với em. Hy vọng em sớm tập cho xong. Nói xong, Hàn Tử Ngang giận dỗi mà đi xuống dưới lầu. Hàn Tử Ngang thật đúng là đồ lừa đảo, nói dối không đỏ mặt. Hà Lạc Lê đọc xong bản nhạc này, thì cảm giác là đầu óc tàu hỏa nhập ma. Sáng sớm ngày hôm sau, đi tặng hoa hồng về, cô lại kéo đàn. Từ khi chơi đàn, cô bắt đầu chăm chú bảo vệ đôi tay của mình. Khi chăm sóc hoa hồng, Căng tay cao su là lựa chọn tốt nhất Có động lực là nụ hôn của Hàn Tử Hiên Cô lại càng hưng phấn luyện tập Càng ngày không biết mệt mỏi Hàn Tử Ngang ngồi ở trong xe Lắng nghe tiếng nhạc từ tầng thượng vọng lại Âm thanh vui vẻ Làm cho anh giật mình Hoa lạc lê kéo ư Không phải chứ Làm sao có thể nhanh như vậy được Đó là bàn niềm vui của Beethoven đó nha Anh chạy lên tầng thượng để kiểm chứng Tự xa đã nhìn thấy một bóng sáng nhỏ Váy xanh ra trời áo rèn trắng tung bay, một tư thế tuyệt đẹp. Sáng sớm mùa đông em không thấy lạnh sao? Có tuyết rồi đó. Hàn Tử Ngang bước về phía trước. Anh không có thói quen dậy sớm. Từ khi Hoa Lạc Lê học đàn, anh dần dần đã lập lên thói quen đó. Còn có một đoạn này cho tập. Như thế nào nhỉ? Không nhìn sách, nhớ lại đĩa CD mình đã nghe. Thì đúng là như thế này rồi. Hoa Lạc Lê chìm đắm trong âm nhạc, bảo mặc Hàn Tử Ngang một mình. Hàn Tử Ngang yên lặng. Anh biết lúc này có nói gì cũng là vô ích. Bởi vì với cô bây giờ chỉ có biết vĩ cầm, cô thực sự là yêu thích nó. Vừa tối, Hoa Lạc Lê đã chủ động gọi điện thoại cho Hàn Tử Hiên. Cô nóng lòng cho đón nụ hôn của hai người. Luyện đàn như thế nào rồi? Rất là tốt. Em đã kéo được một đoạn của chương ba. Bây giờ em đang tận hưởng cảm giác vui mừng đó đây. Rất tốt, tiến bộ rất nhanh. Vậy thì ngủ ngoan đi, đợi anh quay về sẽ dạy tiếp cho em. Một tuần sau, Hoa Nhật Phạm lại tới tìm Hoa Lạc Lê. Tất nhiên ông không quên tiện thể tìm hiểu một chút thông tin về gia cảnh của Hàn Tử Hiên. Ông tìm đến lớp học của Hoa Lạc Lê, nhìn thấy một nam sinh cao lớn đứng bên ngoài lớp học. Hoa nhà phạm không thể không tốt lên tán tưởng. Ông cho rằng số của ông thực tốt mới có thể gặp được anh chàng đẹp trai nhất học viện như thế này. Chào cháu, bác là bố của Hoa Lạc Lê. Cháu có biết Lạc Lê nhà bác học ở đâu không? Bác tìm nó có một chút chuyện. Ông kêu vai anh để mà cất tiếng hỏi thăm. Hàn tử ngang nghe ông nói đến mấy chữ bố của Hoa Lạc Lê. Tâm trí bắt đầu biến mất, trong đầu chỉ còn lại một từ bố. Anh cố kìm nén cảm giác khó chịu nơi trái tim. Quay người lại cười thật tươi rồi cất tiếng. Hóa ra là bố. Bố đến đây. Con chào bố, con là Hàn Tử ngang. Học cùng lớp và ngồi cùng bàn với Hoa Lạc Lê. Nhìn thấy khuôn mặt của Hàn Tử ngang, khóa miệng của ông bất sắc giật giật. Ông ngần người một hồi lâu. Làm sao cậu nam sinh này lại giống với Hàn Tử Hiên như tạc vậy chứ? hàn tử ngang vô cùng hào hứng chạy về phía cửa sổ khô to lạc Lệ à em mau ra đây bố đến thăm chúng ta rồi này hoa nhật phàm hiểu được ân ý trong câu nói của hàn tử ngang thì trán toát ra mồ hôi hột anh chàng này ông chỉ là bố của hoa lạc lê thôi mới không phải là bố của cậu ta cậu ta gọi như thế là có ý gì hoa lạc lê đang làm bài tập trong lớp nghe thấy hàn tử ngang gọi vậy thì vội vàng chạy ra ngoài bố à làm thế nào bố lại đến đây Đương nhiên là bố đến thăm chúng ta rồi Đúng không hả bố Hàn tử ngang nhanh nhau trả lời thay cho Hoa Nhật Phạm Nghe thấy anh ta gọi bố Hoa Nhật Phạm cảm thấy không đúng Con gái của ông còn chưa kết hôn Đợi sau khi cậu cưới nó Cậu gọi tôi là bố cũng chưa muộn đâu nha Nhưng mà không đúng Kết hôn với con gái của ông phải là Hàn tử hiên cơ chứ Tên tiểu tử thối này từ đầu chui ra vậy chứ Tiểu lệ à Cậu thanh niên này là ai vậy chứ Ông quyết định hỏi cho rõ ràng Anh ấy là Hàn tử ngang anh em song sinh với Hàn Tử Hiên. Hoa Lạc Lê miễn cứng giới thiệu. Cô thấy Hàn Tử ngang cứ một câu bố hai câu bố toát ra càng mồ hồi lạnh. đám nữ sinh trước mặt nhôn nháo, rối loạn bởi tin Hàn Tử Hiên đã quay về. Sau khi kết thúc cuộc thi âm nhạc, đám nữ sinh điên cuồng hét lên tên của Hàn Tử Hiên bởi vì anh vừa giành cúp vô địch, sẽ chuẩn bị thi cấp quốc tế. Hàn Tử Hiên quay về rời sao? Hoa Lạc Lê nhìn dòng người điên cuồng, cũng có một chút kích động. Trong hành lang phía xa, giữa đám người xô lấn chen đầy đã nhìn thấy một bóng áo vàng hàn tử hiên thậm chí không kịp thay trang phục biểu diễn đã vội vã quay về trường bên cạnh anh là kim xào tuệ mỉm cười hạnh phúc một tay của cô ta nắm chặt tay anh một tay giơ cao chiếc cúp giải thưởng hàn tử hiên như kim sáng chói hào quang trên người anh tỏa ra làm lá mắt đám người xung quanh khi anh nhìn thấy hoa lạc lê đôi môi đẹp tự như hoa anh đào vui vẻ cong lên một nụ cười xuyên sáng hàn tự ngang lạnh lùng nhìn anh Hoa Nhật Phàm bị đám nữ sinh quần nhật xô đầy đứng không vững. Thật đúng là, con gái mà hâm mộ đến thế thì thật đúng là hơi quá rồi. Kim Sảo Thuệ thấy Hoa lạc lê ngọt ngào cười với Hàn Tử Hiên. Trong lòng cảm thấy ghen tị và tức giận. Cô ta nhanh chóng nắm lấy cơ hội chọc giận Hoa lạc lê. Chủ động bám vào vai của Hàn Tử Hiên hôn nhẹ lên má anh. Làn da trắng như tuyết của Hàn Tử Hiên. Yên rõ ràng dấu son môi của Kim Sảo Thuệ. Hoa lạc lê chỉ biết trận mắt mà đứng nhìn. Hàn Tử Hiên đẩy kim sao tệ ra, đôi mắt rất lạnh giống như một lưỡi sao, khiến cô ta giật mình lùi lại kinh hãi nhìn sang. Hoa Nhược Phạm theo dõi sự việc từ đầu tới cuối. Nhìn sang Hoa Lạc Lê, cảm thấy chuyện tình của con gái mình không hề đơn giản và dễ dàng. Chào chào bác. Hàn Tử Hiên lễ phép chào hỏi Hoa Nhược Phạm. Bố à, mời bố đến nhà con làm khách. Hoa Lạc Lê nấu chè khoai rất là ngon. Con thích nhất được ăn cơm sau Hoa Lạc Lê nấu đó. Tiếng của Hàn Tử Ngang như là tiếng sấm vang lên nổi giữa không trung. Hàn Tử Hiên nghe vậy thì sắc mặt trắng bệch, Hoa Lạc Lê khuôn mặt cũng nghẹt ra không biết phản ứng như thế nào. Tốt tốt tốt. Này Tử Ngang, anh không được phép gọi bố tôi là bố, ông ấy là bố của tôi chứ không phải là bố của anh. Hoa Lạc Lê lớn tiếng chấn chỉnh lại Hàn Tử Ngang, cô còn muốn khiến cho Tử Hiên hiểu lầm. Tiểu Lê, em cần nhận cái gì chứ? Bố còn chưa có ý kiến thì em ý kiến làm cái gì? Có phải anh gọi em là bà xã đâu mà em được quyền tức giận hả? Hàn tử Ngang ngang ngược nói Không thèm đến xỉa đến bộ mặt đang biến đổi của hai người bên cạnh Sau câu nói kia Con mặt của Hàn tử hiên trắng bệch, Còn mặt của Hoa Lạc Lê thì đỏ ửng. Buổi trưa Hoa Lạc Lê tới tìm ông chủ cửa Hoàng Hoa Hỏi thêm về kinh nghiệm trồng và chăm sóc hoa hồng Thật đúng là trùng hợp Ông chủ ở đây lại là chồng của dì Hàn tử hiên Dì rất là nhiệt tình tiếp đón Hoa Lạc Lê Buông trong cửa hàng Hàn tử hiên đích thân Mang số liệu mà anh tìm được Nhờ di truyền đến cho hoa lạc lê hàn tử ngang cũng đến đây quanh quần bên hoa lạc lê muốn mời cô tới ngay tới biệt thự để mà làm khách kim xả thệ đi đến phía sau của cửa hàng hoa vô tình nghe được câu chuyện của hàn tử hiên nói với gì của anh qua đoạn đoái thoại ấy cô cảm thấy hàn tử hiên nhất định sẽ không rời xa hoa lạc lê cho nên cô ta quyết định phải tiêu diệt hoa lạc lê trong biệt thự hoàng tử phòng khách hoa lệ đen trung pha lê sáng rực từng dãy bàn ăn phủ khăn sắn trang trọng bày biện những đồ ăn tinh xảo. Trên bàn ăn, Hàn Nặc và phu nhân ngồi đầu bàn vị trí chủ nhà. Hàn Tử Hiên và Hàn Tử Ngang ngồi đối diện với nhau. Hoa Nhật Phạm ngồi bên cạnh Hàn Tử Ngang. Hoa Lạc Lê ngồi bên cạnh Hàn Tử Hiên. Bầu không khí khá trang nghiêm và buồn tẻ. Hàn Tử Ngang dùng cả buổi tối luôn mồm gọi một câu bố. Hai câu bố để xưng hô với Hoa Nhật Phạm. Lại còn không ngừng cười nói chăm sóc ông chú đáo. Trong anh ta cực kỳ vui vẻ. Ăn liền bày bát chè khoai, còn đòi hoa lạc lê lấy thêm cho một bát cơm. Hà nặng vui vẻ nói. Tiểu lê à, cháu phải thường xuyên tới đây chơi. từ ngang dường như rất thích đồ ăn của cháu. Hoa lạc lê bất lực mà cật đầu. Bố mẹ à, sau này con sẽ không ăn cơm của ai nấu hết. Chỉ ăn cơm của hoa lạc lê. Trên bàn ăn tối ngày hôm đó, Hà Tường ngang là người nói nhiều nhất. Anh nói với Hàn nặng với giọng chắc nịch. Bố à, sau năm con muốn cùng với hoa lạc lê Mấy chữ đinh hôn còn chưa nói hết Thì hàn từ hiên ở phía đối diện Cả tối trầm mặc không nói gì Cuối cùng cũng không thể nhẫn nhịn được nữa Anh đứng dặn cầm tay của hoa lạc lê Rồi tuyên bố Bố à Con muốn lấy hoa lạc lê Và bố của hoa lạc lê cũng đã đồng ý rồi Không gian đông đặc lạnh Xung quanh không một tiếng động Nhất thời không ai có phản ứng gì Hàn nặng vào vô nhân mặt trắng bệch Hoa nhập phàm thân thần trong bụng Hai vị theo gia đều tốt Nhưng chỉ có thể chọn một vị Chọn ai thì phải xem ý kiến của tiểu lê đi. Hàn tử ngang cũng lập tức đứng dậy. Ánh mắt sữa sội như là có lửa. Biểu hiện giống như là khai hoài chén tranh. Cười lạnh lùng nói. Em trai à, em uống quá nhiều rượu rồi. Không phân biệt nổi trong tay Nam Bắc nữa rồi. Mới không biết phân biệt phải trái như vậy. Ở học viện này, không có ai biết Hoa Lạc Lê là bạn cùng bàn đồng thời là bạn gái của anh. Tại sao em lại nhân lúc say rượu, ra đài dành bạn gái của anh như vậy cơ chứ? Bây giờ thân phận của cô ấy chính là chị dâu của em đó. Không phải đâu anh trai, anh sai rồi. Hoa Lạc Lê từ nhỏ đã có duyên phận là cô dâu của em. Lúc cô ấy tới học viện, chúng ta đều rất rõ. Nếu như anh cứ ngang bướng không thừa nhận như vậy, em chỉ có thể nói lại một lần cuối cùng. Hoa Lạc Lê là cô dâu của em. Đủ rồi, hai đứa ngồi xuống cho bố. Hana tức giận lên tiếng. Sau đó ông quay sang phía Hoa nhập Phạm lịch sự nói. Anh Hoa, anh nếu đã nghe qua cả rồi, xin anh hãy cho biết ý kiến. Hoa nhập Phạm yên lặng một chút rồi nói chuyện tình cảm người lớn chúng ta cứ đứng ngoài thôi cũng không nên quản cứ để mặc bọn trẻ tự lựa chọn chỉ cần là tiểu lê chọn tôi sẽ vui vẻ chấp nhận mọi người cùng nhìn vào hoa lạc lê chờ đợi tôi nghĩ tốt nhất là cứ để cho bọn trẻ tự quyết định đi bởi vì đây là chuyện của thanh niên nói rồi hoa nhược phàm kéo tay của hoa lạc lê đứng lên rất cảm ơn gia đình đã tiếp đón hai cha con chúng tôi nhiệt tình bây giờ trời cũng đã tối rồi hai cha con chúng tôi xin phép được cáo biệt bố à Trời cũng đã tối như thế này rồi Hay là để con lái xe đưa hai người trở về Hàn từ ngang chờ sẵn ngoài cửa cất tiếng Cảm ơn ý tốt của cậu Nhưng chúng tôi cần phải trở về Hai cậu cứ yên tâm Tôi sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Lê Nếu cần thiết tôi sẽ đưa Tiểu Lê sang Australia Hoa Nhật Phạm nắm tay của Lạc Lê lịch sự cáo biệt Trong lúc này ông thực sự muốn kiểm tra biểu hiện của hai vị thiếu gia này Hàn Tử Hiên và Hàn Tử Ngang cùng tái mặt, kiên định sắc lệnh. Ý của Hoa Nhật Phạm rất rõ ràng. Nếu hai người vì yêu mà làm tuần thương tới con gái của ông, ông sẽ không ngần ngại mà mang hoa lạc lê đi ra. Sau khi bố con hoa lạc lê ra về thì phòng khách trở lại yên tĩnh. Noel trên đường phố người người hân hoan, mọi người xung quanh đều vui vẻ chào đón ngày lễ. Đầu đầu cũng trao đầy bóng bay đồ màu đồ hình. Nhiều nhất là hình nộm ông già Noel, xe tuần lộc tất cùng với hộp quà. Hàn Tử Hiên gọi điện cho Hoa Lạc Lê, hẹn cô đến công viên anh có chuyện cùng muốn nói với cô. Hoa lạc lê vô cùng háo hức chờ đợi Hàn Tử Hiên xuất hiện. Cô đã suy nghĩ suốt cả một đêm, quyết định nói với Hàn Tử Hiên chủ ý của cô. Cô sẽ mãi ở bên cạnh anh, là cái đuôi nhỏ của anh, mãi mãi yêu anh không bao giờ thay đổi. Lúc sáng sớm, cô phải cắt 798 bông hồng tặng anh. Tặng xong thì liền vội vàng đi ra công viên, tìm một chiếc ghế đá ngồi để mà chờ anh. 9 rưỡi sáng, Công viên đông nghịt người. Mười hai giờ trưa, một đám trẻ con đang yêu bước vào. 8 giờ tối, bầu trời trong công viên sực sỡ pháo hoa, nở ra đầy màu sắc. Hoa lạc lê ngoài trong gió lạnh, những bông tuyết cũng sáng lên giữa ánh trời. 12 giờ đêm, đám đông dần dần tàn đi đều trở về nhà. Nước mắt lạnh giá trên khuôn mặt của hoa lạc lê rơi xuống dưới mặt đất. Hoa lạc lê đổ cục trên cái đá. Hàn tử huyền quyết định rời xa cô sao? Anh thế nhưng lại không đến. Cô còn chưa kịp nói cho anh biết kết quả của mình. Cô đã rất là chăm chỉ luyện tập. Anh còn nợ cô nhiều hơn một cái ôm, nhiều hơn cả một nụ hôn. Một giờ đêm, Hoa Nhật Phạm nhận được điện thoại của Hàn Tử Hiên gọi từ bệnh viện. Cuối cùng tìm thấy Hoa lạc lê hôn mê trong công viên. Giọng của Hàn Tử Hiên trong điện thoại rất yếu, dường như đã xảy ra chuyện gì. Hoa lạc lê nằm trong bệnh viện đúng ba ngày. Lúc cô ra viện, Hàn Tử Ngang cũng ra viện. Sau đó ba tuần liền, Hàn Tử Hiên biến mất như thể đã bốc hơi không hề có tin tức. Ba tuần sau khắp nơi rộ lên tin đồn, Hàn Tư Hiên hẹn hò cùng với Kim Sảo Tuệ. Hàn tử Hiên biến mất ba tuần, Kim Sảo Tuệ cũng biến mất ba tuần. Mọi người nói bọn họ đang đi du lịch nghỉ tuần trăng mật. Trong ba tuần này, Hoa Lạc Lê buồn, không nói một lời. Hàn tử Hiên rời đi không một lời giải thích, Không một cuộc điện thoại. Đúng lúc này, bố Hà Nhật Phạm giới thiệu cho cô một nam sinh khác. Ba tuần sau, Hàn Tử Hiên quay lại cùng Kim Sào Tuệ, tay trong tay đi lại trong sân trường, giữa ánh mắt khen tị của bao nhiêu người. Hoa Lạc Lê bình tĩnh các thường, chậm rãi bước về phía Hàn Tử Hiên, mà dù trái tim của cô tan nát, mỗi bước đi về phía anh, trái tim của cô lại vỡ ra một mảnh. Cô lấy hết can đảm, cất tiếng gọi anh. Anh Tử Hiên, thật xin lỗi Lạc Lê, bây giờ anh thấy Sào Tuệ mới thích hợp với anh, chồng người nhà em không hợp với anh. Nói xong, hàn tử hiên cùng kim xào tệ mở cửa rồi lên xe rời đi lúc hàn tự ngang bế cô lên thì cô đã ngất đi hàn tử hiên quyết định bỏ mặc cô cô không phải mẫu người anh thích nguyên nhân là vì như thế suốt cuộc mẫu người anh thích là như thế nào nếu như có thể cô sẽ cố gắng hết sức để mà thay đổi nhưng anh không cho cô một cơ hội trong mắt anh cơ bản đã không còn cô nữa hoa trong gió tuyết rơi đầy nhưng cô không cảm thấy lạnh chỉ có cái lạnh trong tim mới khiến cho cô khổ sở. Sáng sớm ngày hôm nay, Hoa Lạc Lê vẫn trở dậy cắt hồng mang đi tặng anh. Trên đường đường cô lại bị ngã, ngã cô lại đứng dậy, nhưng cô vẫn kiên trì đi tiếp, mạnh mẽ để theo đuổi mục tiêu, không bao giờ chịu từ bỏ. Chỉ cần kiên trì đến cùng thì tuyệt vọng cũng biến thành hy vọng. 897 bông hồng thật là nhiều, cô thực sự ôm không thể. Gài hoa hồng sắc nhọn đâm vào cánh tay cô đau đớn càng ngày càng tăng. Chặng đường đến biệt thự vẫn còn xa. Con đường dài thăng thấp không thấy điểm quấy Bó hoa hồng trên tay đột nhiên rơi xuống đất. Xung quanh chỉ có tiếng gió bắc rít cùng với từng cơn lạnh. Những bông hoa hồng bị gió thổi bay khắp nơi nằm là tả. Cánh hoa đỏ tươi rải rác trên nền tuyết trắng, bị quần cà vào trong đống tuyết. Hoa lạc lê chạy tới chạy lui nhặt hoa hồng, thở hồn hển vì mệt. Hàn ăn trâu nấp trong cốc tường, Lặng lẽ nhìn Hoa Lạc Lê Cô đột nhiên nghĩ đến Nhân vật chính trong chuyện cổ tích cô bé Bán Diêm Hoa Lạc Lê nằm viện một tuần Không ai biết ai đã đưa cô vào trong viện Và cũng không ai biết Là cô đã xảy ra chuyện gì Hàn Tử Ngang Mất ngủ tròn ba tháng Có người nói Hàn Tử Hiên và Kim Sao Tuệ Đi hưởng tuần trang mật Có người nói Hàn Tử Hiên ra nước ngoài học Có người nói Hàn Tử Hiên đi hội thi âm nhạc Độ lại tin đồn lan truyền ở trong học viện. Hoa Lạc Lê quyết định tiếp tục chờ đợi, nhưng Hoa Nhật Phàm quyết định đưa con sang Úc. Hàn Tử Hiên bội ước đã khiến cho ông rất là thất vọng. Thời gian trôi qua rất nhanh, thầm thoát trời đã bước vào thu. Hôm đó là sinh nhật của Kim Sao Tuệ. Hàn Tử Hiên tổ chức cho cô ta một bữa tiệc sinh nhật trong học viện. Toàn trường xôn xao, ai cũng đến tham gia. Tại đó, Hàn Tử Hiên cũng đồng tấu viết cầm để tặng cô ta còn có một đôi bướm bay đến tầng mắt của anh. Một bóng hình nhỏ bé rời xa anh. Ánh đèn sáng rực, ánh nến lung linh, mọi người đều vui vẻ cười nói. Hàn Tử Hiên hôn lên trán của Kim xào Tuệ trước mặt mọi người, chính thức thừa nhận cô ta là bạn gái của mình. Về giới sân khấu, Hoa Lạc Lê ngồi yên, lắng nghe không bỏ sót một giai điệu nào. Đây là lần cuối cùng cô đến xem anh biểu diễn. Lúc bản nhạc kết thúc, cô đứng dậy, chậm chậm rời khỏi phòng hòa nhạc. Hàn Tử Hiên chỉ đành bất lực, đôi mắt dõi theo bóng sáng của cô rời xa. Anh nắm chặt vĩ đàn mà kéo thẳng, từ thế đó vì sao lại thanh lịch quyến rũ đến vậy? Tuy là giai điệu vang lên có một điều gì buồn bã, cũng cứng nghe nghe trong lòng tan nát. Đột nhiên dây đàn bị đứt, nhưng tiếng đàn vẫn tiếp tục. Chỉ còn lại một giây cuối cùng, Kim giải tệ mở to mắt, nhìn chằm chằm vào Hàn Tử Hiên đang nhắm mắt kéo đàn xung quanh hàn tử hiên bỗng nhiên vang lên tiếng vỗ tay tán thưởng mọi người đồng loạt nâng ly bóng đèn trung đưa hoa lạc lê rời khỏi phòng hòa nhạc náo nhiệt tất cả giống như noel năm trước mình chỉ là một người tuyết mặt trời lên thì sẽ tan chảy học sinh ở trong trường truyền tay nhau các cậu có biết không nữ sinh bí mật tặng hoa cho hàn tử hàn tử hiên chính là hoa khôi của trường chúng ta kim sào tuệ đó mọi người cùng nâng ly hòa reo chúc mừng như là dịp lễ tết Hàn Đăng Châu bước đến bên cạnh Hoa Lạc Lê, nhìn thăng vào cô rồi nói. Hoa Lạc Lê, cậu chính là nàng thiên cá xinh đẹp trong chuyện cổ tích, cho dù không có được hoàng tử. Nói rõ thật xả của sự việc ngày hôm nay, nhưng tôi cũng như cậu không bao giờ hối hận bởi vì đã yêu Hàn Tử Hiên. Thật sao? Cảm ơn cậu đã chúc phúc. Tôi có thể nhờ cậu một chuyện có được hay không? Chuyện gì chứ? Tôi cùng bố sẽ đi Australia vào ngày mai. Mời cậu hãy cùng tôi đi tặng hoa hồng. Vậy thì được trong dòng người qua lại hỗn loạn ở trên đường phố. Bố của cô đứng ở bên đường sơn tay cao vẫy cả hai người. Hoa lạc lê cười vẫy tay giơ lên. Cô cùng với Hàn Ân Châu chậm chậm bước sang đường. Đột nhiên có một chiếc xe đạp, như một chú ngựa vụt tới, sợt qua hoa lạc lê. Hộp vĩ cầm trong tay bị hất tung vào không trung, bay đến chỗ phải sừng xe ở bên đường. Hoa lạc lê mở to mắt không dám tin, nước mắt dần đầy khoái mi dường như sắp rơi xuống. Cô đột nhiên nhớ tới cụm từ khắp bên trong đàn mãi mãi yêu vợ anh. Cô điên cuồng chặt lại nhật cây đàn kia. chiếc xã tải phanh cấp lại vang lên trái tay. Hoa lạc lê cuộn người ôm chặt lấy cây vĩ cầm đứng chặn bánh xe. Hoa nhược phàm và hàn ân châu khuôn mặt trắng bệch, tuyệt vọng và đau đớn đứng nhìn. Hai người lao tới như bay. Ôm hoa lạc lê từ dưới đường đứng lên, không có vết máu. Hoa lạc lê từ từ mở mắt, vội vã yêu cầu mở hộp đàn. Chỉ khi nhìn thấy cây vĩ cầm bên trong còn nguyên vẹn cô mới thở phào nhẹ nhõm. Hoa Nhật Phạm bị một phen kinh hãi quá độ, không thể nhịn được nữa, bởi vì cây đàn này mà con gái yêu của ông suýt chút nữa bị đè nát. Thiếu chút nữa thì đã vĩnh viễn, viễn rời xa ông. Ông giơ cây đào, không hề thương tiếc định ném xuống đất. Không, con xin bố, đừng phá hồng đàn của con. Hoa lạc Lê khóc toáng lên. Nếu như bố không phá hủy nó, thì nó sẽ hủy hoại con. Ông buồn bã nhìn con cái nói. Nước mắt của Hoa lạc Lê không ngừng tuôn rơi. Tương do tương do tròn vèo như kim cương lấp lánh sáng ngày hôm sau một nghìn không trăm mười một bông hồng được bọc lại gọn càng đặt ở cổng sau của biệt thự hoàng tử hoa hồng quá nhiều lúc hoa lạc lê vận chuyển thường bị rơi cho nên hai người cùng nhau cánh vác đường đi sẽ đỡ vất vả hơn rất nhiều không phải là chín trăm chín chín bông hồng mà là một nghìn không trăm mười một bông hồng kết cục luôn không thể đẹp như trong tưởng tượng Vận Hồng này từ nay mình sẽ giao cho cậu Mình phải đi rồi Không thể tiếp tục chăm sóc cho nó nữa Hàn Ân Châu há hốc miệng rời kinh ngạc nói Vận Hồng này cậu phải tốn một năm vất vả mới có được Không thể nào tùy tiện tặng cho người khác như thế được Không Tớ không tùy tiện tặng nó Nhưng tớ biết chỉ cần là người thích anh từ hiên Người đó nhất định sẽ tiếp tục tặng cho anh ấy Có phải không Còn có một chuyện này nữa Tớ muốn nhờ cậu chuyển đến cho anh từ hiên món quà này Chính là chiếc bánh Trimasu tớ tự làm lần cuối cùng. Hà Lạc Lê à, đến khi nào cậu muốn rời đi? Chờ này tớ sẽ bay. Hàn Ân Châu, tôi cũng chúc phúc cho cậu. Hoa Lạc Lê hét to, rồi sau đó khóc nấc lên. Cảnh hoa tử vi sung sung, đung đời nhau rơi xuống bay ngập cả trời. Hàn Ân Châu không thể nào chịu đựng được cảm giác dày vò. Chủ động tìm đến Hàn Tử Hiên và tố nhận tất cả. Hàn Tử Hiên nghe xong chỉ trầm mặc không biểu hiện gì, không nói năng gì. Cầm hộp bánh đưa cho Hàn Ân Châu rồi nói. Đưa cho Hoa Lạc Lê. Phiền cô hãy giúp tôi đưa nó cho Hoa Lạc Lê. Dặn cô ấy lên máy bay mới được mở ra. Tại sao lại như vậy? Anh không muốn nói gì với cô ấy sao? Cô như thế này là rời sao cô ấy ư? Hàn Tử Hiên nói xong thì liền xoay người rời đi. Ngay cả một chút dũng khí gặp Hoa Lạc Lê anh cũng không có. Thời gian trôi qua rất nhanh. Cái bóng gầy cuộc của anh trong tiết thu lạnh lẽo trở nên hư ảo khắc thường, biến thành một chiếc lá phong. Hàn tử hiên nhốt mình trong phòng, ở trên bàn là hộp bánh chế mắt xu. Chiếc bánh ngọt có 5 tầng, màu sắc như một bông hoa sen tươi đẹp. Lá xanh té xanh, cánh hồng, cánh tím, nhị vàng. Tầng trên cùng còn có hai hình đầu người làm từ kem, một nam sinh và một nữ sinh. Bọn họ thân mật dựa vào nhau, cười cười như ánh nắng mặt trời, miệng cong lên hết cỡ, cũng vì cười hiếp mắt mà tạo thành một đường thẳng. Bên cạnh họ, giống như trước đây là hai quả sau tay tươi ngon. Hàn Thời Hiên giơ tay, ngón tay thành tố mềm mại của một nhạc công, nhẹ nhàng cầm chiếc bánh lên, nâng niu như kia chơi nhạc. Anh tự nói một mình, mỗi năm sinh một, một đứa gọi là Tiểu Lê, một đứa tên là Tiểu Hiên. Giọt nước mắt trong reo rơi xuống chiếc bánh. Chỉ mắt dù có nghĩa là mang theo em, nhớ tới em và ở bên em. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Anh chàng xấu tính. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hèm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo.